Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện xuyên màn đêm. Hôm nay tôi xin gửi đến các bạn bộ truyện Ác nhân thành đôi. Mời tất cả các bạn lắng nghe. Chương 51, lợi dụng hay bị lợi dụng, thân phận của Bạch Chiêm không đơn giản. Trang thư tình không phải người mù, tất nhiên là nhìn ra được người như vậy có thể tiếp xúc được là quá xa vời so với một người bình thường như nàng. Địa vị, đặc quyền giai cấp là thứ nàng không thể sánh bằng, cho nên nàng mới có thể hỏi về chuyện đại phu với hắn sở trường của nàng không phải điều chế thuốc tự mình làm ra thì nàng không có khả năng đó mà phải mượn lực ở ngoài bạch chiêm là người duy nhất nàng có thể nghĩ đến trang thư tình lúc này mới phát hiện nàng theo bản năng lựa chọn như vậy bởi vì hắn đã từng giúp nàng vài lần nên ở trong lòng nàng hắn có vị trí không giống với người thường hay là nói bởi vì có hắn trợ giúp nàng liền nổi lên tâm tư lợi dụng hắn trang thư tình mím môi, cần gì quản tại sao, có thể giải quyết vấn đề này mới là chuyện quan trọng nàng cần làm, dù là lợi dụng thì như thế nào, thế giới này, người và người đều không phải lợi dụng và bị lợi dụng sao, chật, việc gì nàng phải đi nghĩ những chuyện không liên quan, trước mắt, việc liễu tam mới quan trọng hơn cả, hít sâu một hơi, trang thư tình chống lại tầm mắt bạch chiêm, bởi vì hắn quá mức dùng sức mà có chút khí thế bức nhân, ta cần một loại dược liệu có thể khiến người ta mất đi chi giác, dù có lấy dao cắt thịt trên người, cũng không cảm thấy đau, người sử dụng có thể mất đi chi giác trong thời gian dài, nhưng điều kiện là không thương hại đến đối phương, bạch chiêm nhíu mày, đề tài này thanh dương từ hẳn là sẽ rất thích, theo ta hồi phủ, lý do, trừ ta ra nàng muốn người khác có thể tự do ra vào nơi này, dù sao thì ta cũng chưa từng hoan nghênh ngươi đến, chàng thư tình ở trong lòng nói thầm, nhưng không có do dự nhiều, thu thập một số thứ liền rời đi theo Bạch Chiêm, nếu như nàng không hiểu sai lời nói của Bạch Chiêm thì hẳn là hắn biết một người có thể giúp nàng, chỉ mong là nàng đoán không sai, nàng không chút ngoài ý khi thấy Bạch phủ ở trong nội thành, chỉ là chuyện ngoài ý muốn với nàng còn nhiều hơn như vậy không có bảng hiệu một bước tiến vào đại môn nàng liền nhìn thấy bên trong có mấy người đang đánh nhau đến mây bay nước chảy càng xem càng náo nhiệt lại nhìn về phía bên cạnh một chút thấy hai người bên kia cũng đang đánh nhau cạnh đó còn có một bàn ba người đang ngồi phẩm trà cũng có người đang đánh cờ bạch phủ này so với bạch phủ trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác nhau nếu như không biết vị trước mắt này là quý nhân nàng sẽ lập tức cho rằng đây là cứ điểm của môn phái trong giang hồ mới đúng nhưng mặc kệ là những người này đang làm việc gì khi nhìn thấy bạch chiêm đều dừng tay thi lễ suy nghĩ của nàng liền trở lại nàng không quay đầu cho nên không thấy được những người phía sau vẻ mặt hứng thú giạt rào cho nhau một cái ánh mắt bọn họ đều tham gia ván bài này nếu như công tử đã dẫn người về nhà vậy hẳn là đã có kết quả đi trần nguyên bước nhanh đến nghênh đón ngầm chừng mắt nhìn đám người đang xem náo nhiệt mà không biết sợ là gì này công tử trang tiểu thư trang thư tình cũng không dám nhận lễ của hắn, thối lui nửa bước tránh ra, nhàn nhạt vén áo thi lễ không dám nhận lễ của quản gia trần nguyên lại nào dám chịu lễ của nàng vội đổi đề tài khác công tử có gì phân phó gọi thanh dương tử lại đây vâng bạch chiêm mang theo người về chính viện ngồi xuống nơi này an tĩnh hơn hạ nhân tới lui đều rất nhẹ nhàng nha hoàn đi lại vạt áo cũng không đung đưa nửa phần so sánh với nơi này liễu phủ mà nàng từng đi qua rõ ràng là kém cỏi hơn một bậc nghĩ đến liễu phủ trang thư tình liền nghĩ đến liễu tam tiểu thư đang bị bệnh tật tra tấn nàng là bác sĩ đời trước nàng bỏ ra một phần ba quãng đời nghiên cứu trong ngành dù cho thay đổi thân xác cũng không có cách nào thay đổi được sự thật này rõ ràng biết bệnh nhân bị bệnh gì rõ ràng mình có thể trị nhưng bởi vì những nguyên nhân khác mà không thể trị bệnh cho họ nàng thật sự làm không được có một thân thể khỏe mạnh ai mà không muốn nào có ai lại muốn mình phải chịu đau đớn nhưng vẫn có người đang phải thừa nhận nỗi đau ấy giống như liễu tam thân thể đã phải chịu đựng sự dày vò mười mấy năm nay nàng thậm chí đã suy nghĩ chỉ cần những thứ này được chuẩn bị đầy đủ xong tất cả không sợ nàng bị người khác lên án, chỉ cần người bệnh tin nàng, nàng nguyện ý tiếp tục cầm dao phẫu thuật, nàng chưa bao giờ coi việc cứu vớt thế nhân làm nhiệm vụ của mình, nàng chỉ là cảm thấy không thể chịu được khi nhìn thấy người khác phải chịu tra tấn vì bệnh tật, trước đó không lâu nàng còn vốn chỉ định chuẩn bị cho cuộc sống bình thản sau này của bản thân, mặc kệ người khác có như thế nào, nàng chỉ vì nàng, vì người thân của nàng, nếu không phải bị ép buộc nàng cũng sẽ không đi tới hiểm cảnh còn hiện tại bây giờ con người a trời sinh quả là mâu thuẫn đang nghĩ cái gì bạch chiêm đem trà đổ vào một chén nhỏ đưa tới tay trang thư tình ở trong phòng an tĩnh nhìn thấy một màn như vậy khiến cho khóe mắt những hạ nhân đang ẩn mình kia đều cảm thấy dùng mình trà của công tử dù có là lão gia tử cũng ít khi mới có thể uống được vị trước mắt này sợ là thật sự sẽ trở thành nữ chủ nhân của bạch phủ nhìn thái độ của công tử bọn họ tất nhiên phải càng thêm cung kính mới được bị hương trà thơm nồng quay quanh chút bài xích trong lòng trang thư tình rút đi rất nhiều tầng bảo hộ mình kia cũng bất chi bất giác có một tia buông lòng người nhàn dỗi nên nghĩ nhiều có nghĩ gì thêm cũng vô dụng chờ sự tình xảy ra trước mắt những điều nghĩ dù nhiều hơn nữa cũng trở nên không tưởng bạch chiêm mẫn cảm cảm giác được nàng đã thả lòng mặt mày vô ý thức mang theo một chút ý cười yếu ớt vậy thì không cần nghĩ nữa trời cũng không thể sụp xuống được đúng vậy trời cũng không thể thể nào sụp xuống được trang thư tình uống một ngụm trà hương trà quấn quanh đầu lưỡi khiến tâm tình nàng càng thêm thả lỏng. Công tử, thanh dương tử đến, đi vào nói chuyện, trần nguyên dương mắt nhìn hai người, so với bộ dáng đối chọi gay gắt lúc trước thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, thấp thỏm trong lòng cũng liền buông xuống. Thanh dương tử một thân áo choàng đạo sĩ như trước, nhưng mà nhìn chiếc áo này thật sự là bẩn không thể nào nhìn được, thấy công tử nhíu mày, trần nguyên cười khổ, hắn đã nói người chuẩn bị để tên nào này tắm rửa sạch sẽ rồi hãy đến gặp công tử, nhưng gia hỏa này sống chết không chịu, nói sẽ chậm trễ công tử, khiến cho Trần Nguyên thực hận không thể trực tiếp đánh người hôn mê rồi ném vào nước, trừ nhà xí, bảy ngày nay hắn không ra khỏi phòng, thanh dương tử tuyệt không cảm thấy việc này có cái gì không đúng, bị người của hiệu thuốc bắt được nên tâm tình của hắn đã không tốt, nghe thấy Trần Nguyên nói như vậy lập tức liền phản bác, bảy ngày thì tính cái gì, một tháng không di chuyển cũng không có gì ngạc nhiên thấy hắn nói tự nhiên như vậy ra mặt trần nguyên hung hăng co rút lười phản ứng lại hắn có bản lĩnh thì đi trêu chọc công tử đi thanh dương tử dám sao đương nhiên là không dám thái độ lúc hắn đối với bạch chiêm liền lập tức liền thay đổi cười đến mười phần nịnh nọt công tử ngài tìm ta có việc sao có phải còn muốn lấy thêm loại thuốc dụng khụ trần nguyên vội đánh gãy lời nói của hắn thanh dương tử nháy mắt mấy cái lời này không thể nói bộ dáng hiểu ra gật đầu, công tử ngài muốn loại thuốc khác, chỉ cần ngài nói, dù cho ta không có cũng có thể luyện ra cho ngài, trang thư tình bật cười, nàng thích người thẳng thắn, vị công tử này, ta gọi là thanh dương tử, tươi cười của trang thư tình càng sâu, thanh dương tử, người có loại dược có thể khiến người khác mất đi chi giác hay không, dù có động dao ở trên người, hay cho dù có chảy máu cũng không cảm thấy đau đớn, có, rất dễ, người muốn sao, không không phải cho kẻ thù dùng, chàng thư tình đem yêu cầu của thuốc này nhất nhất nói ra, tóc thanh dương tử bị hắn vò bừa đến lộn xộn, chưa có thử qua loại thuốc này, chắc là không khó lắm, ta đi thử xem, nói xong hắn liền thực cao hứng chạy mất, trần nguyên ở bên ngoài, ở trong bạch phủ này, có thể dọa người nhất chính là gia hòa này, cố tình ở trước mặt trang tiểu thư lại, mong là công tử sau khi quay đầu trong cơn tức giận đừng có đem thanh dương tử đi rút gân lột ra lúc này trần nguyên lại liệu sự sai lầm rồi thấy vẻ mặt trang thư tình so với lúc nãy còn vui vẻ hơn bạch chiêm hiện tại càng thêm cao hứng nghĩ về sau có phải nên thường xuyên đem thanh dương tử theo hay không có thể khiến thư tình cười coi như là có tác dụng dù sao cũng so với việc cả ngày ở trong hiệu thuốc lãng phí dược liệu còn tốt hơn rất nhiều thanh dương tử là đại phu sao hắn chính là đạo sĩ những thứ khác không học được nhưng lại có được một tay nghề luyện được tuyệt đỉnh, người muốn có loại dược gì chỉ cần tìm hắn, hắn đều có thể làm ra được, nhưng thuốc hắn làm đều lung tung lôn xộn nhiều khi chính hắn còn ăn lầm thuốc của chính mình, từ bạch chiêm mà biết chút chuyện của thanh dương tử, trang thư tình đối với hắn tin tưởng hơn mấy phần, một chuyến này đến bạch phủ cũng coi như là có ích, trần nguyên liếc mắt nhìn công tử, trong lòng cảm thán, công tử thật cẩn thận, công tử rất ôn nhu, công tử cười có thể khiến người khác đi đuôi mù, đảo mắt đã là giữa tháng 12, tuyết trắng bay tán loạn, cách cuối năm ngày càng gần, trang thư tình mua hai nam ba nữ. Nam nhân lớn tuổi một chút gọi là Chu Thất, từ giờ hắn là người gác cổng, một đứa nhỏ 9 tuổi làm thư đồng cho thư hàn, đặt tên cho hắn là Nguyệt Minh, một phụ nhân 30 tuổi làm nương tử quản việc trong nhà, một đôi tìm muội 15 tuổi tên là Bảo Châu và Nam Châu phụ trách dọn dẹp quét tước trong nhà, sau khi có thêm những người này, chuyện trong nhà cũng không cần trang thư tình nhúng tay vào, nhưng mà nàng cũng không quen được người khác hầu hạ chuyện trong nhà mình có thể tự làm được nàng đều làm mấy ngày nay trang thư hàn rốt cục phải sử dụng xe ngựa không phải vì bản thân mình tiên sinh đột nhiên đề cập với hắn là muốn mời tỷ tỷ đến để nói chút chuyện hắn tất nhiên không dám gạt tỷ tỷ chỉ là do không biết tiên sinh muốn nói chuyện gì từ ngày hôm qua đã bắt đầu cân nhắc đến bây giờ cũng đang không ngừng cân nhắc trong lòng càng thêm không yên trang thư tình nhìn thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của hắn mà buồn cười không làm việc gì sai trái không sợ quỷ gõ cửa, bộ dạng này của đệ không phải đã làm ra chuyện xấu gì rồi chứ, đương nhiên là không có, vậy sao từ nãy đến giờ ta thấy đệ trong lòng không yên, vén rèm lên nhìn bông tuyết tung bay bên ngoài cửa sổ, ngữ khí trang thư tình dịu dịu, thời điểm khó nhất đều đã trải qua, hiện tại chúng ta có nhà của mình, trong cửa hàng mỗi ngày đều có tiền thu, bạc trong tay tỷ tỷ cũng đủ để đệ học về sau, còn có thể có việc gì không vượt qua qua được, điều cần thiết là phải an tâm hơn. Trang Thư Hàn nghe vậy tâm liền buông xuống, việc duy nhất hắn sợ chính là trong lúc mình vô ý sẽ làm ra chuyện sai gì khiến cho tỷ tỷ thương tâm. Trần Phu Tử nhìn tỷ đệ hai người, tay chỉ vị tỷ tỷ, mời Trang Tiểu Thư tới là do Lão Hủ có việc muốn thương lượng, có chỗ nào không chu toàn xin Tiểu Thư chớ trách tiên sinh không cần như vậy có việc chỉ giáo thư tình xin cứ nói, vuốt vuốt tròm dâu, Trần Phu Tử đem mấy bản án thư trên bàn đưa qua, đây là những đề thi lão hủ từng xem qua, mặc kệ là dụng từ dùng câu hay là lập ý giải đề, sai lầm ta có thể tìm ra đều rất ít, đây là những đề mà lão hủ tự mình đưa ra cho thư hàn, hoàn toàn không phải bạn bè cùng lứa tuổi có thể so sánh với hắn, Trần Phu Tử nói rất chậm, như là vừa nghĩ vừa nói lão hủ ở trong vòng tròn văn nhân này lăn lộn cả đời người thông minh gặp qua đếm không hết nhưng đã thông minh lại có được quyết tâm như thế thì rất là hiếm thấy trang tiểu thư lão hủ không thể không nói một câu này thư hàn là một mầm non tốt khó có được xưa nay lão hủ muốn nhận người này làm đệ tử nhưng cười khổ lắc đầu không dối gạt trang tiểu thư ý niệm này lão hủ ở trong lòng đã suy nghĩ rất lâu cho đến hôm nay cũng chưa có hạ được quyết tâm này không phải thư hàn học không tốt mà là lão hủ lo lắng bản thân mình không thể dạy những thứ tốt nhất cho hắn, mỗi một câu nói đều là khen ngợi, nhưng trang thư tình không có lộ ra nửa phần vui mừng, nàng chỉ sợ sau này sẽ có sự chuyển biến lớn, chuyện như vậy nàng gặp cũng không ít, Trần Tiên sinh có chuyện không ngại cứ nói thẳng, chương 52, lên tuyết thiên sơn Trần Phu Tử đứng dậy đi lại vài lần, trao mày, hiển nhiên, chính là việc khiến cho hắn đang có còn do dự đến bây giờ, Trang thư tình không dám thúc giục, trong lòng đang chờ đối phương nói ra, thở dài một tiếng, Trần Phu từ tự diễu nói, để cho Trang tiểu thư phải chê cười, người làm tiên sinh, gặp được đệ tử tốt lại không thể thu nhận, thật sự là loại tiếc nuối, nhưng mà lão hù muốn giới thiệu một người, người kia bất luận là ở phương diện gì tuyệt đối đều hơn hẳn lão hù, có người tiên sinh như ngài ấy dẫn dắt thư hàn trong tương lai có thể vớt xa hơn so với nhận người như lão hủ làm tiên sinh thì ra là thế tâm trạng đang treo cao nhất thời buông xuống trang thư tình lắc đầu dù so về học thức người ấy còn hơn cả tiên sinh nhưng tấm lòng của tiên sinh ít người có thể có được dù cho tiên sinh có muốn nhận thư hàn làm đệ tử đó cũng là phúc phận của hắn lời này khiến cho trần hiền vui mừng cười lớn lời này trang tiểu thư chớ có nói lão hù không phải người quá kiên định lại nghe được lời này thì lại càng không có mặt mũi nào để nhận thư hàn lời này tiểu nữ nói chính là thật bởi vì là lời thật mới khiến cho người khác tự đắc a à, nhưng ý đã quyết trần phu Tử cũng sẽ không thừa nước đục thả câu lão hù nghĩ muốn giới thiệu cho thư hàn sư huynh của lão hù hắn là quan học của hội nguyên phủ tô văn bất quá yêu cầu của sư huynh cực cao nhiều năm trôi qua như vậy cũng chỉ thu hai người làm học sinh có thể nhận thư hàn hay không còn phải tùy thuộc vào tài năng của hắn nếu như không thành vậy chỉ có thể chấp nhận lão hủ rồi đối với thế giới này trang thư tình đã có chút hiểu biết đại chu tổng cộng cũng chỉ có sáu phủ có thể ở một phủ làm quan học thì há có thể là người bình thường thư hàn sợ là đã chạm được một cơ duyên lớn suy nghĩ một chút trang thư tình đứng dậy tạ lễ tạ tiên sinh che chở ra để người làm tỉ tỉ như thư tình chân thành cảm tả là bản thân thư hàn không chịu thua kém ta thật sự không đành lòng để cho hắn bị mai một hoa tốt phải trồng nơi đất tốt lại cần phải chăm chỉ tưới nước bón phân thì mới có thể nở rộ đến mức đẹp nhất lão hù chờ đến ngày thư hàn có thể vinh quy bái tổ tiền đồ rộng mở vinh quang trói lọi vinh quang trói lọi nàng không dám nghĩ đến nhưng nếu có thể an ổn mà đi lên đến lúc đó cho nương một chức cáo mệnh phu nhân, bọn họ liền có thể đúng lý hợp tình mà. Trở về nhà ngoại tổ, đó là tưởng niệm cuối cùng khi nương đang còn mê man trên giường bệnh, trừ cái này, trong tâm tư nàng cũng vô cùng muốn nhìn thấy bộ mặt hối hận không kịp của Trang Trạch Lương. Hôm đó, Trần Phu từ rốt cuộc kềm nén không được liền mang theo Thư Hàn đi tìm Tô Văn, Trang Thư Tình ở nhà đứng ngồi không yên chờ đợi tin tức nếu như Thư Hàn có thể có một khởi điểm tốt thì nhất định có thể tiến xa hơn, người sống ở đời, đi khắp thiên hạ, quan hệ giữa người và người chính là là một phần không thể thiếu, nếu có chút che chở này, ít nhất sẽ đỡ bớt phần nào gánh nặng khi chỉ có đệ đệ của nàng tự bản thân, một mình bước đi trên con đường kia âm mưu hay dương mưu cũng không có quan hệ chỉ cần bản thân mình có đủ lợi hại thì ai cũng không thể làm cho mình bị thương, nhưng mà nếu như không có người dắt tay đi trước vậy thì không khỏi quá mức cô đơn, nghĩ ngợi lung tung một hồi, tâm thật sự không thể buông lòng, trang thư tình dứt khoát đi xem những công cụ vừa mới làm xong kia, Bạch Chiêm, người này rất lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể làm ra hơn phân nửa, tuy là không thể làm giống hoàn toàn như hiện đại, nhưng có thể tinh mỹ như vậy đã là quá tốt, kết cửa bị niệm niệm đẩy ra, gió lạnh theo đó ùa vào, thổi tan hơi ấm trong phòng, trang thư tình nhanh chóng tiến lên đóng cửa, nhưng mới vừa đi được một bước đã bị niệm niệm dẫm lên làn váy của nàng, thanh âm ngao ô bén nhọn chói tay, biểu đạt không giống như bình thường, ý thư cũng không biểu đạt hoàn chỉnh, niệm niệm, đừng nóng vội, chậm rãi nói, chậm rãi nói, ngao ô, bị thương, ai bị thương, tộc nhân của ngươi, niệm niệm gấp đến độ nhảy lên nhảy xuống, cắn làn váy của nàng kéo ra ngoài, trang thư tình đem nó ôm lên, mặc kệ nó nhảy như thế nào cũng mạnh mẽ nhét vào trong gói to, nói, muốn ra ngoài cũng phải chuẩn bị một chút, bên ngoài tuyết đang lớn, nhiệt độ không khí lạnh như vậy, có khi chưa cứu được người, mà còn hại chính bản thân mình, nhìn đến những dụng cụ phẫu thuật đang bày ra ở trên bàn, trang thư tình cầm theo mấy dụng cụ thú y sử dụng nhất đem tất cả gói lại tốt anh mắt nhìn lại những thứ trong tay, theo bản năng cơ hồ vẫn còn cảm thấy thiếu còn có cái gì, trang thư tình nhìn chung quanh một chút, đúng, lò sưởi tay, cái này phải đem đi, xiêm y phải đổi cái khác dày hơn, áo choàng phải dùng kiện da lông, cũng phải mang theo một chút đồ ăn, tận lực chuẩn bị chu toàn, trang thư tình gọi chu thất chuẩn bị xe ngựa, tiểu thư muốn đi đâu, ra khỏi thành, vâng, buông màn xe, chu thất hướng bảo châu ra hiệu, xe ngựa mới vừa đi, bảo châu liền chạy vội tới bạch phủ nam châu gắt gao ngồi ở sau xe ngựa trang thư tình không biết năm người nàng mua về chỉ có đứa nhỏ tên nguyệt minh là người ngoài những người khác đều do bạch chiêm an bày ở phương diện này bạch chiêm rất kiên trì cố chấp theo hắn nữ nhân của mình đương nhiên phải ở hoàn toàn dưới sự bảo vệ của người nhà mới có thể chu toàn bất kỳ chuyện vạn nhất nào xảy ra đều phải ngăn chặn về phần nếu như trang thư tình có bất kỳ hậu Quả nào, vậy thì toàn bộ đều đi lấy than, trong xe ngựa trang thư tình luôn nhẹ giọng hỏi niệm niệm, ở trong tai chu thất thì lại giống như là đang lầm bầm lầu bầu, chỉ nghe được lời chỉ đường của trang thư tình, tin tức hắn nghe được khiến cho hắn vung roi ngựa không thể khống chế được lực đạo ngựa hí dài một tiếng, phát ra tiếng phì phì trong mũi rồi tiếp tục phi đi như bay, dưới sự chỉ huy của trang thư tình, xe ngựa dừng ở chân núi, núi dần dần hiện ra, những tòa nhà dần dần thấp lại, nhìn thấy Trang Thư Tình nhấc chân muốn đi lên núi, Chu Thất vội ngăn lại, trong lòng cầu nguyện công tử có thể tới mau một chút, một khi đã vào núi, chuyện ngoài ý muốn xảy ra còn nhiều hơn, hắn thực lo lắng không thể chu toàn được tất cả tiểu thư, ngọn núi này có mãnh thú. Không thể đi vào, mặt trang thư tình vốn trắng, hiện tại bị gió lạnh thổi qua đã thành xanh, nàng cũng không muốn tiến vào núi tuyết thiên sơn, quá nhiều nguy hiểm, nhưng niệm niệm nói nơi này là nhà của nó, lúc trước nó vụng trộm trở về, nguyên bản là muốn đem tới cho tộc nhân kinh hỉ, không nghĩ tới người bị chấn kinh lại là nó, nơi nơi ngập tràn màu đỏ, có tộc nhân đã mất đi độ ấm, có tộc nhân thì miệng vết thương còn đang đổ máu, dù có hái những lá thuốc mà nó biết được đắp lên người của họ cũng không không thể kìm được máu nếu như máu chảy khô vậy bọn họ sẽ chết niệm niệm ỉ lại trang thư tình còn hơn cả cha mẹ nhìn thấy tình huống như vậy suy nghĩ đầu tiên là cầu cứu chủ nhân của nó đó là tộc nhân của nó là tộc nhân đem nó đỡ ra từ bụng của mẫu thân nó nếu như bọn họ đều chết hết chỉ trừ lại một con sói duy nhất là nó thì phải làm sao bây giờ bộ dáng sốt sụt của niệm niệm khiến cho trang thư tình đau lòng muốn chết đem đem đầu của nó ấn vào trong gói ngẩng đầu nói ta muốn vào núi người ở chỗ này chờ tiểu thư không muốn chờ thì trở về đi chu thất cắn răng một cái ta đi với tiểu thư vào núi trang thư Tình nhìn hắn một cái, không có phản đối, nói đến cùng thì nàng cũng có chút sợ, so với đi một mình thì đi cùng với một nam tử cũng đỡ sợ hơn nhiều, tuy rằng niệm niệm nói nó có thể bảo hộ nàng, hơn nữa có thể khiến tộc nhân của nó đều bảo hộ nàng, nhưng không phải ngoài sói ra sẽ không có những loài khác, bằng không nàng cũng sẽ không xuất hiện tại nơi này, từ trong xe ngựa lấy ra một thanh trùy thủ sắc bén, Chu Thất giải thích nói, sợ trên đường gặp chuyện gì đặt để ngừa vạn nhất trang thư tình lúc này sao có thể so đo nhiều như vậy vào núi đi, chu thất đi trước, đem những cành cây chặn đường chặt gãy, nhưng cho dù là vậy, lúc trang thư tình đi cũng không được nhẹ nhàng, tuyết trên núi động lại rất nhiều, một bước đi chân sẽ bị lún xuống, không thể thấy cẳng chân, chỉ đi một hồi đã ra mồ hôi, dứt khoát cởi áo choàng lớn ra ném cho chu thất, thế này mới đi nhanh được một chút, chu thất đi bên này, chu thất nhìn nàng, nhíu mày, tiểu thư, nơi này không có đường, đường là do người mở lại đem đầu niệm niệm ấn vào trang thư tình uống một ngụm trà mang theo leo núi thật sự là quá mệt bên này đi đường không thoải mái bên kia bạch chiêm nghe được tin tức trên mặt cơ hồ đều ngưng thành băng trời lạnh như vậy lại đi ra ngoại thành nàng muốn làm gì cố tình hôm nay hắn lại không có ở trong phủ khi nghe được tin tức thì đã muộn chút đáng chết trần nguyên đi theo ta người bị điểm danh lại là đại tổng quản những người không bị điểm danh ở bạch Ph phủ đều có chút căm phẫn nhìn chằm chằm, trách không được, bọn họ quá nhàn rỗi, Trần Nguyên nỗ lực đè nén tươi cười ở khóe miệng, tiếp nhận dây cương xoay mình lên ngựa, lập tức đuổi theo công tử, đi xa rồi mới dám nhếch khóe miệng lên, đám người kia không có kích thích không chịu được nhưng không có bọn họ cùng bảo vệ, áp lực của hắn thật sự là rất lớn đó. Đi theo dấu hiệu Nam Châu lưu lại, hai người lập tức đã đuổi tới chân núi, thấy được xe ngựa của Trang Thư tình bạch chiêm nghĩ chờ khi nhìn thấy người nhất định phải hảo hảo thu thập một chút thời tiết như vậy lại đi vào núi tuyết thiên sơn nàng muốn chết phải không công tử nơi này trần nguyên tìm được ký hiệu nam châu lưu lại vội cao giọng hô bạch chiêm không tiếp tục trì hoãn nhảy lên vài cái đã không thấy tam hơi trần nguyên lập tức đề khí đuổi theo hắn cũng tò mò trang tiểu thư muốn tiến vào núi làm cái gì lúc này trang thư tình cũng vừa mới tới địa bàn của sói, tiểu thư lui ra phía sau, theo lời nói chu thất lùi về sau, phía trước có hai con sói lông màu trắng bạc bước tới, đầu cao hơn nửa người, trang thư tình ở phía sau chu thất nhìn thấy hình ảnh này, thân thể đều cứng lại, trong lòng lại có loại suy nghĩ không hợp thời điểm, niệm niệm về sau cũng to cao như vậy không có khả năng đi nó căn bản sẽ không đâu chu thất tay cầm trùy thủ đem tiểu thư bảo vệ ở sau người nếu như chỉ có hai con sói này thì hắn không sợ nhưng phía sau sẽ là cả một bầy sói tuyệt đối không chỉ có hai con như vậy rất nhanh chu thất liền phát hiện ra vấn đề hai con sói này không có ý muốn công kích bọn họ ngao ô niệm niệm nỗ lực từ trong túi nhảy ra nó người thấy được hương vị của tộc nhân nghe hiểu được ý tứ của niệm niệm trang thư tình nỗ lực khiến bản thân chấn định lại nghĩ nàng cũng làm thú y hai năm sói cũng là thú bất quá thì nó không chê thịt người thôi coi chúng là động vật bình thường là được chu thất ngươi tránh ra chu thất do dự tránh ra nửa bước, lộ ra nửa người trang thư tình, niệm niệm lại ô ô một tiếng, hai đầu sói kia chuyển thân hướng đến chỗ nàng đến, đuổi kịp rồi, lúc trước không thể đi đường theo cách bình thường, trang thư tình đi một chút liền nghiêng ngả trao đảo, cũng may tuyết dày, ngã xuống cũng không đau, chỉ là thoạt nhìn có chút chật vật, đợi đến khi vất vả ngẩng đầu lên, trang thư tình liền bị hình ảnh giống như một lò sát sinh trước mắt làm cho không thể nhúc nhích được, ngã thì chưa tính là cái gì, tuyết và bùn đất đều dính lên người chưa tính cái gì, nhưng tuyết và bùn đất đều biến thành màu đỏ, bảy tám con sói rõ ràng đã chết đến cứng ngắc vẫn tụ lại một chỗ, những con bị thương hỗ trợ sưởi ấm cho nhau, liếm liếm vết thương an ủi, không sợ chúng nó người thấy mùi con người mà lộ ra công kích, trang thư tình cảm thấy xót xa không thôi, anh hùng bước đến đường cùng vẫn không cúi đầu rơi lệ, còn nói chi đến loài sói hung mãnh chỉ nghe theo mệnh trời cũng có thể khiến tâm người mềm thành như vậy, Chu thất cảm thán một câu, ngao ô, niệm niệm dẫy rụa từ trong túi nhảy ra, cắn làn váy trang thư tình kéo nàng đến bầy sói, Chu thất phát hiện, khi tiểu thư tới gần tất cả chúng nó đều thu hồi móng vuốt sắc bén, chương 53, theo đuôi tới, Chu thất, người không đi qua sao, trang thư tình quay đầu nhìn, ý muốn Chu thất đuổi kịp, mồ hôi ẩm ướt sau lưng khiến nàng cảm thấy khó chịu, nàng đem áo cho bằng nới chặt hơn chút nữa, tận lực không để gió lạnh nhiễm vào người, đếm một hồi, sói bị thương có 14 con mà. Những con nằm ở trong không thể động, đều bị thương nặng, vết thương nhẹ này liếm một chút sẽ không sao, nhưng những vết thương nặng như vậy, ở thế giới cá lớn nuốt cá bé, chúng nó không có tư cách để thả lỏng, bị vây ở trung gian, ánh mắt có chút tán loạn, rõ ràng đã hít vào nhiều mà sao thở ra lại khó khăn như vậy nhưng chút suy nghĩ này trong lòng trang thư tình nháy mắt đều ném ra sau đầu đang muốn nói chuyện với niệm niệm đột nhiên nhớ tới chu thất còn bên người quay đầu vừa khoát tay vừa nói chu thất ngươi dùng chuỳ thủ đi tước một ít tấm ván gỗ rộng như vậy đến giúp ta cũng xem thử có thể đốt chút lửa lên hay không nấu thêm chút nước chỗ tuyết ở đây đều có thể dùng được chu thất giấu diêm ánh mắt của bản thân đáp ứng xong liền chạy đi trang thư tình sờ sờ đầu niệm niệm thấp giọng nói nhờ tộc nhân của ngươi tìm một ít dược thảo mà các ngươi biết đem tới cầm máu cho bọn chúng niệm niệm nghe vậy dồn dập kêu vài tiếng với những tộc nhân của nó đang ở cách đó không xa rất nhanh bầy sói liền phân ra tìm thuốc còn dư lại mấy con sói đem vòng bảo hộ lui vào một chút hít sâu một hơi trang thư tình không tiếp tục chậm trễ cẩn thận đi đến bên người con sói bị thương nặng nhất kia đem những dụng cụ phẫu thuật đã cho chuẩn bị tốt đến cẩn thận kiểm tra cho chúng những vết thương trên người đều sâu tới xương miệng vết thương giống như những cái động nhỏ da thịt mất hoàn toàn còn có mấy chỗ xương cốt bị chặt đứt những thứ này vốn không phải vết thương nhẹ nhưng vết thương trí mạng nhất lại ở trên đầu một đạo miệng vết thương dài tận xuống khóe mắt bên trái lỗ tai trái không còn tròng mắt cũng không có ngay cả thịt ở lưng cũng bị mất một khối đầu lâu đều lộ ra tay trái của nàng cố gắng giữ lấy tay phải niệm niệm để cho tộc nhân của ngươi ra đi yên bình đi ngao ô một tiếng non nớt mang theo bi thiết vang lên tiếng sói chu bắt đầu cao thấp nối tiếp âm thanh bi thiết lan tràn trang thư tình ngăn không được sự khó chịu trong lòng làm bác sĩ lại không cứu được bệnh nhân của mình làm thú y không lại cứu được động vật không cần bất luận người nào đến khiển trách trơ mắt nhìn một sinh mệnh ở trước mặt mình mất đi sinh khí chính là trừng phạt lớn nhất đối với bọn họ ngao ô theo một tiếng nối một tiếng càng thêm thê lương truyền đến một con sói to lớn chứng kiến toàn bộ mọi chuyện từ sâu trong rừng rậm đi tới trên người vết máu loang lổ bộ lông trắng Mốt nhăn lại với nhau mơ hồ có thể thấy được miệng vết thương trải rộng trong đó nhưng điều này tuyệt không ảnh hưởng tới uy vũ của nó niệm niệm như tia chớp bổ nhào qua ngao ô con sói trắng cọ cọ niệm niệm đặt nó đến trên lưng mình rồi đi tới chỗ trang thư tình chu thất nghe được thanh âm liền bằng khả năng nhanh nhất chạy tới nhưng hắn không dám nhúc nhích chỉ sợ động tác của mình khiến cho con sói kia hiểu lầm tiến lên công kích tiểu thư hắn nhìn ra được đây là con sói đầu đàn là ánh mắt kiêu ngạo một khi đắc thắng trở về về, ngao ô nó đang nói lời cảm tạ với mình, tâm trang thư tình đang treo cao nhất thời trùng xuống dưới, xoa xoa lòng bàn tay ướt sũng trên gấu váy, trang thư tình gật đầu, nhưng con sói kia chỉ ở lại một lát, rất nhanh liền đi, trang thư tình đi đến trước mặt một con sói khác, con sói này bị thương cũng không nhẹ, chỉ là miệng vết thương không trúng chỗ chí mạng, xương cốt bị lệch vị trí sẽ trở lại vị trí cũ, dùng tấm ván gỗ cố định, phun lên miệng vết thương một ngụm rượu tê, dùng băng cầm máu lại, lại đem thuốc những con sói kia hái được qua cầm máu, cắn nát ra rồi đắp lên miệng vết thương, nàng chỉ có thể làm như thế này, đáng tiếc muốn giải phẫu phải có chỉ khâu lại, nàng còn chưa có chuẩn bị tốt, khâu lại có thể khiến miệng vết thương phục hồi như cũ nhanh hơn, nghiêng đầu cọ cọ ở trên vai, trang thư tình chuyển hướng tiếp theo, tại nơi cách nàng không xa, Chu Thất Sốt Cục đã nhóm được lửa

không biết từ đâu tìm được một cái bình, rửa sạch sẽ rồi vò một nắm tuyết bỏ vào bình đặt lên trên đống lửa, thấy tiểu thư không có phân phó, hắn tận lực đem tuyết ở xung quanh quét hết đi, nếu tuyết chảy thành nước sẽ rất phiền toái, tiểu thư làm việc cũng không có tiện, dưới tiết trời không có gió, nhiệt độ cơ thể khiến trang thư tình rốt cục có thể vứt bỏ lớp áo choàng dày này, thân thể nhất thời nhẹ nhàng, động tác trên tay cũng nhanh hơn rất nhiều, ngao ô bầy sói cảnh giác rời về một phía con sói đầu đàn cũng thay đổi vị trí đem những con sói bị thương và trang thư tình bảo hộ ở phía sau tim trang thư tình đập như sấm nơi này trước đó không lâu mới trải qua một hồi thảm đấu nếu như đối phương lại quay trở lại tay có chút run rẩy trang thư tình nỗ lực khiến bản thân chấn định lại cắn răng tiếp tục làm việc ở việc làm một bác sĩ nàng không thể thực hiện vậy không thể đến việc làm thú y nàng cũng không xứng ngao ô ngao ô tiếng kêu dồn dập đến từ niệm niệm trang thư tình nghe hiểu được ý tứ của nó đột nhiên quay đầu người đi tới là Bạch chiêm tâm quá mức khẩn trương không thể suy nghĩ gì hơn, chàng thư tình đặt mông ngồi trên mặt đất ôm cổ niệm niệm, cơ hồ là dán lên lỗ tai nó nói, kêu tộc nhân của ngươi đừng thương tổn bọn họ, mau, đầu sói nghe thấy được, không cần niệm niệm thuật lại đã thu lại ý đồ nổi lên công kích, chỉ là tư thế cảnh giác vẫn không giảm, nam nhân này rất nguy hiểm, so với kẻ địch lúc trước nó liều chết đả bại còn khiến nó cảm thấy nguy hiểm hơn, tình huống trước mắt mắt không tốt, bộ tộc sói trắng sợ là sẽ phải nhận lấy tai họa ngập đầu, bạch công tử ngươi, như thế nào tới nơi này, không đợi bạch chiêm trả lời, trang thư tình lại vội vàng nói, ngươi nhanh chóng rời đi, nơi này không phải nơi ngươi nên đến, đi mau, bạch chiêm vốn tích góp từng tí một tức giận trên đường nhưng nghe thấy tiếng sói chu liền hóa thành lo lắng, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, nhìn thấy nàng một thân chật vật bị bầy sói vây chung quanh, nếu không không có nắm chắc là những con sói này đang bảo hộ nàng chu toàn hắn đã xông phía trước đem người ôm vào ngực an ủi tâm tình đang treo cao của mình tâm của hắn chưa từng hoảng loạn như vậy nghe thấy nàng nói như vậy thì cảm thấy cao hứng nàng đang lo lắng cho an nguy của hắn nhưng lại tức giận nàng không đem an nguy của mình đặt lên đầu chuyện nàng làm so với đi chịu chết thì có cái gì khác nhau ta không nên tới nàng nên tới sao đợi sau khi hiểu được những con sói này là đang bảo hộ chứ không phải làm nàng bị thương tâm đặt trên cổ họng của bạch chiêm mới hạ xuống một chút lại nhìn đến những dụng cụ nàng cầm trong tay, cảm thấy nhất thời hiểu ra vài phần, nàng đang trị liệu cho chúng, ưm, bầy sói có chút sao động, trang thư tình cảm thấy sốt ruột, âm thanh thúc giục liên tục, thân phận của ngươi ở trong này không được, mau rời đi, ngươi có thể xuất hiện tại nơi này ta đã nhớ ân tình của ngươi, nhưng việc này ngươi không nên động tay vào chúng nó sẽ không thương hại ta đi mau bạch chiêm bình tĩnh nhìn nàng không có một chút lui bước hắn trải qua vô số hiểm cảnh mấy lần sống sót từ trong đường tơ kẽ tóc chỉ là một bầy sói sao hắn có thể đặt trong mắt nếu nàng không muốn bầy sói này toàn bộ chết hết thì mau nói chúng nó thối lui chỉ cần chúng nó không công kích ta sẽ không động thủ bạch chiêm muốn ta đi cũng có thể nàng đi cùng ta đáy mắt trang thư tình nổi lên hơi nóng nàng là thú y dù có tín nhiệm niệm niệm nhưng bị một đám sói vây quanh làm sao có thể không sinh ra sợ hãi đây chu thất là hạ nhân nàng không dám phó thác tín nhiệm nhưng lúc này phải tìm cách đuổi người đi tránh cho hắn biết bí mật của mình nhưng khi nàng nhìn thấy bạch chiêm trong lòng nàng liền sinh ra một chút tâm an nếu không có sự tự chủ còn tại nàng sẽ lập tức gật đầu đồng ý nhưng mà đây là trong hang sói bạch chiêm cho nàng cảm giác quả thật là người cường đại nhưng đây là khi đối mặt với người thân phận của hắn tài phú của hắn ở trong hang sói không có tác dụng áp chế suy nghĩ trong lòng trang thư tình không phát hiện thanh âm chính mình nói có chút phát run ta nhận phần tâm này của bạch công tử nhưng nếu bạch công tử có hiểu thì mong rằng sau khi bạch công tử trở về thay ta trấn an đệ để ở nhà đừng nói cho đệ ấy biết ta đang ở nơi nào ta xử lý tốt chuyện nơi này rồi sẽ trở về, bước đi của bạch chiêm không ngừng lại, như là không cảm giác uy hiếp của bầy sói, từng bước từng bước tới gần, trần nguyên một tấc cũng không rời, ngao ô, bầy sói càng thêm sao động, ý cảnh cáo càng sâu, ta nói, muốn đi phải cùng nhau đi, bạch chiêm, tâm trang thư tình lại trở nên nóng vội, một lần nữa kêu tên đầy đủ của hắn, chúng sẽ không làm hại ta, nhưng ta không cách nào cam đoan chúng sẽ không làm hại ngươi, ánh mắt hắn và trần nguyên hướng đến bầy sói Bạch Chiêm thì nhìn về phía con sói đầu đàn, nói chúng nó thối lui, không nên ép ta động thủ. Con sói đầu đàn cúi đầu rít gào một tiếng, ánh mắt trở nên hung ác, tôn nghiêm của nó khiến nó không thể lui bước, tình cảnh hiện tại của bộ tộc sói trắng cũng không cho phép nó lui bước, toàn bộ các ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Bạch Chiêm ngạo nghễ thẳng lưng nhìn xuống, khí thế càng ngày càng mạnh, bộ dáng kia lại càng muốn ép đối phương không thể động thủ. Lúc này trang thư tình tin tưởng nam nhân này thật sự không sợ cũng không hề lo lắng trong lòng không hiểu được liền an lòng cắn răng đánh vỡ hai phương đang rằng co để hắn lưu lại hắn có thể giúp ta đầu sói quay đầu nhìn nàng hùng ý còn chưa lui bộ dáng rất dọa người ta khí lực nhỏ sói cái trong đàn quá lớn mỗi một con sói đều có vài vết thương lớn gây nguy hiểm tính mạng một mình ta cứu không được hắn có thể giúp ta ngao ô Đương nhiên, chỉ cần các ngươi không động thủ, hắn cũng không làm các ngươi bị thương, nếu như không tin được các ngươi có thể đề phòng nhiều hơn, sói đầu đàn còn đang do dự, nó tin nữ nhân này, bởi vì nàng vì cứu tộc nhân của nó mà đến, hơn nữa nàng yếu đuối, không tạo thành thương hại với chúng nó nhưng này nam nhân bất đồng sát khí nặng như vậy ở trước mặt hắn nó không nhịn được muốn cướp cơ hội ra tay công kích đối phương giống như chỉ có như vậy nó mới có một tia cơ hội thắng được hắn chúng nó không chờ đợi nổi trang thư tình chỉ vào những miệng vết thương nàng còn chưa có xử lý qua máu nếu chảy khô ta dù là thần tiên cũng cứu không được đầu sói nhìn nhìn hai người ngẩng đầu chu một tiếng tránh thân mình ra trang thư tình giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên chán, nói chuyện một hồi, chán nàng đã thấy lạnh lẽo, mà lúc này trang thư tình thoạt nhìn cũng chật vật không kém là bao, máu đỏ thẫm, nước thảo được xanh biếc, đất màu nâu, nhưng một trang thư tình như vậy lại khiến cho bất luận kẻ nào cũng không thể xem nhẹ, tuy rằng không biết nàng làm sao có thể biết được tin tức mà tiến vào núi, hơn nữa xem ra là vẫn đang cứu trị cho bầy sói, đáy lòng Trần Nguyên Dâng lên kính nể thật sâu, có thể đối mặt với một đám sói mà còn có thể giữ vẻ thản nhiên như vậy người hắn có thể biết như thế không nhiều chắp tay vái chào có gì có thể giúp một tay trang tiểu thư chỉ cần phân phó trang thư tình cười khổ lúc trước không phải đã nói rồi sao ta khí lực nhỏ một mình ta nâng lên không nổi nếu các ngươi cố ý lưu lại giúp ta ta đây liền không khách khí mượn sức lực của các ngươi một chút đại tổng quản thảo dược này đều giúp cầm máu ngươi dùng tuyết rửa đi nhai nát rồi đắt lên nơi đổ máu giống như vậy sau đó nắm chặt mạch máu một hồi sẽ có tác dụng, bạch chiêm đảo mắt nhìn nàng, ta thì sao, ngươi đi theo ta, ta nói ngươi làm, chương 54, bí mật bại lộ bạch chiêm đối với an bầy như vậy cực kỳ vừa lòng, bây giờ khoảng cách giữa hai người không như trước, thư tình đã mở rộng lòng hơn với hắn, hắn thật không nghĩ có thể nhanh như vậy, trần nguyên nhìn dược thảo dính bùn, còn chưa đưa vào trong miệng đã cảm thấy miệng toàn bùn, chỉ thanh dương tử mới có thể thích việc này, sự thực chứng minh Bạch Chiêm có một đôi tay khéo léo, trang thư tình vừa hướng dẫn qua là hắn liền xử lý tốt miệng vết thương, nhìn so với người hai năm làm thú y như nàng cũng không kém bao nhiêu, trang phục quý giá vô cùng bị nhiễm bẩn hắn chẳng quan tâm, làm việc rất vui vẻ, chỉ một lúc sau không cần trang thư tình nói thêm gì liền xử lý rất lưu loát, người so với người sao lại có khác biệt lớn như vậy, đáng lẽ trong lòng trang thư tình có còn cảm thấy bất bình một chút nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy may mắn vô cùng, nếu có chút nhàn rỗi thì đi làm việc khác còn có ích hơn, cần gì suy nghĩ nhiều, nhìn sắc trời cũng đã qua giờ thân, ở trên đỉnh núi một đêm, dù không có nguy hiểm nàng cũng không nên tiếp tục ở lại, nếu bạch chiêm không tới thì đành ngủ trên xe ngựa, chờ hừng đông sẽ vào thành, nhưng một người trị thương cho nhiều sói như vậy nàng nhanh tới đâu cũng không thể tự mình làm hết được qua đêm nay sợ là sẽ càng thêm nhiều con sói bị chết đây đã là kết quả tốt nhất có thể nếu như tại thời điểm này hắn không bất ngờ xuất hiện chỉ một mình nàng thật không có khả năng nghĩ ngợi mân mân môi trong lòng trang thư tình đã rõ ràng lúc này nàng không thể xúc động nàng nên nghĩ chu toàn một chút mới tốt may mắn bạch chiêm đến hiện tại có hắn và trần nguyên hỗ trợ nói không chừng trước khi trời tối bọn họ có thể xuống núi, trên người đột nhiên ấm áp, một chiếc áo lông màu tím choàng lên đầu vai nàng, theo bản năng nhìn, lại lạc vào bên trong đôi mắt không một tia tạp sắc. Trang thư tình đột nhiên nhớ tới mình đã từng nói qua, nam nhân này, là một người thuần túy khó có được, hắn chỉ làm theo tâm ý của bản thân, nàng nên nghỉ một chút. Trang thư tình cúi xuống, bất giác mỉm cười, đi trà sát tuyết để rửa tay sạch sẽ, trải áo choàng đã bẩn của mình xuống để ngồi lấy ra hai cái bánh nàng đã mang theo bẻ hơn phân nửa đưa cho trần nguyên trần nguyên nào dám ăn vội lắc đầu nói không đói bụng trang thư tình cũng không ép cầm cái bánh khô cứng bẻ một miếng đưa vào miệng sau đó lại bẻ một khối lớn đưa đến bên miệng bạch chiêm bạch chiêm không hề nghĩ mình có thể có đãi ngộ này không chút do dự liền há miệng cắn xuống miếng bánh tuyệt đối không thể là mỹ vị này, bình thường căn bản không có khả năng xuất hiện trên bàn cơm của hắn, nhưng hắn lại cảm thấy bánh này ăn ngon vô cùng, trước kia nghe được có người nói khi đói có thể ăn được nguyên con trâu, hiện tại ta thật sự có cảm giác này, Chu Thất trầm mặc đi tới mang theo một cây ống, chúc được bọc một lớp lá dày, nước bên trong bốc khói nghi ngút, trang thư tình rất cảm kích nghĩ đến hắn một mảnh trung tâm theo nàng tiến vào núi đối mặt bầy sói cũng không bỏ lại nàng bẻ nửa miếng bánh đưa qua chu thất lắc đầu ta đào được hai con thỏ chôn trong đống lửa một hồi là có thể ăn tuy rằng gầy một chút nhưng cũng có thể lấp đầy mấy cái bụng rỗng tiểu thư không cần lo cho ta trang thư tình cũng không nói thêm trong lòng ghi nhớ tự nhủ sau khi trở về nhất định phải báo đáp hắn nàng thổi thổi 家 nước nguội, định đưa lên miệng nhưng bất chợt dừng lại rồi đưa đến bên miệng bạch chiêm, nước của người khác uống rồi nàng vẫn có thể uống, nhưng bạch chiêm nói gì cũng là thiếu ra sao có thể chịu được nước người khác đã uống qua, bạch chiêm cao hứng đến tim đập rộn, cũng may còn nhớ rõ thư tình cần uống nước nên chỉ uống hai ngụm nhỏ rồi thôi, nhưng đợi đến khi nhìn thấy người con gái mình thích uống nước mình vừa uống qua, khóe miệng tuy rằng dùng sức kềm lại, nhưng vẫn lộ ra một bộ dáng tươi cười ngây ngốc. Đương nhiên, Trần Nguyên đi theo công tử rất nhiều năm tất nhiên là nhìn ra, nhưng mà Trang Thư Tình lại tuyệt đối nhìn không ra. Ngao ô, thanh âm nho nhỏ đáng yêu truyền đến, niệm niệm theo thói quen nhảy lên đùi Trang Thư Tình ngồi. Hai cái chân trước chỉ chỉ một loại quả lạ nàng không biết, bạch chiêm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, mắt lộ kinh ngạc, ngọn núi này cư nhiên có thánh tâm quả, được niệm niệm hiến vật quý, trang thư tình nhận lấy nhìn qua nhìn lại một chút rất quý cũng không tính là rất quý nhưng cũng khó có được nghe được thanh âm sàn sạt truyền đến bạch chiêm vừa nhìn thật là cả cây đều kéo lại đây cũng may cây này không lớn trang thư tình cũng thấy hơn nữa theo tiếng kêu của niệm niệm liền hiểu được ý tứ của chúng tuy rằng chúng không nói nhưng lại đang dùng hành động biểu đạt sự biết ơn với nàng động vật so với người còn nhớ ân tình hơn nàng luôn luôn biết chỉ là tình hình hiện tại vẫn khiến nàng rất lo lắng mệt mỏi cũng giảm phần nhiều sờ sờ đầu niệm niệm trang thư tình ôn nhu đến gần con sói đầu đàn nói các ngươi là tộc nhân của niệm 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 lại là người nhà của ta ta rất vui có thể để giúp đỡ các ngươi lúc cần thiết sói đầu đàn khi đến gần vốn đã thu liễm hung tính nghe được nàng nói như vậy ánh mắt càng ôn hòa vài phần tránh xa con người là quy tắc truyền thừa trong tộc nhân đã khắc sâu vào máu thịt con người giả dối khiến cho những tộc nhân đời trước của nó nhận không biết bao nhiêu đau khổ nó vốn là không tín nhiệm nhưng tiểu gia hòa này tin nàng may mắn tiểu gia hòa tin nàng hơn nữa còn kiên trì dẫn nàng đến đây trần nguyên kinh ngạc nhưng cũng chỉ trong chớp mắt, ở bên cạnh công tử trời Nam biển Bắc gặp qua không ít việc lạ, nhưng có thể cùng động vật nói chuyện tuy rằng có chút đặc biệt, nhưng so với việc thi thể có thể đi lại, khiến hắn dễ dàng tiếp thu hơn nhiều, Bạch Chiêm Điềm nhiên như không, ngược lại trang thư tình có chút bất an, bí mật này nàng không dám nói với bất kỳ ai, chỉ sợ bị người ta cho là yêu quái mà trói lại đem đi hỏa thiêu không cần giấu giếm thật sự cảm thấy thoải mái nhưng lại có chút lo lắng, người không thấy kỳ quái sao, nàng ăn thánh tâm quả đi, bạch chiêm đưa thánh tâm quả cho nàng rồi mới nói tiếp, lúc ta hai tuổi đã ăn qua một loại hoa, loại hoa này có chân, có thể chạy khắp mọi nơi, nương ta đuổi theo 10 ngày mới bắt được nó, ta còn ở trong biển lửa nhìn thấy cự xà hai đầu, ở đầm băng nhìn thấy dao long đầu dài hơn 10 trượng, có ba cái chân, ánh mắt nó có thể biểu đạt ý tứ, nàng thì tính cái gì, vốn đang cảm thấy mình có chút kỳ kỳ quái quái trang thư tình hiện tại liền an lòng, cùng với những thứ trong lời của hắn so sánh, bản thân mình và những động vật kỳ lạ kia quả thật không tính là cái gì, mà hiện tại, nàng chỉ cảm thấy là nàng nghĩ nhiều, cho nên nàng không nghĩ ngợi nữa, tảng đá bấy lâu đè nặng trong lòng, phanh, một tiếng rơi xuống, trang thư tình tươi cười cũng tự nhiên nhẹ nhàng hơn nhiều, ăn xong thánh tâm Quả, vừa giòn vừa ngọt hương vị tràn ngập trong miệng, tinh thần khí lực nhất thời trở về không ít, trang thư tình vừa tiếp tục thanh lý miệng vết thương, vừa hỏi, người đã đi qua rất nhiều nơi, trước 8 tuổi ta đi với nương đến rất nhiều nơi, sau 8 tuổi mang theo vài người trong nhà muốn đi nơi nào liền đi nơi đó. 14 tuổi đến 16 tuổi nơi nào cũng không đi nữa, nương sinh bệnh, sau đó nương qua đời, từ đó không còn ai quản ta, ta cũng không muốn đi đâu, Trần Nguyên dừng lại động tác trà sát tẩy rửa dược thảo, vẫn là lần đầu công tử đem chuyện bản thân nói kỹ càng cho người khác nghe, thật có lỗi, ta, là ta nguyện ý nói, xử lý tốt một miệng vết thương, bạch chiêm đem con sói trước mặt toàn thân đều xem qua một lần, quả thật không còn vấn đề gì mới chuyển sang con tiếp theo thư tình nghiêm cần muốn cứu chúng nó như vậy nếu dùng hết tâm lực mà chúng vẫn chết trong lòng nàng chắc chắn sẽ không dễ chịu thiên hạ rộng lớn tuy phụ thân ta cho rằng trên đời này chỉ có đại chu là vĩ đại nhất nhưng nếu nàng muốn nhìn những thứ mà ta đã nói ta sẽ mang nàng đi muốn đến nơi nào cũng được động tác của trang thư tình ngừng lại một lát nhẹ nhàng ừ một tiếng thời gian tiếp theo hai người cũng không nói nữa trang thư tình cho rằng mình đang gợi lên chuyện thương tâm của người khác, sợ mình lại lỡ lời, dứt khoát im lặng là vàng, bạch chiêm nghĩ càng đơn giản, mùa đông trời tối sớm, mau làm xong việc rồi xuống núi, động tác mỏi người đều nhanh hơn, Chu Thất lại tìm mấy cái có thể nấu nước đặt trên lửa, bỏ tuyết vào, chỉ chốc lát tuyết tan, nước sôi, bỏ những dụng cụ cần sát trùng vào bên trong xong liền đi làm việc, chỉ là Nam Châu trốn ở một nơi bí mật gần đó cũng không nhàn rỗi, cành khô có thể đốt cùng với song chảo chum vại tất cả đều do nàng tìm đến, dù là như thế, chờ đến khi tất cả đều xử lý xong trời cũng đã tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chân trang thư tình ngồi đến tê dần lúc đứng lên lảo đảo một cái bạch chiêm nhanh nhẹn đỡ lấy nàng mới không ngã ngồi xuống ngượng ngùng cười một cái chân đã tê dần bạch chiêm ngồi xổm xuống đỡ chân nàng không để ý nàng khẽ rẫy rủa hắn ấn ấn xoa nhẹ vài cái một cảm giác thoải mái lan rộng toàn thân cơn tê dần liền mất hết cúi đầu nhìn người đang mặc tử y này trang thư tình cắn nhẹ môi nhắc nhở chính mình nhẹ giọng nói tốt hơn rồi dừng một chút chàng thư tình lại bỏ thêm một câu cảm ơn bạch chiêm tâm tình rất tốt ngẩng mặt nhìn nàng muốn xuống núi ừ bỏ qua khác thường trong lòng chàng thư tình xoay người nói với những con sói phía sau hôm nay chuẩn bị không đủ, chỉ có thể làm được như vậy, ngày mai ta sẽ mang thêm thuốc lên núi, tối nay các ngươi ở đây đợi chúng ta, nhìn nhìn hoàn cảnh chung quanh, chàng thư tình cảm thấy đêm nay sói có thể sống được cũng không nhiều, rốt cuộc không đành lòng, các ngươi bình thường nghỉ ở đâu, khi hỏi ra miệng liền biết lời này không thể hỏi, hàng ổ của sói làm sao dễ dàng báo cho con người biết, huống chi thái độ của con sói đầu đàn đối với bạch chiêm rõ ràng mang theo cảnh giác vì thế lập tức lại bổ sung gần đây có chỗ nào sạch sẽ cũng được nơi này tuy rằng không có gió nhưng dù sao cũng là bên ngoài buổi tối nhiệt độ còn có thể hạ xuống chúng nó sợ là ngao ô nghe tiếng sói đáp lại trang thư tình thật mừng rỡ được chúng ta giúp ngươi nghe được hai chữ chúng ta lông mày bạch chiêm dương cao đến độ như là muốn bay lên ho nhẹ một tiếng hỏi giúp nó cái gì gần đây có mấy sơn động nó nhờ chúng ta hỗ trợ đem sói bị thương qua nếu như sói làm việc này chúng nó chỉ có thể dùng cách kéo xương cốt vừa cố định sợ là lại bị sai lệch chu thất ngươi đi tìm xem gần đây có gỗ cứng hay không có ngay trên mặt đất có một ít người muốn bao nhiêu nhiều lắm phải làm mấy cái dùng những cành gỗ cứng làm thành cái cáng đơn giản chu thất và trần nguyên đem sói từng con từng con đưa vào sơn động cách đó không xa trang thư tình cùng đi qua nhìn, thật sự khô giáo, so với chỗ lộn xộn kia tốt hơn nhiều, chu thất lại nhặt củi nhóm lửa bên trong hang động, ở trong mỗi sơn động đều đốt một đống lửa, lại để thêm củi khô ở một góc khi nào lửa gần tắt có thể để củi vào để lửa có thể cháy được lâu hơn một chút, mà lúc này, trời đã tối đen, bạch chiêm đem thánh tâm quả trên cây đều hái xuống, đáng tiếc cây này chỉ có vài quả, thánh tâm quả là thánh phẩm bổ âm, dễ cây một khi rút ra sẽ rất khó sống lại, nhưng có thể cho người đến ngọn núi này tìm xem, nếu đã có thì không thể chỉ có một gốc này. Chương 55, tâm động lên núi dễ, xuống núi khó, lại thêm trời tối, trang thư tình giờ mới cảm nhận rõ ràng câu nói này. Dù được Bạch Chiêm đỡ thì cơ hồ cũng bước ba bước ngã một bước, Bạch Chiêm muốn cõng nàng, nhưng nghĩ lại, người ta nguyện ý để hắn đỡ đã là tốt lắm rồi, cả ngày hôm nay không tức không giận, chỉ có lo lắng và đau lòng như vậy thu hoạch cũng không ít thư tình đút hắn ăn bánh cho hắn uống nước lại nắm tay dạy hắn cách sử dụng những dụng cụ kia lúc ăn thỏ nướng hắn lấy cớ không thể trì hoãn việc đang làm để nhờ nàng đút cho hắn một chút nàng cũng không từ chối khi xuống núi còn để hắn đỡ Hôm nay thư tình quả thực thuận theo khiến hắn cứ ngỡ mình đang mơ một giấc mộng đẹp, lên xe ngựa rồi, chàng thư tình dựa vào thành xe không nhúc nhích nổi, bàn tay bị nhét vào lô giữ ấm, ánh mắt cũng không mở ra, chỉ có khóe miệng nâng lên một độ cong nhàn nhạt, tâm bạch chiêm nhất thời cảm thấy thật ngọt, rút thảm ở bên dưới sàn xe đắp cho nàng, trước tới nay thanh âm chưa bao giờ ôn nhu như vậy, ngủ đi, lúc đến ta gọi nàng, chàng thư tình không có phản ứng. Ứng. nàng đã ngủ bạch chiêm tận lực ngồi cách nàng càng gần càng tốt nhiệt khí của hắn rất tốt ngồi càng gần thì chung quanh càng có thể ấm áp một chút cái gì cũng không cần làm trong đầu cũng không cần nghĩ cứ như vậy nhìn người đang thở ra hít vào đều đều tâm liền cảm thấy an ổn hận không thể khiến cho con đường này đi thật chậm để hai người mãi yên bình thế này vậy sẽ không như lời hướng tả bởi vì hai người khác biệt nên cuộc sống cũng có nhiều quan niệm bất đồng, nàng mỗi khi nhìn thấy hắn đều có xúc cảm mâu thuẫn chính nàng cũng không biết, lúc này cửa thành đã đóng, xe ngựa dừng trước cửa thành, sau khi kiểm tra lệnh bài, xe lại tiếp tục chuyển bánh vào thành, bạch chiêm rốt cục đã nhận biết mùi vị tình yêu, bởi vì có sự khác biệt mà tâm sinh ra cảm xúc lo lắng, không biết lần sau gặp nàng có lại trở thành. Một nữ tử luôn mâu thuẫn với hắn hay không, thật khiến hắn phát sầu, thời gian qua trôi qua quá chậm, thật hận không thể lập tức lấy nữ tử đa nghi này về nhà sớm một chút, về sau không được hung dữ với ta, đừng ghét ta, tránh ta, thấp giọng than thở một câu, chỉ nghĩ đến việc thư tình sẽ không xa lánh, để phòng hắn nữa. Bạch Chiêm liền cao hứng trở lại, xe ngựa ngừng, Bạch Chiêm còn định để thư tình đang mệt mỏi tiếp tục ngủ một chút thì bên ngoài truyền đến tiếng bước chân của mấy người, Chu Thất tỷ tỷ ở trong xe ngựa sao? Thanh âm Trang Thư Hàn bởi vì bị lo lắng mà có chút khàn, không có người nào biết lúc hắn mang theo lòng vui sướng trở về muốn chia sẻ cùng tỷ tỷ, nghĩ rằng tin tức này nhất định sẽ khiến tỷ tỷ vui mừng nhưng hắn thật hụt hẫng, hắn đợi rất lâu cũng không thấy Tỷ tỷ trở về, hắn kém chút cho rằng tỷ tỷ đã bỏ hắn rời đi, không bao giờ trở lại nữa hắn kém chút cho rằng về sau chỉ còn một mình hắn sống qua ngày, bên tai nghe được tiếng nói này khiến Trang Thư Tình không cần người khác kêu đã tự động đứng dậy, vén màn xe lên liền nhìn thấy ánh mắt Thư Hàn mông lung, vành mắt đỏ ửng nàng biết nàng đã dọa đứa nhỏ này, đã từng bị vứt bỏ nên rất sợ cái cảm giác bơ vơ, lạc lòng không người bên cạnh, đứa nhỏ này chỉ tin tưởng nàng, dựa vào nàng, hắn nhất định rất hoàng hốt khi không có nàng bên cạnh đỡ tay bảo châu xuống xe ngựa trang thư tình không yên đi đến trước mặt đệ đệ thư hàn chưa đợi nàng nói xong thân thể đã bị một lồng ngực có vẻ non nớt ôm chặt lấy rõ ràng khóc đến như vậy mà thân thể vẫn ôm chặt lấy nàng cũng không có chút âm thanh nào truyền đến trang thư tình cũng đỏ hốc mắt nhẹ vỗ lưng hắn không tiếng động an ủi việc này mặc kệ là nguyên nhân gì nàng làm có bao nhiêu đúng có bao nhiêu tận tâm với công việc của mình, nhưng ở trước mặt đệ đệ mà nói nàng đều đã sai rồi, sau khi chuẩn bị xong nàng nên lưu lại lời nhắn cho hắn, nếu không hắn cũng sẽ không gấp thành như vậy, Bạch Chiêm từ trên xe ngựa nhảy xuống, có chút khó chịu nhìn hai tỷ đệ đang ôm nhau hận không thể tiến đến đem hai người tách ra, nhưng hắn biết như vậy sẽ chọc giận thư tình nên không dám hành động, muốn kích thích Trang Thư Hàn vài câu, vừa mới há mồm liền nhìn thấy Trần Nguyên lắc mạnh đầu với hắn, nghĩ tới cái quân sư kia ở phương diện này rất có chú ý, chỉ đành mất hướng ngậm miệng lại, bảo châu động tác nhanh chóng liếc mắt nhìn công tử, bước tới đem áo choàng khoát lên người tiểu thư, nhẹ giọng nói, tiểu thư, tiểu công tử, bên ngoài trời lạnh, có gì vào nhà rồi nói tại thời điểm có ngoại nhân lại thất thố như vậy Đợi khi cảm xúc hơi bình ổn, Trang thư Hàn liền cảm thấy hoảng, khi nghĩ đến tỷ tỷ về trễ lại ở cùng với nam nhân này, nếu như người không biết chuyện nhìn thấy, còn không biết sẽ bị đồn thành dạng gì, tỷ tỷ tuổi còn nhỏ nên không hiểu chuyện, Bạch công tử cũng không hiểu sao, tâm tư bảo hộ tỷ tỷ nhất thời, khiến hắn tức giận, ngẩng đầu lên nhìn về phía nam nhân đối diện, vừa muốn nói lại nghĩ tới đây là ngoài cửa, bị người khác nghe thấy thì chịu khổ vẫn là tỷ tỷ nhà mình chỉ đành cắn răng thấp giọng nói bạch công tử chớ khi dễ hai tỷ đệ chúng ta không có nơi dựa vào thư hàn trang thư tình vội đánh gãy lời nói của hắn xin lỗi cười cười với bạch chiêm bạch công tử không có khi dễ tỷ tỷ trở về phòng tỷ tỷ sẽ nói rõ với đệ mọi chuyện xảy ra trước xin lỗi với bạch công tử trang thư hàn nhìn về phía tỷ tỷ mắt đầy nghi hoặc nghe lời trở về phòng tỷ tỷ sẽ nói với đệ tại trước mặt tỉ Tỷ tỷ, trang thư Hàn đều một mực nghe lời, dù hắn thật sự không muốn xin lỗi, nhưng vẫn nghe lời tỷ tỷ tạ lỗi với Bạch Chiêm, trên mặt Bạch Chiêm không thèm để ý, nhưng thực tế trong lòng được thư tình bảo vệ mà đắc ý không có việc gì, mau dẫn tỷ tỷ ngươi vào nhà đi, hôm nay nàng rất mệt tiếp nhận dây cương Trần Nguyên đưa, sờ sờ đầu con ngựa mà hắn yêu quý, xoay mình lên ngựa, bạch chiêm từ trên cao nhìn xuống, tiếp tục nói, buổi sáng ngày mai ta lại tới, thuốc ta sẽ nói thanh dương từ chuẩn bị tốt, nàng đừng làm việc quá sức, đợi một chút, thấy người đang muốn đi, trang thư tình vội gọi lại, ta cần chỉ tăng màu trắng. Hiệu thuốc không biết có thể mua được hay không dùng làm gì khâu miệng vết thương thanh dương tử nếu không làm được ta rút gân hắn cho nàng dùng sẽ không kém thứ kia đợi người đã đi xa trang thư tình mới phản ứng kịp nàng chẳng những không cự tuyệt bạch chiêm ngày mai cùng đi theo còn mơ hồ giống như đương nhiên như vậy tì tì trời lạnh chúng ta vào thôi dùng nước ấm tắm rửa toàn thân đều ấm lại mới từ thùng gỗ bước ra lại uống thêm chén trà nóng ăn miếng cơm nóng toàn thân từ trong ra ngoài đều ấm áp trang thư tình mới cảm thấy bây giờ mình như được sống lại thân thể này lúc trước được chăm sóc không tốt tâm mạch yếu nhược sợ lạnh cho nên vừa vào đông nàng rất ít đi ra ngoài điều chế vài loại thuốc mỗi ngày ở nhà điều trị cho bản thân cũng may lúc trước bỏ công không uổng phí bằng không hôm nay sẽ không chỉ đơn giản bị nhiễm lạnh như vậy tì 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 rốt cuộc đi đến nơi nào thế nào khi trở về lại thành như vậy nhịn lại nhịn trang thư hàn rốt cuộc nhịn không được hỏi nói hai ba câu không thể rõ ràng để theo ta đến đây trang thư tình cầm lấy bao dụng cụ phẫu thuật đi đến phòng bên nơi này trang thư hàn ngày thường cũng không đến bước vào mới phát hiện bên trong thế nhưng để rất nhiều vật dụng kỳ quái đem những dụng cụ đặc chế đặt ở trên bàn chưa kịp rửa lại bên trên còn dính mỏ máu thịt và lông sói, đã sớm chuẩn bị tốt một nồi nước trên bếp, nước bên trong đã sôi, trang thư tình đem từng món dụng cụ bỏ vào, lại dùng một cái gậy tương đối lớn đảo qua, đợi đến cảm thấy thời gian đã đủ, nàng lại đem những dụng cụ kia lấy ra đặt ở cái khay lớn bên cạnh, bên trong là loại rượu nồng độ cao, gần giống như cồn, dùng để khử trùng tiêu độc, trang thư hàn trầm mặc nhìn, không hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều, hắn chỉ biết tỷ tỷ hiện tại lợi hại hơn nhiều so với tỷ tỷ nhát gan khiếp nhược lúc trước, hắn cảm thấy may mắn vì điều đó, tỷ tỷ có thể nghe hiểu lời nói của động vật, hôm nay là vì tộc nhân niệm niệm bị thương nên tỷ đi giúp, Bạch công tử không biết vì sao mà tìm được tỷ tỷ, luôn ở trên núi hỗ trợ tỷ, bằng không tối hôm nay sợ là đệ cũng không nhìn thấy được tỷ, trang thư tình cười cười, mang theo chút xin lỗi Lỗi, là tỷ tỷ không suy tính chu toàn, vốn tưởng rằng rất nhanh sẽ có thể trở về, không nghĩ lại ngoài ý muốn khiến đệ lo lắng, về sau sẽ không như vậy, chỉ cần không phải bạch công tử khi dễ tỷ tỷ là tốt rồi, dù sao tỷ tỷ đã nói không gả cho người ta, nhưng dù thế nào thì tình huống như vậy cũng không tốt cho tỷ tỷ, còn một việc nữa, hắn rất tò mò chuyện tỷ tỷ vừa nói, tỷ 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 nhói là có thể nghe hiểu được lời nói của niệm niệm hay là có thể nghe hiểu được lời nói của động vật miêu miêu cầu cầu cũng có thể sao, lời nói của tộc nhân niệm niệm thì cũng có thể nghe hiểu, miêu miêu cầu cầu thì không biết, từ khi biết có khả năng này thì liền tận lực tránh những nơi chúng nó thường lui tới, trang thư tình nghiêng đầu nhìn hắn, tỷ tỷ như vậy, Đệ sợ sao? Trang thư Hàn lắc đầu, cực kỳ thành thật nói, chỉ cần là tỷ tỷ, đệ sẽ không sợ, đã không phải tỷ tỷ trước kia đệ muốn bảo hộ, nhưng mà nhất định so với nàng càng thương đệ so nàng càng có nhiều năng lực bảo hộ đệ trong lòng trang thư tình âm thầm tự nhủ đến gần sửa lại cổ áo cho đệ đệ mình có một số việc tỷ tỷ không thể giải thích rõ nhưng mà tỷ tỷ sẽ nỗ lực làm một tỷ tỷ tốt về sau nếu có chỗ để không thể giải thích đệ cũng không cần hỏi nhiều có được không tỷ tỷ dù có tự làm bản thân bị thương cũng tuyệt không làm đệ bị thương đệ tin tỷ 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 có bí mật trang thư hàn đã sớm biết có những việc không nên hỏi hỏi rõ rồi có đôi khi khó đối mặt cứ như bây giờ chẳng phải rất tốt sao, nghĩ đến mình còn có một việc vui chưa nói, đôi mắt trang thư hàn rốt cục hiện chút kiêu ngạo, tỷ tỷ, đệ đã là học trò của tô tiên sinh, tại đó đã dập đầu kính trà, đáng tiếc tỷ tỷ không thấy, thật sao, trang thư tình mừng rỡ, tỷ tỷ biết đệ nhất định có thể thành tài, ngày mai. Không được ngày mai thì thì còn phải lên núi một lần nữa, ngày sau tỷ tỷ sẽ cùng đệ đi bái tạ tiên sinh, đúng, còn có học phí nữa, cái này phải chuẩn bị kỹ càng một chút mới được, nói liên miên một đống lời, trang thư tình vẫn là không bình tĩnh được, vừa làm nhiều việc vừa nựng yêu gò má đệ đệ, đệ đệ thì thế nào lại lợi hại như vậy, tỷ tỷ cũng phải trở nên lợi hại hơn mới được, bằng không sẽ không phải là tỷ bảo hộ đệ nữa rồi, oa tỷ tỷ bắt nạt đệ, hiểu được tình cảm của hắn dành cho nàng, trang thư tình cười mị mắt, không có cha mẹ thì thế nào có một đệ đệ vừa tài giỏi, ngoan ngoãn, lại rất yêu thương nàng đã đủ rồi, cuộc sống của nàng càng thêm có mục tiêu, đem mặt mình tránh ra trang thư hàn nhu nhu, khó nén lo lắng hỏi, ngày mai còn phải lên núi, vừa rồi đi tuyết đã rơi rất nhiều, qua đêm nay không biết sẽ lạnh đến thế nào, tỷ không thể để một mình bạch công tử đi sao, việc này chỉ có tỷ tỷ hiểu rõ cách làm, hắn cũng không phải là người quan tâm đến những việc đó, chúng ta làm chuyện chuyện gì cũng phải có đầu có đuôi, vậy hắn còn đi hỗ trợ, bên tai phẳng phất lại vang lên câu nòi ủy khuất về sau không được hung dữ với ta, đừng ghét ta, tránh ta, trang thư tình cảm thấy có chút hoảng hốt, nam nhân này, lòng tham so với dự đoán của nàng càng nhiều hơn, rõ ràng là thiếu gia cao quý, lại không ngại máu làm bẩn tay giúp nàng làm những việc đó, trong mắt không mang theo nửa phần chán ghét, ăn một cái bánh lạnh như vậy, uống nước từ tuyết không không mấy sạch sẽ, nếu như nói trong lòng nàng không cảm động, tại sao lại thất thần như vậy, chương 56, đồng hành trong gió tuyết tuyết rơi một đêm, đến sáng hôm sau cũng không ngừng, bạch chiêm ngồi trong xe ngựa đi tới chỗ trang thư tình, xe ngựa này được đặc chế trong cung, sau khi đưa đến hắn chưa từng dùng qua lần nào, nếu không phải Trần Nguyên buổi sáng nhắc nhở một tiếng, hắn cũng quên mất mình còn có một chiếc xe như vậy công tử xe ngựa kia của trang tiểu thư quá mức đơn sơ nhỏ không nói còn không thể giữ ấm tuyết lớn như vậy nếu dùng xe ngựa kia không phải là để tiểu thư chịu tội sao lại nói xe ngựa này của ngài rộng rãi ấm áp có thể cùng tiểu thư vừa lên đường vừa trò chuyện, dù sao cũng là công tử đến để hỗ trợ, chẳng lẽ trang tiểu thại cự tuyệt ngài, ngài muốn nói chuyện với tiểu thư trong xe ngựa hơn hay là đón gió tuyết cưỡi ngựa hơn, vì lời này của Trần Nguyên, hắn được tăng một tháng tiền tiêu vặt không nói, còn được thưởng rất nhiều thứ tốt, tâm tình tốt khiến thanh dương từ thức trắng đêm liếc mắt xem thường, vừa tiễn đệ đệ rời cửa liền nghe thấy hạ nhân nói bạch công tử đã đến, trang Thư Tình vội vàng xách theo những đồ đã chuẩn bị tốt ra ngoài, Bạch Chiêm ở trước viện chờ nàng, vừa thấy người thì câu nói đầu tiên là: "Xe ngựa của nàng sẽ bị gió lùa vào, ngồi xe của ta, ngồi xe ai cũng được." Trang Thư Tình không có dị nghị gì, nhưng khi nhìn thấy xe ngựa dừng trước cửa nàng liền có chút bất động, đây là xe ngựa, này kỳ thực là một căn phòng lớn cổ đại được kéo bằng ngựa, so với phòng nàng ít nhất cũng phải dài gấp 3, độ rộng cũng không phải xe ngựa kia của nàng có thể so sánh, xe ngựa của nàng chỉ dùng một con ngựa, chiếc này là bốn con, mặc cho mấy nha hoàn dẫn nàng lên một cái ghế thật dài, một người nâng, một người đỡ lên xe, trang thư tình có chút thất thần, chờ vào bên trong, nhìn thấy hai gian trước sau của xe nàng chỉ có thể cảm thán, cởi giày ở gian ngoài, màn gian trong được vén lên, nhiệt khí ùa vào mặt, so với bên ngoài giống như hai thế giới, bạch chiêm ti tiến vào theo sau rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh trang thư tình thấy nàng có chút ngơ ngẩn vội hỏi làm sao vậy không thoải mái trang thư tình nhẹ liếc mắt nhìn hắn ta ở đây không quen đang suy nghĩ lúc về muốn ngồi xe ngựa kia của ta nếu nàng ngại đây là xe của ta thì xe ngựa này về sau sẽ đưa luôn cho nàng đã là xe của nàng vậy sẽ không còn cảm thấy không quen ta thật không thường ngồi xe thân phận của ta sao có thể dùng loại xe ngựa này, Trang Thư Tình cảm thấy không khí có chút nóng, theo thói quen bỏ áo choàng, cởi ra dây buộc ở cổ, không nghĩ tới lại càng gỡ càng rối, nút thắt không thể gỡ ra, loay hoay hồi lâu cũng không thể tháo gút, ta làm cho, gỡ dây thật cẩn thận, bạch chiêm cúi sát đầu ngưng thần mà gỡ. Hắn không cảm thấy chuyện này có cái gì không đúng, Trang Thư Tình lại đang ra mồ hôi, định gọi Nha Hoàn vào hỗ trợ, nhưng khi nhìn thấy nam nhân đang nghiêm cẩn đến cực điểm trước mắt lại nhất thời không nói được gì, Bạch Chiêm đột nhiên dương mắt chống lại tầm mắt không kịp né tránh của nàng, tầm mắt hai người rằng co, không hiểu sao lại có chút hương vị mơ hồ như tình ý, chuyện như vậy khiến Trang Thư Tình cuống quyết buông tầm mắt xuống, có thể gỡ không, Bạch Chiêm nhìn sâu vào mắt nàng kéo một cái gỡ được dây áo áo choàng rơi xuống chàng thư tình nhặt lên xoay người sang chỗ khác xe ngựa đột nhiên ngừng lại nha hoàn mở cửa gian ngoài ra bẩm báo hai câu công tử thanh dương tử nói hắn khó chịu trong người cưỡi ngựa không được muốn xin lên xe ngựa nghỉ ngơi bạch chiêm có chút nghiến răng người nói mấy ngày mấy đêm không ngủ cũng không thành vấn đề là ai mới một buổi tối liền chịu không được lúc trước chỉ lo xem xe xe ngựa, trang thư tình cũng không chú ý có những ai đi theo, dù sao hiện tại không khí giữa hai người quá mức mập mờ, đúng lúc cần có người đến phân tán, liền thuận thế hỏi, thanh dương tử cũng tới rồi, ân, hắn nghe nói nàng cần dược trị cho sói hắn liền ẩm ý muốn đi theo trang thư tình cười cho nên một đêm hôm qua hắn cũng không ngủ bình thường hắn mấy đêm không ngủ tinh thần vẫn rất tốt làm gì có chuyện không cưỡi được ngựa hắn chỉ là ngại trời lạnh không muốn cưỡi ngựa bạch chiêm tức đến nỗi muốn đánh thanh dương tử một trận nhưng rốt cuộc cũng không thể làm gì được gọi hắn đi lên thanh dương tử được như ý nguyện nhưng cũng chỉ dám ngây ngốc ở gian ngoài hắn nếu thật không biết xấu hổ dám đi vào vào bên trong không cần công tử ra tay trần đại tổng quản chắc chắn liền chặt đứt dược liệu cung cấp cho hắn xe ngựa lại tiếp tục đi bạch chiêm gõ lên vách tường ngăn cách hai gian đi vào hầu hạ hai nha hoàn nhẹ chân bước vào mặt mày cũng không dám nâng lên đem vào một bếp lò nấu nước lại mang thêm từng đĩa điểm tâm đặt lên bàn nhỏ có nhiều hơn hai người trang thư tình thả lỏng hơn nhiều bạch chiêm thấy nàng rốt cục cũng không còn ngại ngùng liền dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của hai nha hoàn cầm một đĩa điểm tâm đưa cho nàng mọi thứ được dùng nam châm cố định không cần lo sẽ bị đổ ta không lo trang thư tình nhận lấy cắn một ngụm ăn rất ngon có tiền có quyền sống qua những ngày như vậy trách không được người sống ở đời đều liều mạng muốn trở thành người trên cao lời này nghe có chút vị chua vốn chính là đang ghen tỉ lại cắn một ngụm trang thư tình thỏa mãn mị mắt ta không có khả năng có thể trở thành người như vậy, còn không cho phép ta nói sao, thật sự là thẳng thắn khiến người khác không biết phải nói tiếp thế nào, bạch chiêm thấy nàng ăn rất ngon, cũng cầm một khối đưa vào miệng, vẫn là cái vị kia, nhưng hắn lại cảm thấy ngon hơn so với bình thường nhiều, chỉ cần nàng muốn, ta đều có thể cho nàng, chỉ là nàng không thích thôi, trang thư tình nhất thời ảo não. Bạch công tử, chúng ta đừng nói những lời này được không, nàng đang sợ cái gì chỉ cần nàng nói ra cái gì cũng đều có thể giải quyết bạch chiêm thở dài rốt cuộc vẫn là không có nói như vậy thuận theo ý nàng nói tốt không nói nữa ăn điểm tâm, uống trà, chiếm hết tiện nghi của người ta, lại tức giận với người ta trang thư tình cũng có chút ngượng ngùng, lại không biết nên nói chuyện gì đành ho nhẹ một tiếng, nói, người biết tô văn không, biết, quan học sư của hội nguyên phủ, thư hàn đã bái hắn làm thầy, không phải học trò bình thường, là đệ tử chính thức, trang thư tình khó nén đắc ý, 10 tuổi đã có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà được xem trọng, không phải ai cũng có thể, bạch chiêm quả thật không nghĩ tới trang thư hàn lại lọt vào mắt của Tô Văn, toàn hội nguyên phủ này cũng chỉ có Tô Văn được hắn nể mặt, không phải vì tài học, cũng không phải lực ảnh hưởng, mà vì hắn là một người có lòng dạ chân chính, có thể bao dung người khác, có thể đảm đương trọng trách, nhận thức được người tốt, cũng là người biết dẫn dắt chỉ đường, trời sinh nên làm thầy dạy học, ánh mắt hắn cao bao nhiêu bạch chiêm đều biết, nhưng có điều thật không nghĩ tới, một người mới đêm qua còn khóc trong lòng tỷ tỷ cư nhiên lại được tô văn kia thu vào cửa, xem ra sau khi trở về phải đi tô phủ đi một chuyến mới được, đã làm lễ bái sư chưa, thư hàn nói đã dập đầu kính trà, có thể thấy được tô tiên sinh rất thích đệ ấy khó được nhìn thấy bộ dạng đắc ý này của thư tình bạch chiêm muốn nhìn lâu một chút yêu thương nơi đáy mắt nhanh chóng dâng lên tô văn ở kinh đô cũng rất có tiếng người bình thường hắn không để trong mắt lúc trước có thu hai học trò hiện thời một người đậu tiến sĩ vào hàn lâm nhận chức nghe nói rất được trọng dụng một người là tân khoa trạng nguyên thư hàn về sau sẽ không kém bọn hắn đại khái bậc trưởng bối đều cho rằng đứa nhỏ nhà mình là tốt nhất nếu như bạch chiêm khen ngợi nàng, nàng liền thấy không được tự nhiên, nhưng là khen đệ đệ nàng, nàng thế nào cũng cảm thấy lời này thật dễ nghe, rõ ràng cao hứng đến khóe miệng đều cong lên, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc, hắn sao có thể so được với người như vậy? chỉ cần không khiến tô tiên sinh thất vọng là tốt rồi nếu như hắn có được tiền đồ cũng không uổng sự hy sinh của nàng hy sinh cái gì ta không vĩ đại như vậy chỉ do đó là lựa chọn tốt nhất với hai tỷ đệ chúng ta thôi khi nghĩ đến sau này tiền đồ của thư hàn không có một chút dính dáng gì đến trang trạch lương nàng liền cảm thấy bản thân mình thật sự rất vui vẻ thấy được tỷ đệ nàng sống tốt chắc chắn hắn sẽ hối hận tức chết hắn ở chỗ ta có có mấy quyển sách được trừ sáng dùng để ghi lại chú thích, dù sao ta cũng không dùng, khi nào về sẽ đưa tới cho thư hàn, trừ sáng, được xưng là trừ tiên hiền, trừ tiên sinh, nàng không biết sao, trang thư tình xấu hổ, nàng đối với thế giới này hiểu biết có hạn, ký ức cực hạn của cơ thể này cũng chỉ ở lãnh sơn huyện, căn bản chưa từng nghe qua trừ tiên hiền này, ta vốn không phải người đọc sách lại đến từ địa phương nhỏ, quả thật không biết người này, bất quá người có thể được xưng hô như vậy tất nhiên là bậc thánh nhân sách này quá mức chân quý đưa cho thư hàn hắn sợ là nhận không nổi bạch chiêm nhíu mày không cần đương nhiên muốn nghe cái tên kia nàng liền biết đối với người đọc sách mà nói đó là một ngọn núi cao chỉ có thể ngưỡng vọng sách của hắn đối với thư hàn khẳng định rất có ích nhưng không thể lấy của người ta như vậy nàng nợ bạch chiêm không ít thực không cần trang thư tình tức giận ngẩng đầu tầm mắt lại lọt vào ý cười trong mắt đối phương nhất thời những thứ rối rắm trong đầu đều biến mất muốn đương nhiên muốn coi như ta mượn bạch công tử đến khi thư hàn không dùng nữa sẽ mang đến trả công tử bạch chiêm không nói gì chỉ cười cười đến khi trang thư tình nghiến răng nàng cũng cảm thấy lời này có chút không đúng lại không biết nói gì cho phải thật ra mấy quyển sách này là đô bạch chiêm nhìn thấy có thứ nào ở hội nguyên phủ xem thuận mắt đều cướp đoạt một lần mới thu hết vào tay nếu nàng biết nàng sẽ không phải cắn rất lương tâm vì chiếm tiện nghi của người ta sau khi dần dần hiểu trang thư tình hắn liền biết đối với thư hàn tốt một phần so với tốt với nàng mười phần càng hiệu quả hơn, trong mắt nàng để ý cũng chỉ có một người đệ đệ này, nhưng rồi hắn lại không cam tâm trong mắt nàng chỉ có đệ đệ, hắn phải nhanh chóng kéo tên tiểu tử kia về phía mình mới được, cũng may tiểu tử kia cũng không khiến cho người khác ghét, có người phụng bồi nói chuyện, lộ trình dường như ngắn hơn nhiều, như trước là chân núi kia, xe ngựa ngừng lại, từ trong xe ngựa ấm áp như xuân bước xuống, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết bay đầy trời, trang thư tình dùng mình một cái, phía sau có người đem áo choàng và mũ khoác cho nàng, không cần quay đầu lại cũng biết là ai, trang thư tình dứt khoát làm như không biết, cũng không quay đầu, nói, đi thôi, sớm xong việc liền có thể về sớm, bạch chiêm một tấc không rời theo sau nàng, khi lên núi càng giống như sam bám nàng không xa nửa bước, trang thư tình cũng không cự tuyệt. Thanh Dương Tử đi ở phía sau, kề tai nói nhỏ cùng Trần Nguyên. Người đoán ta ở trong xe ngựa nghe được cái gì? Công tử có thể nói lời dễ nghe để dỗ người ngươi có tin không? Ta thật sự tưởng tượng không ra bộ dáng lúc đó của công tử sẽ như thế nào. người có thể tưởng tượng ra không? Trần Nguyên lườm hắn một cái cả ngày hôm qua đều nhìn thấy. A, à, thật. Thanh Dương Tử vội vàng chạy theo đuổi kịp Trần trần nguyên người mau hình dung lại kể cho ta nghe về sau ngươi còn sợ không nhìn thấy trần nguyên trợn trừng mắt hắn chỉ sợ về sau mỗi ngày đều phải nhìn thấy bộ dáng ngốc nghếch của công tử thật sự là có chút không nói nên lời càng đi bước chân trang thư tình càng chậm không phải đường không dễ đi mà là có người khiến nàng không thể không nghĩ nhiều tại nơi rừng núi hoang sơ lại có người vì nàng mở một con đường những cành cây ven đường đều bị chém rớt, đại thụ cản đường cũng đốn xuống, đi đường núi giống như nơi đất bằng, nàng đi rất dễ dàng không chút chắc trở, ai có dụng tâm như vậy không cần nói cũng biết chương năm mươi bảy sinh tử do trời những con sói cần chị thương vẫn chờ trong sơn động tiểu tử niệm niệm được sói đầu đàn trở trên lưng vừa nhìn thấy thân ảnh trang thư tình niệm niệm phóng xuống đất chạy tới thanh âm non nớt bi thương truyền ra nhưng những người khác nghe thấy đều không hiểu trang thư tình nhắm chặt mắt chấn định nói chết hai con chỉ còn lại ba con đang trong tình trạng không tốt nàng đã tận sức sinh tử do trời ta biết trang thư tình mở mắt ra, đem niệm niệm đang thương tâm cẩn thận bỏ vào bên trong túi nhỏ vẫn đeo bên người, điều này đã tốt hơn so với dự đoán của ta, sói đầu đàn gật gật đầu với mấy người họ, xoay mình dẫn đường đi đến sơn động, trên mặt đất cạnh đống lửa còn chất đống một ít cành khô, cũng may khói không lớn, lửa chưa tắt, không khí trong sơn động trầm lắng đầy bất an, khi trang thư tình bắt đầu kiểm tra vết thương của lũ sói thì thanh dương từ trên lấn. Ấn tiến vào hắn tuy không phải đại phu nhưng y thuật cũng rất tốt việc trần trị đối với hắn không có gì trở ngại nhìn miệng vết thương kia chật chật nói muốn sống quá khó đi dù sao cũng phải chữa trị đến cùng mới biết được chỉ tang trắng mang tới chưa mang theo mang theo thanh dương từ nhanh chóng lấy ra một cuộn đưa cho trang thư tình thứ này thật đúng là không phải hắn thì không ai làm được dù vậy hắn cũng không thể làm được nhiều hơn dù có thực sự rút gân hắn thì trong một buổi tối nhiêu đây đã là cực hạn chu thất giống như hôm qua đun chút tiết thành nước đi vâng bạch chiêm đá văng thanh dương tử ra ta giúp nàng thanh dương tử xoa cẳng chân bị đá đau than thở việc này ta còn làm tốt hơn công tử trần nguyên vội lôi kéo thanh dương tử đi giúp chu thất nấu nước chờ hai người bọn họ mang nước tiến vào trang thư tình đã đem những bộ dụng cụ xử lý sạch sẽ từ đêm trước mở ra thanh dương tử thấy những thứ mới mẻ liền tò mò đi qua nhanh chóng tập trung tinh thần ngồi xổm bên cạnh trang thư tình xem nàng muốn dùng như thế nào thịt bị hoại tử trên miệng vết thương đều phải cắt lọc hết, công cụ chỉ có một bộ, ta làm trước, ngươi xem rồi làm theo, thanh dương tử liên tục gật đầu, bạch chiêm liếc hắn một cái, người thư tình nói là ta, vâng, nghe hai người dành việc như vậy, có chút buồn cười, trang thư tình mân mân miệng, ổn định lại tâm tình bắt đầu làm việc, giao mổ hạ xuống cắt thịt nơi hoại tử, con sói vẫn mê man không tỉnh, chỉ có thân thể theo bản năng run run, giữ lại, bạch chiêm nhanh chóng thay đổi vị trí hai tay vững vàng cố định lại con sói kia trang thư tình ra tay rất nhanh sử dụng dao mổ không chút ngập ngừng bình tĩnh không giống như một nữ nhân toàn bộ thịt hoại tử đều cắt lọc hết trang thư tình lại lấy ra một lọ rượu thuốc có tác dụng sát khuẩn mạnh đổ lên vết thương thân thể con sói bị giữ chặt kịch liệt run rẩy rất đau người nhìn thấy đều biết sau khi tẩy trừ toàn bộ vết thương trên thân sói trang thư tình nói ta không có thuốc giả nhiệt chỉ có thể dùng biện pháp này cảm giác được đau là tốt rồi ít nhất còn sống thanh dương tử bôi thuốc cho chúng được rồi thanh dương tử cầm theo gói thuốc to bên người lấy ra mấy viên màu xanh biếc bóp nát rồi giải đều lên vết thương một bên trang thư tình rửa sạch tay lấy kim và chỉ khâu ra, nhúng qua rượu thuốc rồi hơ kim trên lửa nàng không có găng vô trùng phải tiếp xúc trực tiếp với vết thương nên có thể giảm thiểu nhiễm khuẩn tới mức nào thì hay mức đó hít sâu một hơi, không khí lạnh tiến vào ngực, khiến cho tâm của nàng an tĩnh lại, động tác tay càng ổn định, kiểm tra lại dụng cụ đã chuẩn bị tốt, tiến hành khâu miệng vết thương, tay trái dùng kẹp nhỏ giữ, chặt chỗ thịt bị nứt ra, tay phải cầm kim chỉ, dùng lực cổ tay và cánh tay từ bên ngoài bắt đầu sỏ xuyên qua da thịt, từng mũi khâu rất đều đặn vuông vức, những chỗ da hở bắt đầu dần khép lại, may từ trên xuống, dùng kẹp nhỏ lật mép vết thương, kim nhanh chóng sỏ qua, kẹp nhỏ thuần thục luồng buộc lại, liên tiếp rút ra sỏ vào, đến cuối cùng dùng kẹp nhỏ lòn qua chỉ thắt gút cố định mũi may cuối, lấy kéo, cắt chỉ, hoàn thành đường may, về sau cũng lập lại như thế để đạt hiệu quả tốt nhất trang thư tình liên tục vừa khâu vừa cầm máu mấy người tính cả sói đều lẳng lặng vây xung quanh nhìn không dám có chút động tác sợ ảnh hưởng đến người đang khâu may tiệt diệu kia mà lúc này trang thư tình đã sớm không còn cảm giác với bên ngoài bản thân tập trung cao độ toàn tâm toàn ý xử lý vết thương ngay khi tiến hành nàng liền trở lại là một bác sĩ chỉ quan tâm bệnh nhân, cuối cùng cũng xong, tay trang thư tình nhức mỏi dã rời, khối thân thể này mới 14, rốt cuộc vẫn quá yếu, bôi thuốc một lần nữa, thanh dương từ hiện tại tuyệt không đau lòng những viên thuốc bảo bối của hắn, lập tức nghe lời đem viên thuốc bóp nát sắt lên vết thương, bạch chiêm thấy nàng xoa cánh tay, liếc nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên lập tức hiểu ý, liền cố định con sói thay hắn, hắn vội đến cạnh trang thư tình kéo tay nàng qua ấn ấn xoa xoa huyệt đạo cho nàng đau nhẹ chút như vậy mới mau khôi phục nghĩ một lát là đã tiếp tục trang thư tình nhẫn nại ngồi xuống con sói này có ba chỗ hoại từ tình trạng rất xấu phải khâu hai lớp khâu mũi lớn rồi khâu lại mũi nhỏ lại thêm vài vết thương lớn cái nào cũng cần khâu càng không cần nói những con sói khác con nào con nấy thật không có mấy chỗ lành lặng kế tiếp bạch chiêm tiếp nhận dao để cắt thịt hoại tử việc khâu lại vẫn do cha Trang thư tình làm, sau đó Thanh Dương từ bôi thuốc, phối hợp rất an ý, Trang thư tình ngồi xổm xuống sờ sờ đầu con sói, giọng nói ôn nhu mang theo cổ vũ, cố lên, chống đỡ qua là tốt rồi, đừng khiến cho bạn của ngươi thương tâm, mí mắt khép chặt giật giật nhưng lại không thể mở ra, sờ sờ nó an ủi một chút, Trang thư tình lại tiếp tục công việc, không cần phân công, trước khi Trang thư tình động tay, Bạch Chiêm đã tẩy trừ toàn bộ miệng vết thương, Trang thư tình liền bắt tay khử khuẩn dụng cụ phẫu thuật mà khi trang thư tình bận việc ánh mắt bạch chiêm đều dừng trên người nàng không có rời khỏi trước đây hắn không dám quang minh chính đại ngắm nhìn nàng lúc bình thường mà nhìn như vậy chắc chắn sẽ khiến thư tình không được tự nhiên thẹn quá thành giận không thèm cho hắn chút sắc mặt tốt nhưng bây giờ thư tình lại không có cảm giác thư tình nỗ lực cứu sống lũ sói trên người như bao trùm một tầng sáng của ánh mặt trời ấm áp khiến người nhìn không thể rời tầm mắt trưa nay không giống hôm trước nha hoàn từng người đưa từng hộp cơm lớn đến đồ ăn còn nóng hổi khiến những người đang đói đến mức ngực dán vào lưng cảm thấy thật hạnh phúc vừa ăn thanh dương từ còn vừa hỏi tiểu thư nói cái thuốc giảm nhiệt kia là thứ gì có tác dụng gì nuốt cơm vào miệng trang thư tình tận lực giải thích đối với các loại thuốc người này rất lợi hại nàng tin hắn có thể làm ra được khi bị thương nếu không xử lý tốt thì vết thương rất dễ chuyển biến xấu sưng đỏ sinh mù phát sốt thậm chí bị hoại tử dù có là vết thương nhỏ cũng sẽ trở thành vết thương chí mạng có phải như thế không thanh dương tử liên tục gật đầu mấy người khác cũng dựng tay nghe mà quan trọng nhất là khi những tình huống này xảy ra thì cơ thể sẽ sốt cao không hạ càng sốt tình trạng lại càng xấu nếu có thể hạ sốt chuyển biến sẽ tạm thời ổn định chúng ta có thêm nhiều thời gian để chữa chị cho nên thuốc hạ nhiệt rất cần thiết người đã nhìn thấy loại thuốc này đã thấy trang thư tình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trong xanh phía xa ở thế giới kia đây là loại thuốc rất thường được sử dụng cúi đầu lau đi khóe mắt nhưng ta không điều chế được thanh dương tử còn muốn hỏi bạch chiêm đã lạnh giọng chen vào không muốn ăn cơm thì lăn qua một bên đừng ngăn cản người khác ăn thanh dương tử lập tức ngậm miệng gắp một miếng thịt đặt vào chén trang thư tình bạch Bạch chiêm Ôn hòa tựa như người vừa rồi lạnh giọng thốt ra lời nói kia không phải hắn, nàng mau ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Trang Thư Tình miễn cưỡng cười với hắn, cúi đầu ăn cơm, thấy hốc mắt nàng ửng đỏ, bạch chiêm trong mắt xoẹt qua một suy nghĩ sâu xa. Lúc làm những dụng cụ này, Thư Tình có nói là để mổ bụng phanh thay, khi đó chỉ cho rằng nàng giận dỗi nên mới nói vậy hiện tại xem ra là thật mỗi một bộ dụng cụ đều qua tay hắn hắn biết rõ những dụng cụ này không phải là toàn bộ trước khi đến hội nguyên phủ nàng đã sống được mười bốn năm những năm qua đơn giản đến cực điểm cũng không có đi bất kỳ nơi đặc biệt nào y thuật cũng không thể tự tưởng tượng ra nàng là học được từ đâu vừa rồi nàng thương cảm là vì sao hắn muốn biết nhưng lại không thể hỏi sẽ có một ngày thư tình chủ động nói với hắn hắn chờ đến ngày đó nhưng bây giờ nàng còn chưa mở rộng lòng với hắn, không biết hắn còn phải chờ đến bao lâu, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một lát, mọi người lại bắt tay vào việc đem miệng vết thương của con sói cuối cùng xử lý ổn thỏa, nói những lời động viên nó xong trang thư tình liền nhấc thẳng thắt lưng, thật mệt, thân thể này quá yếu, về sau phải có kế hoạch rèn luyện mới được, một con sói kéo gốc cây thánh tâm quả đi tới, vô cùng chân thành nhìn nàng, ánh mắt thanh dương tự tử sáng lên bổ nhào qua ôm lấy, thánh tâm quả, là thánh tâm quả, công tử, cho ta cho ta cảnh này thật sự rất dọa người người khi nào thì biến thành nữ nhân rồi giờ lại hỏi ta muốn thánh tâm quả trang thư tình nhíu mày nữ nhân mới có thể ăn sao lấy tính cách của bạch chiêm tất nhiên không biết lời này có vấn đề trần nguyên phản ứng mau vội giúp công tử giải thích thánh tâm quả là thánh phẩm bổ âm nữ tử ăn vào rất tốt nhưng là thứ này rất khó có được dù xuất hiện cũng là cống phẩm đưa vào hoàng cung đãi ngộ này của nàng thật không thấp trang thư tình nhìn thanh dương tử ôm cây thánh tâm quả không buông tay hỏi ngươi muốn thánh tâm quả để làm gì luyện dược này cho ngươi một quả thanh dương tử vươn ba đầu ngón tay nhìn thấy biểu hiện của công tử vai liền rụt lại thu hồi một ngón hai quả nhìn hắn buồn cười như vậy trang thư tình gật đầu nói nếu như làm ra được linh đan rượu dược ta có quyền lợi ưu tiên hưởng dụng không không thành vấn đề chọn hai quả lớn như nhất thanh dương tử ôm lấy chạy trốn thật xa không dám nhìn đến công tử, bạch chiêm lạnh nhạt liếc hắn một cái, không để ý đến hắn, cuộc sống sau này còn dài, chẳng cần gấp gáp so đo với hắn, đem năm quả còn lại đều hái xuống, bạch chiêm hỏi con sói, cây này còn có không, ngao ô, nó nói phụ cận không có, nhưng một ngọn núi khác còn có mấy gốc cây, người có thể dẫn ta đi không, chỉ cần hái quả, không cần bứng nguyên gốc như thế này về sau khi cần lại có cái mà dùng, con sói nhìn nhìn trang thư tình tỏ ý chấp thuận, xoay người đi hai bước lại dừng lại, như là đang đợi Bạch Chiêm. Bạch Chiêm nói, ta rất mau sẽ trở lại, các ngươi chiếu cố nàng cho tốt. Vâng, lấy tốc độ của sói và Bạch Chiêm, thì thời gian trở lại sẽ không lâu. Trong khoảng thời gian này, Trần Nguyên, Chu Thất và Thanh Dương Tử đều là đề cao cảnh giác, chỉ sợ có chút biến cố gì làm trang tiểu thư bị thương. Trong lời nói cảnh cáo kia của công tử, bọn họ nghe được uy hiếp, dùng áo áo choàng bọc lại mười mấy quả, Bạch Chiêm về còn nhanh hơn sói, nhìn thấy Trang Thư Tình vẫn nguyên vẹn trước mặt mới yên lòng, chúng ta xuống núi thôi. Sói đầu đàn lúc này đã trở lại, ánh mắt tràn đầy thiện ý, khiến Trang Thư Tình không còn cảm giác đây là loài động vật ăn thịt hung mãnh, nàng đến gần sờ đầu nó giọng nói ôn nhu, chu thất thu thập không ít cành khô đặt trong sơn động, người nhớ thêm củi thường xuyên, đừng để lửa tắt, ngày mai ta sẽ lại đến bôi thuốc cho chúng, nhớ tới mình đã hứa với thư hàn ngày mai đi bái kiến tô văn, trang thư tình dừng một chút lại nói, có thể ngày mai ta đến trễ hơn một chút, người đừng lo, ta nhất định sẽ đến niệm niệm quá nhỏ ta mang về trước, sói đầu đàn cọ cọ trong lòng bàn tay nàng tỏ ý nó hiểu được, trang thư tình vỗ vỗ đầu nó tạm biệt, sói xoay mình trở lại đàn, nàng vẫy tay từ biệt, trong mắt nàng chúng là bằng hữu, không phải loài thú hoang dã. Hùng hãn khiến người khác thấy liền tránh không kịp họ đi rồi ngao ô niệm niệm có chút buồn bã rời khỏi trong vòng tay của trang thư tình thật luyến tiếc khi phải xa tộc nhân nhưng nó không thể không có nàng bên cạnh chương 58 tâm tư tình ý trở lại xe ngựa cửa ngăn cách gian trong và gian ngoài không khóa nhiệt độ từ lò sưởi tỏa ra làm không khí xung quanh xe thật ấm từ trời tuyết mùa đông lạnh giá bước vào xe ngựa liền chuyển thành trời xuân ấm áp thanh tân cảm nhận nhiệt khí từng chút một thấm vào người trang thư tình cảm thấy mỗi tế bào cơ thể đều được thả lòng chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc thật sảng khoái cả người nàng lộ ra dáng vẻ lười nhác nhìn khác xa bộ dạng nghiêm túc thường ngày thanh dương tử loại thuốc tê kia có tiến triển gì không thanh dương tử vẫn còn ôm hai quả thánh tâm không buông cười tủm tỉm giống như mèo trộm được thịt vừa nghe thấy trang thư tình hỏi vấn đề này nhất thời im bặt sở trường trường lớn nhất của hắn chính là luyện dược, hắn am hiểu tất cả các loại thảo dược, vốn cho là chỉ cần có người nói ra được công dụng của thuốc là hắn tức khắc có thể điều chế, nhưng cái thuốc tê này thực sự đã kích hắn không nhỏ, trang thư tình thấy hắn như vậy đã biết tiến triển không được thuận lợi, liền an ủi, loại thuốc này vốn không phải dễ dàng làm ra. Không điều chế được trong thời gian ngắn cũng là chuyện bình thường, ngươi không cần thể hiện ra bộ dạng này, cũng không phải là không có tiến triển, buông thánh tâm quả xuống, Thanh Dương Tử xoa xoa cái ót, mấy sợi tóc không được cố định kỹ. Vài sợi rơi xuống Thái Dương, chỉ là liều lượng không khống chế tốt, nên Thanh đạo trưởng mời dùng chén trà nóng, Nha Hoàn nhanh tay lẹ mắt đưa chén trà qua cho hắn, lúc Thanh Dương tử tiếp trà thì chén có hơi bị nghiêng nên có chút trà hắt lên tay hắn, Thanh Dương tử theo bản năng dương mắt, liền thấy Nha Hoàn kia đang hung hăng trợn mắt nhìn hắn, lại nhìn qua chỗ công tử, tốt rồi, ánh mắt kia nếu có thể biến thành ám khí hắn đã chết không biết bao nhiêu lần hắn nói sai cái gì chợt nghĩ tới lời nói vừa rồi của mình thanh dương từ nhất thời lạnh cả người hắn hiện giờ đã biết mình nói sai cái gì nếu như không có nha hoàn này chen vào hắn đã đem câu bốn người đã chết này nói hoàn chỉnh vậy khẳng định là hắn xong rồi thất sách quá thất sách ngay cả đến sói loài mãnh thú này nàng còn tận lực cứu chữa huống chi là con người lại càng không thể nhẫn tâm đem người sống đi thử thuốc nhưng mà đây là nàng yêu cầu, nên những người đó dù có chết một trăm lần cũng xứng đáng, ho một tiếng, thanh dương từ hướng ánh mắt cảm tạ thật sâu với nha hoàn này, trang thư tình tinh thần không quá tập trung, nửa híp mắt nên cũng không chú ý tới động tác nhỏ của bọn họ, truy vấn nói, nên làm sao, nên, nên, đúng, nên ta đã điều chỉnh cách phối dược một lần nữa, trang tiểu thư yên tâm, ta nhất định sẽ có thể làm ra loại thuốc thuốc tê này còn có thuốc giảm nhiệt kia ta cũng sẽ suy nghĩ cách làm đạo trưởng nếu thật có thể làm ra hai loại dược này thì đúng là tạo phúc cho bá tánh chàng thư tình ngầm thở dài đâu chỉ là tạo phúc cho bá tánh quả thực là tạo phúc toàn nhân loại đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có người nào lợi dụng loại thuốc này khiến người khác mất đi chi giác ngươi không phải vẫn luôn muốn đến khố phòng của ta lấy dược liệu sao chỉ cần ngươi có thể làm ra được thuốc tê và thuốc giảm nhiệt ta liền cho ngươi đi đến đó lấy về ba loại, mặt khác nếu như làm không được ta sẽ tính sổ toàn bộ với ngươi, thật sao, công tử, nếu như người gạt ta thì tâm nguyện cả đời này của nàng sẽ không thành sự thật đâu, hắn vừa dứt lời lập tức biết mình nói sai, sợ đến nỗi hai quả thánh tâm lăn từ trên người xuống cũng không màng nhặt lên, hắn thật sự sợ đến không còn cảm giác, hồn bay đâu mất, đối với hắn mà nói luyện dược là đam mê để có được dược liệu luyện dược hắn có thể đổi mạng nếu vì hắn chọc giận mà công tử không cung cấp dược cho hắn thì thà giết hắn còn tốt hơn bỏ hắn lại đi công tử ta sai rồi ta sai rồi người nhất định có thể ôm mỹ nhân về thanh dương tử thật hận không thể đánh miệng mình trong lòng hối hận không thôi hắn thật sự là ngu xuẩn vô cùng trong mắt công tử không thể nào chứa một hạt cát hắn thế nào lại nói như vậy vậy không phải là đang trù công tử bị rủi ro sao nhưng hối hận cũng đã muộn hai nha hoàn mỗi người kéo một cánh tay dễ dàng ném hắn xuống xe ngựa trần nguyên đi ngựa bên cạnh từ cao nhìn xuống đánh giá vẻ mặt cổ quái của thanh dương tử người đang yên đang lành sao lại ngã xuống thanh dương tử đứng lên vỗ vỗ tuyết trên người mở miệng cười không sao không sao đại tổng quản chỉ là công tử có chuyện muốn ta truyền đạt trần nguyên nhanh chóng xuống xuống ngựa, chuyện gì, thanh dương tử kề sát vào, ngón tay lặng lẽ bắn ra một tia thuốc bột, đại tổng quản, đắc tội, đắc tội, cho ta mượn ngựa dùng đỡ, đợi quay về sẽ tặng ngươi một trăm viên tráng dương để bồi tội, yên tâm, dược này chỉ có thể chế trụ ngươi trong nửa khắc, bằng tốc độ của ngươi rất nhanh là có thể đuổi kịp xe ngựa công tử, thật may công tử chỉ vứt hắn khỏi xe ngựa cũng không nói đuổi hắn, hắn phải chạy trước tránh xa tầm mắt công tử, nếu không ông công tử thấy hắn lại trướng mắt thì khó nói lắm. thân trần nguyên không thể động miệng không thể nói chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh dương tử xoay mình lên ngựa biến mất ngay trước mắt mình tức giận đến đau răng thanh dương tử người khá lắm xem lão tử trở về làm thế nào thu thập ngươi dược liệu hàng tháng sẽ giảm đi một nửa không giảm một nửa rồi lại giảm tiếp một nửa. Đến lúc đó ta sẽ chống mắt lên nhìn ngươi đến cầu lão tử thế nào, nhưng mà sau khi trở về hắn mới phát hiện lượng dược liệu của Thanh Dương tử chẳng những không thể giảm, đãi ngộ còn tăng thêm, hắn muốn cái gì liền phải cho hắn cái đó, chất lượng tất yếu còn là thượng hạng, tức giận này hắn nhịn xuống, đợi đến lúc có cơ hội hắn sẽ tính toàn bộ sổ sách với Thanh Dương tử, đương nhiên, hắn tạm thời không biết, có đôi khi không biết cũng là một loại hạnh phúc, ở bên trong xe ngựa thấy thư tình không muốn tiếp tục đề cập đến đề tài này bạch chiêm vốn định kiếm chuyện khác để nói thật không ngờ trang thư tình lại chủ động trò chuyện với hắn bạch công tử làm việc thật dụng tâm ơn này người trong thiên hạ đều sẽ ghi nhớ ta theo tâm ý bản thân mà làm, không cầu thiên hạ cảm tạ, chỉ cần nàng hiểu, đối với người xuyên không như trang thư tình, sống thời hiện đại bao nhiêu năm có thể không hiểu chuyện tình cảm sao? Nhưng hiểu là một chuyện có thể chấp nhận hay không lại là một chuyện khác. Học sinh trung học đã biết yêu đương, nhưng nàng thì khác, đã 30 tuổi còn chưa có mối tình chân tâm thật ý nào, cũng chẳng có ý định kết hôn. Bây giờ thư Hàn đã được bái danh sư, có tô tiên sinh nâng đỡ bảo ban, đố kỵ chắc chắn cũng nhiều hơn, nàng không muốn khiến cho chuyện trở nên quá mức phức tạp, bạch chiêm hắn không ngại phiền phức nhưng nàng ngại, lại nói bạch chiêm ở nhà nàng tự do ra vào, dù nàng gật đầu hay không gật đầu thì cũng không còn quan trọng, bạch chiêm đã đem chuyện này thành chuyện hiển nhiên, chàng thư tình có thể ngại lời bàn tán sao, chỉ cần mình hiểu bản thân trong sạch thì có gì phải sợ, nàng chỉ có thể bày ra bộ dáng nghiêm nghị không thể xâm phạm thấy bản thân mình có thể làm được như vậy quả thật rất lợi hại nói không chừng người ta còn tưởng nàng đang hoan nghênh người nhà vậy có thể suy nghĩ về phương diện yêu đương không tuy rằng số tuổi thật của nàng so với hắn lớn hơn nhiều nhưng nàng vẫn rất ít kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nàng lại không phải linh hồn thật sự của thân thể này cảm thấy mình thân bất do kỳ nàng có thể yêu sao cùng với một người quyền quý như hắn luận chuyện yêu đương nàng thật cảm thấy đây là đãi ngộ ông trời dành tặng nàng, không phải sao, hắn cung cấp cho nàng mọi thứ nàng cần, lo cho nàng từng chút một tôn trọng ý kiến của nàng, thấu hiểu tâm tư nàng, bạc nàng không cần, vậy thử nhìn từ phương diện khác, thử cho nàng một chỗ dựa để nàng có thể tùy ý cáo mượn oai hùm xem sao, chỉ cần nàng không cần giống như những nữ từ cổ đại, một bước cũng không được ra cổng, thì đặc quyền này cũng có thể chấp nhận tình yêu nàng đã từng chờ mong thậm chí đã từng có đến cuối cùng tuy người đối phương lựa chọn dung mạo không bằng nàng dáng người không bằng nàng phẩm tính cũng không bằng nàng nhưng ra thế lại mạnh hơn nàng nhưng dù sao thì khoảng thời gian đó cũng thật đẹp loại hạnh phúc này bầu không khí ngọt ngào này chỉ có tình yêu có thể đem lại một khi đã như vậy thì thử cảm thụ lại một lần, như thế nào, còn về phần kết quả ra sao, chỉ cần nàng không ôm ảo tưởng thì sẽ không đến nỗi thất bại thảm hại. Bạch công tử cảm thấy hiện tại như thế nào? Sao? Bạch Chiêm không biết nàng đang nghĩ chuyện gì, chỉ ngưng thần nhìn nàng, trang thư tình một tay nâng cầm lên, lười biếng nói, không có ích lợi lôi kéo không có người khác làm phiền cũng không có những nữ tử đến tranh thủ tình cảm khiến cho người khác đau đầu ta không cần vàng bạc phú quý của bạch công tử không cần quyền thế mưu lợi của ngài không cần ngài nghĩ biện pháp đến dỗ ngọt không cầu ngài làm chuyện mà người khác không làm được có trà thì cùng uống trà đến bữa cơm thì mọi người cùng nhau ăn như người một nhà cách thức ở chung như vậy có phải rất tốt hay không ừm chúng ta có thể như vậy sao trong lòng bạch chiêm sệt qua một ý nghĩ nhưng lại không dám khẳng định trang thư tình rốt cuộc đang muốn biểu đạt ý tứ gì. Nếu có thể như vậy, ta biết một cánh cửa mong manh không ngăn được bạch công tử, cái gọi là thanh danh đối với bạch công tử mà nói cũng không đáng giá để nhắc tới. Mặc kệ ta làm cái gì, mặc kệ ta có thái độ gì cũng không thể thay đổi chuyện ngài đã quyết định, ta cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, về sau cứ như vậy đi, bản thân ta đang có hiếu kỳ, đối với người ngoài, ngài không không cần làm cho ta mất mặt đã là tốt rồi, bạch chiêm cơ hồ không thể tin được lỗ tai mình, ý tứ của thư tình là, đồng ý, nguyện ý sau khi hiếu kỳ qua sẽ thành thân cùng hắn, bất quá cũng mong bạch công tử nói trước với thê tử sau này của ngài, khi nàng vào cửa ngài cũng đừng coi chỗ ta là một môn đỉnh nhỏ để lấy uy phong của ngài mà đùa giỡn, hơn nữa chuyện ta nói với công tử cũng chỉ tồn tại đến khi bạch công tử thành thân, trang thư tình buông tầm mắt xuống, đây là hạn định cuối cùng của ta, mong bạch công tử tôn trọng ta một phần, tới khi đó, nàng hẳn là sẽ rời hội nguyên phủ, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất nàng có thể nghĩ đến, người như bạch chiêm không phải nàng muốn không cần có liên quan liền sẽ thành không có liên quan, nàng càng đẩy người ra xa, đối với hắn mà nói lại càng khiến hắn mưu cầu bằng được, vậy thì liền đổi cách khác, đem quyền chủ động nắm trong tay, sẽ không khiến cho cục diện trở nên không thể khống chế, nếu như thực sự chọc hắn giận, khiến hắn cố ý muốn lấy nàng vào cửa, nàng căn bản không có sức phản kháng, đây là một xã hội nam quyền, huống chi, nàng cũng không phải kẻ đầu gỗ ta sẽ không cưới ai khác ngoài nàng, Bạch Chiêm bỗng nhiên liền hiểu thế nào là cảm giác đau lòng, hắn không biết là bản thân mình làm sai việc gì, nhưng cũng biết Trang Thư Tình quyết định như vậy là vì bị hắn từng bước ép sát kết quả trở nên như vậy hắn thật may mắn khi bản thân mình không bị nàng bức điên, chống lại tầm mắt kinh ngạc của Trang Thư Tình, ánh mắt bạch chiêm cười đến nhu hòa, thoáng ánh lên tình ý chân thành, ta chưa có vợ, cũng chưa có đính hôn, lần trước cha ta đến cửa hàng để nhìn nàng, bởi vì ta nói với phụ thân là muốn cưới nàng, lòng tràn đầy rối rắm, nhất thời đầu óc nàng như bị một hồi chống đánh mạnh, lời nói chân thành vừa rồi đã khiến tâm tình Trang Thư Tình luôn chấn định xuất hiện vết nứt, làm sao có thể, làm sao có thể, người quyền quý đều chú ý môn đang hộ đối, nàng thì có cái gì, Bạch Chiêm sao có thể có ý nghĩ như vậy? gia đình của hắn lại có thể đồng ý sao tuy rằng ta thành thân với ai phụ thân không thể xen vào nhưng người cũng chưa từng phản đối còn nói xính lễ tùy ta đến khố phòng của người để chọn trang thư tình ngồi thẳng người trường lớn mắt trong mắt đều là vẻ không dám tin bạch chiêm nắm bàn tay không quá mềm mại của nàng do trong thời tiết như vậy mà lại hai ngày liên tục xử lý vết thương nên có chút sưng đỏ ta biết nàng không tin vậy thì nàng có thể chờ xem hai năm sau ta nhất định cưới nàng vào cửa ta không muốn có chung một phu quân với những người khác sẽ không có người khác trang thư tình không tin nàng không tin bạch chiêm có thể tốt như vậy cũng không tin bản thân mình có mệnh tốt có thể gặp được người như vậy cái gì nàng cũng không cần nghĩ chỉ cần làm chuyện nàng muốn làm, đến một ngày nào đó nàng sẽ thông suốt, Bạch Chiêm dùng sức nắm chặt tay Trang Thư Tình, nói ra lời chân thành nhất trong cuộc đời hắn, chương 59 khúc mắc làm chuyện nàng muốn bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi nào ta cũng có thể bảo hộ nàng chu toàn một câu nói cứ thế lặp đi lặp lại trong đầu nàng đến nỗi đầu óc nàng giống như không đủ dùng chỉ có thể chứa được một câu như vậy khi tắm rửa khi xử lý những dụng cụ khi chăm sóc cho niệm niệm động tác trang thư tình đều giống như máy móc tất cả mọi thứ trong đầu đều là ánh mắt bạch chiêm khi nói lời này nàng không tin cũng biết không thể tin nhưng đáy lòng lại muốn tin, tin tưởng nam nhân có thể nói ra lời nghiêm cẩn mà thâm tình này, nàng phải làm sao để tin đây, cả đêm trang thư tình lăn qua lộn lại không ngủ được, buổi sáng thức dậy vành mắt đều đen, dùng chút son phấn mới mở đi một chút, vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy đầu sỏ khiến hai mắt của nàng biến thành mắt gấu trúc đang vòng hai tay trước ngực dựa vào xe ngựa chờ nàng, bước chân nhất thời liền dừng lại, bởi vì phải đến bái kiến tiên sinh của Thư Hàn, tuy rằng trang thư tình vẫn ăn mặc mộc mạc như trước, nhưng vài món trang sức đơn giản lại khiến nàng thoạt nhìn thành thục hơn, càng thêm xinh đẹp. Bạch Chiêm không chút nào che giấu ánh mắt tình si, thong thả bước chân đến gần nói: "Ta có chút quen biết với Tô Văn, ta đi với nàng đến chỗ hắn, không cần phải như thế." Trang thư tình lắc đầu: "Ta là tỷ tỷ Thư Hàn, bái kiến là việc phải làm. Bạch công tử, trang thư tình muốn nói ngươi lấy thân phận gì để cùng đi, nhưng lại nghĩ với tính cách của hắn thì hắn sẽ nói ra những lời kinh thế hãi tục khiến người khác biết rõ là không có đạo lý lại không thể biện giải, thôi thì đơn giản cho đỡ phiền, đành đem lời chưa kịp nói nuốt về, cũng là quen biết, vậy Bạch công tử ngày khác lại đến, nàng nghĩ nhiều làm gì, ta tới đó hắn mừng còn không kịp ngày thường hắn muốn mời ta còn lười đi có thể tự cao tự đại như vậy đương nhiên cũng chỉ có một người này trang thư tình không muốn chậm trễ thời gian cũng không tranh cãi nữa trực tiếp đi lên ghế dài trên xe ngựa đang muốn đón đệ đệ chợt nghe nam nhân kia nói trần nguyên đem ngựa dắt lại đây dù trang thư tình không hiểu cưỡi ngựa cũng có thể nhìn ra đây là con ngựa tốt tuy rằng nó chưa trưởng thành hẳn nên còn thấp hơn một chút so với ngựa của Trần Nguyên, vỗ vỗ đầu ngựa, Bạch Chiêm nhìn về phía Trang Thư Hàn, về sau ngươi muốn đi theo Tô Văn, Trang Thư Hàn gật đầu, hắn nhìn ra được tỉ tỉ đối với nam nhân này không giống như trước, nên hắn cũng thu lại địch ý của mình, thay vì mỗi ngày đi bộ, ngồi xe, chẳng bằng cưỡi ngựa cho tốt tiết kiệm không ít thời gian lại có thể theo Tô Văn học thêm nhiều thứ, giống ngựa này rất tốt, chưa đến 2 tuổi, tặng cho ngươi dùng rất hợp, Trang Thư Hàn cũng không không đáp lời, nhìn về phía tỷ tỷ, Bạch Chiêm cũng nhìn nàng, khí thế bất đồng, cao thấp chênh lệch, diện mạo cũng không có một chút tương tự, nhưng ánh mắt đồng thời nhìn nàng lại khiến hai người thoạt nhìn ngoài ý muốn có gì đó rất giống nhau, chàng thư tình không dám nói mình rất hiểu Bạch Chiêm, nhưng có một điểm nàng biết, mỗi lời hắn nói đều đã định sẵn không cần dị nghị vậy thì cần gì làm chuyện dư thừa cám ơn bạch công tử đi trang thư hàn nhấp môi dưới thanh âm không buồn không vui cám ơn bạch công tử hậu tặng đại thắng như ý nguyện bạch chiêm một chút cũng không thấy bản thân mình có gì không đúng khi bắt nạt một đứa nhỏ vỗ vỗ vai hắn bày tỏ thân thiết ngay trước mặt để để người ta liền theo đuôi tỷ tỷ lên xe ngựa một đường này trang thư hàn ngồi trên lưng ngựa cực kỳ không thoải mái nhiệm vụ của trần nguyên chính là không để cậu em vợ tương lai này rớt xuống ngựa hắn bám sát bên cạnh phóng ánh mắt nghiêm nghị hắn ghé gần vào thư hàn hỏi thật muốn để tỷ tỷ cậu hy sinh cho cậu cả đời đương nhiên không muốn trang thư hàn không chút nghĩ ngợi liền phản bác nhưng mà bạch công tử không xứng đôi với tỷ tỷ Cậu làm sao biết công tử nhà ta không xứng lệnh tỷ, nhìn vẻ mặt không đồng tình của Trang Thư Hàn, Trần Nguyên bật cười, cậu cảm thấy nhân tài thế nào mới có thể sánh đôi cùng tỷ tỷ, cậu có thể chắc chắn tìm được người so với công tử của ta càng có năng lực hơn, càng quan tâm Trang tiểu thư, yêu thương, lo lắng cho tiểu thư hơn, hắn không thể cam đoan, nhưng Bạch công tử và tỷ tỷ, hắn thực thấy không có khả năng, khoảng thời gian này, hắn cũng nhận thức một ít người cùng trường cùng bằng hữu học sinh lúc trước của Trần Tiên Sinh, hắn từng hỏi thăm về Bạch Công Tử, nhưng không người nào biết hội nguyên phủ có một người như vậy, nếu như nói người này là một cái thùng rỗng, hắn không thể tin, ngôn hành cử chỉ, hạ nhân bên người, còn có chiếc xe ngựa trước mắt này không phải người bình thường có thể sử dụng, như vậy thì chỉ có một khả năng, người này so với hắn nghĩ còn lợi hại hơn. Không phải ai cũng có tư cách hiểu biết ra thế, tin tức tỷ tỷ nếu như gả cho một người có thân phận bối cảnh như vậy Hắn phải như thế nào mới có thể trở thành chỗ dựa cho tỷ tỷ, gia đình quý tộc có thể chấp nhận tỷ tỷ sao? Hắn thực rất lo lắng. Tiểu tử, chỉ cần học hành cho tốt, mau chóng có chút tiền đồ mới không phụ tấm lòng của tỷ tỷ, những chuyện khác không cần lo, công tử nhà ta rất thành tâm, nếu như thực sự có một ngày hai người đường ai nấy đi thì với tính tình bao che khuyết điểm của công tử cũng sẽ bảo hộ chu toàn cho tiểu thư, lãng phí thời gian suy nghĩ chuyện này không bằng xem thêm vài quyển sách đối với tiền đồ sau này càng hữu dụng gấp trăm lần. Đúng vậy, hắn nghĩ nhiều hơn nữa thì có thể có năng lực gì, dù lo lắng đến ăn không ngon ngủ không yên, cũng không mảy may giúp được tỷ tỷ. Hắn quá yếu ớt, nắm chặt dây cương, chàng thư hàn thể với mẫu thân đã qua đời của mình, hắn sẽ khiến mình trong thời gian ngắn nhất có đủ năng lực bảo hộ tỷ tỷ quản gia, dạy ta cưỡi ngựa đi, trần nguyên nhướng ta rất sẵn lòng, hôm qua Tô Văn Thu nhận đệ tử liền biết được tỷ tỷ thư hàn muốn đến cảm tạ, hắn cố ý không ra ngoài vào buổi sáng dành thời gian ở nhà chờ, sư đệ đã nói qua với hắn bọn họ không có cha mẹ, chỉ có hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, có thể dạy được đệ đệ xuất sắc như vậy, nghĩ đến vị tỷ tỷ kia nhất định có điểm hơn người, hắn không khỏi cảm thấy có chút trông mong, khi gặp mặt, hắn có chút giật mình, hắn không nghĩ tỷ tỷ cư nhiên nhỏ tuổi như vậy nếu đi một mình hắn chắc chắn cho rằng là giả dạng, bất quá càng khiến cho hắn không thể tưởng, người đến cùng hai tỷ đệ thư hàn lại là Bạch Chiêm, ta nơi này không có trà ngon, Bạch Chiêm sớm có chuẩn bị, liếc nhìn Trần Nguyên, Trần Nguyên dâng lên một bao lá trà, thấy tư thái thủ hộ của Bạch Chiêm đối với trang thư tình, Tô Văn mừng rỡ kém chút cười to, vốn tưởng rằng lúc trước thu hai người đệ tử có tư chất như vậy đã là nhân trung chi long, nhưng không ngờ hiện tại lại thu được một người so với hai người kia còn sâu hơn một bậc, đây vốn là chuyện vui lớn nhất trong đời hắn, nhưng càng làm cho hắn không nghĩ tới, tiểu đệ tử này cư nhiên có quan hệ như vậy với Bạch Chiêm, thật là một chuyện quá thú vị, nâng lá trà trên tay, ước chừng phải được nửa cân, không biết về sau còn có thể có chút trà này để uống hay không, chàng thư tình thấy hai người không tiếp tục nói chuyện, bảo châu biết ý đem lễ vật đã chuẩn bị tốt đưa lên, mười 10 cân thịt, một ít rau dại, đây là quy củ từ lâu, nhưng mà nàng nghĩ Tô Văn có địa vị khác biệt, nàng lại bỏ thêm một bộ nghiêng mực tốt nhất cùng với một hồng bao, Tô Văn cũng không nhìn kỹ. Liếc mắt ý bảo quản gia tiếp nhận, thái độ đối với Trang thư tình như vãn bối, sớm nghe sư đệ nói qua thư hàn có được hôm nay tất cả đều nhờ công lao gia tỷ, hiện tại nhìn thấy quả nhiên không sai, bất quá so với tưởng tượng của ta tuổi hơi nhỏ một chút, tuổi tác không sai biệt lắm với nữ nhi ta, về sau hãy thường đi lại quen biết nhau, Tô tiểu thư nếu không ghét bỏ, tiểu nữ tất nhiên rất vui mừng ha ha tốt đúng ra hôm nay tỷ đệ các ngươi đến ta phải gọi huynh đệ tìm muội bọn họ tới gặp bất quá có bạch công tử nên ta không dám làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của bạch chiêm tô văn mỉm cười nói nếu như được bạch công tử nhìn chúng còn gì tốt hơn nhưng nữ nhi của ta lại đang chờ gả chỉ khiến bạch công tử chướng mắt ngốc nữ nhi của ta toàn làm ta đau đầu đưa trà đây tô văn theo bản năng liền giấu trà ra sau khi phản ứng kịp mới phát hiện hắn thật mất mặt trước tiểu đệ tử không khỏi cười mắng không phải lấy của ngươi Chút lá trà thôi sao? Sao keo kiệt như vậy? Trần Nguyên mang phong thư đến cho cha ta, nói ta đưa cho Tô Văn nửa cân lá trà. Được, 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 ta sợ ngươi. Tô Văn nhấc tay đầu hàng, theo như hắn biết, một năm hoàng thượng cũng chỉ được từ nhi tử này nửa cân trà hiếu kính, nếu biết Bạch Chiêm đưa hắn nửa cân, khỏi cần nói lá trà không được uống, không chừng hắn còn bị làm khó. Hoàng thượng nếu thật quan tâm hắn, hắn chịu không nổi, bất quá, thứ tốt của ngươi nhiều, tìm mấy thứ hữu dụng cho thư hàn, như vậy cũng không lãng phí, còn cần ngươi nói sao, ta đã chuẩn bị tốt, vậy có thể tạm chấp nhận, nếu mấy thứ đó không tốt bằng đồ của ta thì ta không bỏ qua cho ngươi đâu, là cái gì, sách của trừ sáng tiên sinh, trên mặt bạch chiêm không có biểu cảm gì, nhưng ánh mắt lại giấu không được chút tự đắc, phân lượng có đủ hay không, trang thư Thư Hàn cả kinh chừng to mắt, sách trừ tiên hiền, cho hắn, Tô Văn cũng kinh ngạc, hắn sống qua vài thập niên, dù trong tay hắn cũng có một bản, nhưng không đầy đủ, hắn không nghĩ tới Bạch Chiêm lại có trình độ này, hắn rõ ràng nhất, loại sách này không dễ tìm chút nào, mấy quyển, ba quyển, đại thiện, lễ này ta thay Thư Hàn nhận, Thư Hàn, cảm ơn, này, thật sự có thể nhận, Trang Thư Hàn theo bản năng nhìn về phía tỷ tỷ, Trang Thư Tình khẽ gật đầu, trước Tỷ tỷ đã nhận thay để không sao, để cứ nhận lấy đi, vâng, tỷ tỷ, ánh mắt trang thư hàn phức tạp nhìn về phía bạch chiêm, tạ bạch công tử hậu tặng, lời này hôm nay hắn đã nói hai lần, tuy vẫn không cam lòng như trước, nhưng qua việc này hắn cũng thấy được bạch chiêm thật sự dụng tâm, nhịn không được nghĩ, nếu hắn có thể một mực đợi tỷ tỷ thì tốt rồi, trao đổi một hồi, trang thư tình đứng dậy cáo từ, về sau, tiểu đệ xin giao tiên sinh, mong tiên sinh dạy hắn đạo lý làm người, mỗi một bước đều có thể vững vàng tiến tới, đạt được tiền đồ, công lao của tiên sinh tiểu nữ ghi lòng tạc giả, ta sẽ tận lực, có người tỷ tỷ như ngươi, thư hàn chắc chắn sẽ có tiền đồ rộng mở, nghĩ đến sau khi rời trang ra, tỷ tỷ đều tự bản thân làm hết mọi chuyện, hốc mắt trang thư hàn đỏ ửng đúng, ta chắc chắn sẽ đạt thành công danh, không để nương ở dưới cửu tuyền không an lòng, cũng sẽ không để tỷ tỷ thất vọng, trang thư tình vỗ vỗ cánh

một động tác nhẹ nhàng lại hơn thiên ngôn vạn ngữ bạch chiêm nói khẽ thư tình nàng lên xe ngựa chờ ta một lát trang thư tình đáp ứng xoay người rời đi tô văn đưa thư hàn đến thư đường đọc sách xong quay lại ý cười thu liễm hoàng thượng cũng biết chuyện của ta sao có thể để người kia làm chủ tô văn nhíu mày không biết khuyên cái đầu lừa quật cường này thế nào năm đó hoàng thượng có thể quen biết bạch thị cũng bởi hắn nhưng hắn không nghĩ sự tình sau này lại phát triển thành như vậy Hàn cùng Bạch thị là bà con cách mấy đời, Bạch Chiêm lúc nhỏ hắn có gặp qua, lúc đó hắn cũng không biết là huyết mạch của hoàng thượng, khi đó thân thể Bạch Chiêm không tốt, gầy yếu đến đáng thương, hắn không biết Bạch thị dùng biện pháp gì khiến Bạch Chiêm có thể thay hình đổi dạng, ngẫm lại cũng biết không phải chuyện dễ, sau này Bạch thị qua đời không lâu, hoàng thượng hỏi thăm hắn chuyện về Bạch Chiêm, hắn mới biết sự thật, nguyên bản hắn còn sợ hoàng thượng có ý khác không nghĩ ngài thế nhưng lại dung túng cùng sùng ái như vậy hoàng tử khác không dám có hành động không dám nói lời dư thừa còn bạch chiêm chuyện gì đều thể hiện rõ ràng ngay cả kinh ý cũng không biểu hiện bao nhiêu nhưng cố tình người được hoàng thương quan tâm nhất lại chính là bạch chiêm hắn yên tâm nhưng cũng cảm thấy lo lắng bất kỳ ai cũng không thể cam đoan hoàng thượng tuy đặc thù đối đãi nhưng có thể kéo dài trong bao lâu ai có thể chắc chắn ngài không bao giờ thay đổi thái độ hắn không dám ôm cái vọng tưởng này thôi thôi, thôi, nếu thực đến lúc đó, bản thân hắn hy vọng có thể giúp đỡ một hai, chương 60, phát sinh biến cố bạch chiêm ở lại không phải vì nói chuyện này, mặc kệ làm thế nào, phải giúp trang thư hàn trưởng thành, không cần biết xuất thân ra sao, chỉ cần đệ đệ nàng có tiền đồ, nàng mới có thể sống thật sự vui vẻ, thư tình muốn nhìn thấy trang trạch lương hối hận, ta sẽ giúp nàng toại nguyện, trang trạch lương là thân sinh phụ thân, bạch chiêm lạnh lùng kể lại vì một người thiếp thất liền đem chính thất ép buộc đến chết sùng ái thứ tử thứ nữ kém chút khiến hai tỷ đệ không còn mạng nếu không có hừ tô văn sau khi biết hai tỷ đệ từng trải qua quãng thời gian như vậy trầm mặc một lát mới ngẩng đầu nói ở trên người thư hàn đúng là nửa điểm cũng nhìn không ra lúc mới đến hội nguyên phủ thì có thể nhìn thấy nét phẫn hận không cam lòng trong ánh mắt nhưng nhờ có thư tình dẫn đường hiện tại hắn đã hiểu không cần thù hận chỉ cần bản thân đạt được tiền đồ có năng lực đã khiến bọn người kia hối hận không kịp thư hàn định đầu năm sau sẽ hồi hương tham ra thi đồng thử ngươi đừng ngăn cản lấy bản lĩnh của hắn chưa chắc không thể đậu Hắn mới có 10 tuổi, Tô Văn không đồng ý lắm, 10 tuổi thì thế nào, dù học trò 15 tuổi cũng ít người trầm ổn như hắn, tuổi lớn hay nhỏ không quan trọng, chỉ cần hắn đủ bản lãnh, hơn nữa hắn cần có công danh, ta không sợ hắn nổi danh, ta chỉ sợ hắn không chịu nổi trọng dụng khiến thư tình thất vọng, ta đời này thế nhưng còn có thể nhìn thấy ngươi suy xét tính toán thật dụng tâm vì bảo hộ một người, Tô Văn lắc đầu cảm khái, ngươi xem trọng hắn như vậy ta thực chờ mong ngày hắn công thành danh toại bạch chiêm tay chắp sau lưng ung dung nói chắc chắn trang thư tình đang miên man suy nghĩ một số chuyện bạch chiêm đã trở lại trở về hay lên núi ta thứ gì cũng không mang về lấy đồ trước mặt khác cần mang theo chút dược dược có sẵn ta đưa nàng trở về đã quen đường mọi người lên núi đều có chút nhẹ nhàng khoan khoái lần nào đến thư tình cũng có quà dược liệu quý món ăn dân dã hoa quả đặc biệt của trời đông giá rét có lúc bầy sói đào tặng nàng cả cây nhân sâm rừng hơn trăm năm tuy rằng lo lắng nhiều cũng vất vả nhiều nhưng những gì đạt được thật đáng quý nàng cứu chúng không vì đợi chúng trả ơn nhưng những món quà ấy là tấm lòng của chúng chúng thân cận với nàng yêu mến Hoan nghênh nàng, nàng rất vui, giao thừa đến gần, cơm tất niên đã chuẩn bị phong phú, phần lớn những món trên bàn đều đến từ Bạch phủ, vì thế cơm giao thừa cũng nhiều thêm một người, Bạch Chiêm 20 tuổi đầu, đây là bữa cơm hắn háo hức chờ đợi nhất hắn nôn nóng không thể ngồi yên một chỗ, loay hoay ra vào phòng bếp phụ việc này giúp việc kia, món nào của thư tình cũng thơm ngon ngào ngạt, đôi tay thoan thoát khoái đảo, lên món, bóng bẫy dầu mỡ không gì đẹp hơn, bưng cẩn thận, đừng để bị phỏng, mấy ngày không xuống bếp, thật vất vả làm xong mấy món cho tất niên, lên bàn cơm tay chân đã mỏi nhừ, bạch chiêm không còn chút khí thế bức người như bình thường, tươi cười vui vẻ, chỉ vào đĩa ca nói ta biết ăn cá chia tay năm cũ lại chỉ vào cái bánh mật hình sao cái này gọi là năm nay càng tốt hơn năm trước chỉ vào sùi cảo đây là bao vào phúc vận đại cát đại lợi ta chỉ biết bao nhiêu thôi ta còn tưởng ngươi chỉ biết ăn trang thư tình lại chỉ mỗi loại đồ ăn nói ra lời may mắn cắt tưởng như ý mọi sự thuận lợi sinh hoạt mỹ mãn náo nhiệt vui vẻ đoàn tụ đầy nhà giống như tất cả lời dễ nghe đều bị nàng nói hết nếu như mọi lời chúc đều thành sự thật ta muốn nói ra càng nhiều, múc cho Thư Hàn chén canh tay dừng một chút, cũng múc cho Bạch Chiêm một chén, cuối cùng mới đến phiên mình, cùng ăn đi, sủi cào làm rất nhiều, giờ tí còn có thể ăn thêm, ăn được lửng bụng. Trang Thư Tình bưng chén trà, mỉm cười, thân tình nói, lấy trà làm rượu, chúc cho chúng ta năm mới vui vẻ, ta rất vui vẻ. Bạch Chiêm nâng trà uống một hơi cạn sạch, lần đầu tiên hiểu được bữa cơm gia đình có cảm giác gì. Như thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy từ ngữ nào để miêu tả, Bạch Chiêm đặt tay lên ngực, nơi này thật đầy. Trang Thư Tình không hiểu sao hốc mắt lại ẩm ướt, vội nghiêng đầu nhìn đệ đệ Thư Hàn, đệ thì sao? Vui vẻ không, đệ rất vui, Trang Thư Hàn nhìn một bàn toàn đồ ăn, nhớ năm đó, chúng ta chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn, để những món ngon nhất lại cho nương, nương bệnh không thể xuống giường chẳng ai quan tâm, giao thừa không có đại cát đại lợi, càng không có sùi cảo trong lòng đệ thức giận, vụng trộm đi tới sân của Trần Thị, thấy bọn họ đang ăn cơm trên bàn lớn, thịt cá không thiếu thứ gì, trên bàn thật đầy đủ phong phú, một đám người cười đùa náo nhiệt trang thư diệu nhìn thấy để hắn càng cố ý cười lớn lúc đó nghe âm thanh rộn ràng của đêm giao thừa đệ lại thấy thương tâm nhớ lại tình cảnh khi ấy tuy đều không phải tự bản thân trải qua nhưng thư tình vẫn không nén nổi nước mắt hai đứa nhỏ ăn chưa no lo chưa tới lại mất đi che chở của mẫu thân thì sẽ đáng thương đến mức nào uống giá ăn xương một chút đồ ăn cũng không có trang thư tình đứng dậy ôm đệ đệ vào lòng giống như một năm trước chỉ cần hai thì đệ ôm chặt, nương tựa nhau thì không gì không thể vượt qua, nhưng hiện tại vòng tay này không còn sự bi thương, nó giờ là tất cả yêu thương, tin tưởng, cổ vũ, thực tế bất đồng, thương cảm bất đồng, đã ly khai cả nhà trang trạch lương, có thể làm chủ bản thân, ăn mặc không lo, tương lai rộng mở, một ngày không xa, những kẻ bội bạc đó sẽ hối hận, Bạch Chiêm đi đến phía sau hai người, cánh tay rắn chắc hữu lực vòng qua, đem hai người đều ôm vào ngực thu thập mấy người kia với hắn mà nói chỉ là chuyện trong nháy mắt nhưng hắn không nên xen vào ân oán của hai tỷ đệ, chỉ có tự tay giải quyết mới có thể thống khoái. Lần này, Trang Thư Tình không có đẩy cây ôm ấm áp này ra Trang Thư Hàn cũng vậy, hắn chấp nhận cây ôm này cũng như chấp nhận nỗ lực trở thành tỷ phu của Bạch Chiêm tốt rồi. Năm mới đừng nói những lời thương tâm, ăn cơm đi, đồ ăn đã lạnh, sau khi ăn xong, ba người tiếp tục uống trà để tiêu cơm, bạch chiêm chưa rời đi, hai tỷ đệ cũng chẳng thúc giục, trang thư tình không hỏi về bạch gia, không hỏi hắn vì sao không ở nhà đón giao thừa, lại chạy đến nơi này của nàng, cũng không hỏi chuyện phụ thân hắn, đối với nàng, những chuyện này không cần thiết, tỷ đã hỏi thăm qua, thời gian thi đồng thử là 16 tháng 2, thư hàn, để có nói chuyện hồi hương để dự thi với tô tiên sinh chưa, nói rồi, tiên sinh nói tuổi đệ còn quá nhỏ phải có người ra mặt mới có thể dự thi việc này tiên sinh sẽ nhờ nhị sư huynh giúp đệ viết thư giới thiệu đây là việc tỷ lo lắng nhất giờ có thể yên tâm rồi trang thư tình cười hiện tại chúng ta có tiền cuối tháng sẽ ngồi thuyền trở về trang thư hàn tất nhiên không có ý kiến bạch công tử cửa hàng này phải phiền công tử trông coi ta đi rồi sợ sẽ không đủ hoa văn nên đã vẽ trước một sấp nhất định không ảnh hưởng việc buôn bán của cửa cửa hàng, đó chỉ là việc nhỏ, nàng không cần bận tâm, cửa hàng này từ đầu là do hắn chiếu cố, sau này nàng chỉ làm cổ đông, đồ thêu tinh xảo, mẫu thêu mới mẻ độc đáo, tuy giá cả rất cao, nhưng càng cao càng thể hiện xuất thân cao quý của người mua, bọn họ tranh nhau so bì thể diện, việc buôn bán lên như diều gặp gió, ba phần tiền lãi hàng tháng đều khiến Trang Thư Tình cầm muốn phỏng tay, vì mỗi tháng không phải vào cửa hàng, Trang Thư Tình cũng không cần lo trước lo sau, buôn bán ở cửa hàng chợ đông không còn thiết yếu, hiện tại vẽ hoa văn có chút vất vả, nàng đang cân nhắc có hay không nên thu lại. Bạch Chiêm ở lại đến giờ tí ăn thêm một bát sủi cảo mới chịu rời đi, hắn thật muốn ở lì chỗ này, nhưng lại không thể khiến Thư Tình khó xử. Ngày đầu năm, chàng thư Hàn mang theo lễ mừng năm mới đến chúc Tết Tô Văn, sau đó lại đi tới Trần gia ngồi lại một lát, cả hai vị tiên sinh đều biết hắn trong nhà chỉ có một mình gia tỷ, đều không lưu hắn lại dùng cơm, ngày nghĩ có hơn một tháng, nhưng Trang Thư Hàn tính cuối tháng sẽ đi dự thi, nên mới mùng 9 đã đến tô ra nghe tô văn chỉ dạy vì người học trò này trần phu từ cũng thường đến tô phủ trang thư tình thấy thời tiết đẹp liền đi lên núi một chuyến xác định vết thương của những con sói tiến triển tốt thì dặn dò những điều cần thiết rồi trở về tuy ở nhà nhưng nàng chẳng nhàn rỗi do tuổi nhỏ thể chất suy nhược nên hiện tại cơ thể cần bồi bổ rèn luyện thực đơn mỗi ngày đều sửa lại nhờ đại phu kê vài thang thuốc bổ một ngày uống hai lần sau đó mỗi ngày đều có khoảng một một canh giờ vận động thể lực sau một thời gian cũng thấy chút thành quả ngày mai đi sao ừ đã đặt chỗ tại nhà đỏ ta có thuyền nàng không cần cùng người khác chen trên một chiếc thuyền vì để trên đường đi có thể thoải mái nên mọi thứ trên thuyền Bạch Chiêm hầu như đều thay đổi, hắn chưa bao giờ có ý định để nàng rời khỏi tầm mắt mình, trang thư tình căn bản không nghĩ hắn sẽ đi theo, lắc đầu nói, không cần, thuyền trở thuê cũng đâu có gì không tốt, không muốn ta đi, đến khi trang thư tình kịp phản ứng, trong lòng lại có chút vui mừng, ý mừng dần dần nổi lên mi, để lộ ra một chút chờ mong chính nàng cũng không biết ta không phải có ý này, chỉ là cảm thấy đã khiến công tử lo lắng nhiều, bạch chiêm nở nụ cười, ta cam nguyện, ba chữ kia dùng ở nơi nào cũng đều làm nàng cảm thấy ấm áp, khi nghe lời này tâm nàng nhất thời có một vị ngọt không tên len lỏi, mặt trang thư tình ửng sắc hồng, nhưng vẫn bình bình thản thản biểu cảm không ngượng ngùng, vậy thì liền theo như lời công tử, cũng tránh cho thư hàn bị chen chúc mà cảm thấy không quen, ngao ô, ngay lúc này đột nhiên có một thân ảnh xẹt qua, mang theo một túi nhỏ cột bên người chạy vội phóng thẳng vào lòng trang thư tình động tác quen thuộc khiến trang thư tình sinh ra cảm giác bất an sẽ không phải là tộc nhân của nó lại xảy ra chuyện niệm niệm hiện tại giống như một số người khi sốt ruột giọng nói lắp ba lắp bắp biểu đạt không thể rõ ràng trang thư tình ôn nhu vốt ve lông nó niệm niệm không vội không vội thả lòng thả lòng lời trấn an của nàng thật có tác dụng niệm niệm rất nhanh liền trở lại bình thường tuy tiếng kêu vẫn rồn rập nhưng không rối loạn như trước, trang thư tình nghe xong liền hốt hoảng, chuyện xảy ra khi nào, ngao ô, bạch chiêm đến bên người, vỗ nhẹ lưng nàng, phát sinh chuyện gì, mạch sơn, bạch công tử có biết nơi này không, bạch chiêm lắc đầu, nơi đó xảy ra chuyện gì, mạch sơn này vốn là địa bàn của vài loài mãnh thú, trong đó có hai con hổ một đực một cái, niệm niệm nói bọn chúng sinh được một hổ con, tiểu hổ chỉ lớn bằng nó, không biết làm sao lại bị người lấy cắp, bọn chúng theo mùi đi tìm, thấy trong một thôn nhỏ toàn bộ đều có mùi của hồ con, nhưng không tìm được nên chúng phát điên, trong cơn giận dữ liền tấn công toàn bộ người thôn kia, niệm niệm nói rất nhiều người trong thôn đều bị thương, không có ai quản việc này, trang thư tình lắc đầu, không biết, niệm niệm chỉ nói có như vậy, chương 61, cùng cưỡi ngựa nếu đổi là bình thường đối với chuyện như vậy bạch chiêm sẽ không hỏi nhiều một câu hắn không phải quan phụ mẫu, dân chúng sống chết cũng không liên quan đến chuyện của hắn, nếu ai nói với hắn bọn họ đang gặp nguy hiểm, hắn nói rằng việc đó là do bọn họ tự tìm, mãnh thú tuy hung dữ, như cho tới bây giờ đều tránh xa loài người, là nhân loại tự mình đến chỗ của loài hồ trộm con của nó, có thể không tìm tới cửa sao, cắn chết cũng là xứng đáng, nhưng chuyện này là bình thường, thư tình không phải lúc nào cũng có thiện lương cùng đồng tình với, nhưng cũng sẽ không thờ ơ với người bị thương. Với nàng mà nói khi thấy người bị thương liền đưa tay giúp đỡ giống như là bản năng vậy, giống như lúc mới gặp niệm niệm trước đó không lâu là bầy sói, đối với động vật đã như thế, vậy thái độ đối với người bị thương cũng không khác là mấy. Bạch Chiêm nhìn bộ dáng này của nàng liền biết được muốn chuẩn bị thứ gì. Hà Trang thư tình chừng mắt nhìn, đến khi phản ứng kịp ngươi, nàng muốn đi, vậy thì chuẩn bị đi, không cần thiết phải suy nghĩ chuyện khác ta lo là bản thân mình. Trang thư tình cười khổ vươn hai tay, hai tay này có thể cứu người, cũng có thể cứu động vật, có thể hiểu được động vật tập tính của chúng nhưng với người thì lại chưa hẳn, ta cũng không cần bọn họ biêu đạt cảm kích như thế nào, cũng không muốn bị người khác nói những lời khó nghe ta có thể chữa bệnh cho liễu tam chỉ cần điều kiện đủ ta sẽ cứu nàng giúp nàng không mất đi tánh mạng nhưng mặc dù là vậy đến bây giờ ta cũng không dám thực sự coi nàng làm bệnh nhân của ta mổ bụng có thể trị được bệnh ai sẽ tin chứ sợ là còn coi ta là yêu quái sẽ trói lại đưa lên giàn hỏa thiêu đi, đối với chuyện này, con người có thể bị sợ hãi bao phủ hết thảy, sẽ không cho rằng ta đang cứu ngươi, mà không ai dám thiêu nàng, thấy thư tình đang sợ hãi, loại chuyện nàng nói khiến lòng bạch chiêm cực kỳ không thoải mái, không ai dám thiêu nàng nàng có ta ta sẽ chống mắt lên nhìn ai dám mảy may động đến nàng đứng dậy ngạo khí của bạch chiêm lan tỏa chúng ta hiện tại liền đi thư hàn ta sẽ để người hộ tống hắn về trước hiểu rõ chuyện bên này ta sẽ cùng nàng hồi khê thủy chấn trang thư tình thở ra một hơi gánh nặng trong lòng đều mất hết đã có người dám cho nàng hứa hẹn như vậy nàng còn có gì không dám làm mang theo thanh dương tử nói hắn chuẩn bị nhiều dược một chút, yên tâm, Bạch Chiêm vừa ly khai, Trang Thư Tình liến đến phòng của Đệ Đệ, Trang Thư Hàn đang xem sách nhìn thấy Tỷ Tỷ bước vào có chút kinh ngạc, là có chuyện gì sao, Tỷ Tỷ bình thường sẽ không đến quấy rầy hắn, Tỷ Tỷ có việc sao, ân, Trang Thư Tình cẩn thận nói, đột nhiên phát sinh một chút việc ngày mai Tỷ Tỷ có khả năng không thể đi với Đệ Đệ, không sao, thời gian còn dài, đệ chờ Tỷ Tỷ cùng đi không phải là chuyện này, ngồi thẳng một chút, nói câu kế tiếp, ngày mai đệ ngồi thuyền của Bạch Công Tử đi trước, sau khi chuyện ở đây lắng xuống tỷ sẽ đuổi theo, nhất định sẽ không làm hỏng đại sự của đệ, khép sách lại, Trang Thư Hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, phát sinh chuyện gì, mà tỷ phải đem đệ bỏ qua một bên, làm sao có chuyện tỷ tỷ muốn bỏ đệ qua một bên, Trang Thư Tình giờ khóc giờ cười, mọi chuyện của đệ với tỷ tỷ mà nói so với chuyện gì đều Điều quan trọng hơn nhất định không thể chậm chế không đến vài ngày, Tỷ Tỷ nhất định sẽ tới nơi, rốt cuộc là chuyện gì, thấy Đệ Đệ đang cố ý muốn truy hỏi kỹ càng sự việc Trang thư tình nghĩ nghĩ, nói một câu trọng điểm, có người bị thương, có liên quan tới những động vật ở trên núi, nên Tỷ Tỷ mới quyết định đi xem sao, chốc lát nữa sẽ đi liền, Bạch công tử cũng đi theo, ân Trang thư Hàn cũng không hỏi tiếp, thời gian này hắn cũng đã nhìn ra được nam nhân kia thực sự không dễ chọc nhưng luôn bảo hộ thì đệ bọn hắn cũng là thật tiên sinh đã từng nói nếu tiên sinh không thu nhận vị đệ tử là hắn thì nằm mơ cũng đừng đụng vào nửa cân trà kia của bạch công tử bởi vì hắn chưa thấy nên không biết lá trà kia không phải loại bình thường trên thị trường căn bản không có bán nghe cũng chưa từng nghe qua nhưng đây mới thật sự chân chính là trà ngon vì thế hắn thật sự không dám nói cho tiên sinh biết ở nhà hắn mỗi ngày đều uống loại trà này sau khi trở về, nói chuyện cần phải chú ý một chút, chuyện không nên nói thì đừng nói, dù là có người cố ý muốn hỏi cho ra bằng được thì hết thảy đệ đều đẩy sang cho Tỷ Tỷ, khi Tỷ đến sẽ tự mình ứng phó với bọn họ, đệ chỉ cần chú ý đến cuộc thi là chính, đệ đã biết Tỷ Tỷ, nếu chỉ có chút điểm ấy mà ứng phó không xong thì hắn còn nói gì đến chuyện gánh vác gia đình, hắn thật cao hứng vì Tỷ Tỷ lo lắng cho hắn, nhưng cũng không muốn trốn phía sau tỷ tỷ để nhận hết quan tâm, mọi việc đều để tỷ tỷ phải xuất đầu lộ diện, hắn là nam nhân, giao chuyện cho đệ đệ xong, trang thư tình quay đầu lại nói với Nguyệt Minh, đại khái đúng như câu nói chủ nào tớ nấy, Nguyệt Minh bất quá mới theo thư hàn ngắn ngủn mấy tháng, tính tình kia đúng là càng ngày càng giống như Thư Hàn, rõ ràng là một gương mặt bánh bao, lại giả bộ nghiêm trang như đại nhân, khiến nàng vừa nhìn liền muốn véo một cái, sắp xếp cho mọi người trong nhà một chút, trang thư tình để bảo Châu đi theo đệ đệ, bản thân thì dẫn Nam Châu theo bên người, dù sao cũng không nhờ và bạch chiêm nhiều, lấy một chiếc hộp đặc chế từ ngăn tủ ra, so với hộp đựng dụng cụ thú y thì lớn hơn một chút, bên trong cơ bản đều đầy đủ tất cả dụng cụ chuyên dụng cho phẫu thuật cầm lên liền có cảm giác như lại thấy được ánh mặt trời, Trang thư tình lấy ra một con dao phẫu thuật nhỏ, linh hoạt sử dụng, cực kỳ thuận tay, vì để thích ứng với bộ dụng cụ mới này nên vào lúc rảnh nàng thường lấy ra để luyện tập tay một chút, sau khi bạch chiêm chuẩn bị thỏa đáng liền mang theo người qua thì đã thấy tỷ đệ hai người đang chờ ở cửa, Nam Châu ở phía sau cầm theo một hộp gỗ rất bắt mắt, sao lại chờ ở bên ngoài sờ sờ mặt nàng, có chút lạnh lẽo, bạch chiêm có chút mất hứng liếc mắt nhìn Nam Châu, vừa mới ra thôi, trang thư tình cũng chừng người trước mắt, ở cổng lớn động thủ động cước, thật sự là, trang thư hàn chịu đựng cảm giác muốn hất bàn tay để trên mặt của tỷ tỷ ra, ho một tiếng nhắc nhở bạch chiêm về sự tồn tại của mình, bạch công tử, an nguy tỷ tỷ ta liền giao cho ngài, mong công tử nhất định phải bảo hộ tỷ tỷ chu toàn, nói xong, vái chào bạch chiêm chiêm thật sâu, bạch chiêm nâng hắn dậy, nói lời vô nghĩa, ta không bảo hộ nàng thì bảo hộ ai, lời này muốn hắn tiếp thế nào, trang thư hàn nhìn về phía tỷ tỷ, trang thư tình suýt nữa bật cười, được rồi, trời lạnh, mau vào đi thôi, vài ngày sau tỷ tỷ nhất định sẽ hoàn hảo, không chút tổn hao xuất hiện trước mặt đệ, tỷ tỷ nhất định nói được làm được, trấn an được đệ đệ đang lo lắng, trang thư tình nhìn về phía bạch chiêm sau, chỉ thấy ngựa, không thấy xe, ta không biết cưỡi ngựa, ta biết là đủ rồi. Bạch Chiêm vừa lòng nhìn Trần Nguyên, quân sư này nhiều lúc cũng đưa ra được một ý kiến hay, chúng ta đi đường tắt, xe ngựa không qua được, đường đi ngắn hơn, chàng thư tình không có gì dị nghị. Không phải chỉ là bị ôm một chút thôi sao, nàng là một người hiện đại, có thể tiếp thu, bất quá, nha hoàn của ta phải làm sao bây giờ, nàng có người mang đi, đi thôi, không nên trì hoãn, chàng thư tình thực an tâm nhưng nàng lại không phát hiện kỳ thực nàng không nhận ra mình còn tín nhiệm nam nhân này hơn so với chính bản thân bạch chiêm xoay mình lên ngựa khom người xuống vươn tay ra trang thư tình đưa tay lên cho hắn thân thể bay vút trong không trung rồi ngồi trên lưng ngựa còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng cảnh vật trước mắt liền tối sầm lại thanh âm bạch chiêm truyền đến gió lớn mặt của ngươi sẽ chịu không nổi an tâm giao cho ta là tốt rồi trên lưng có một cánh tay hữu lực gắt gao chế chủ không khiến nàng đau nhưng lại cho nàng loại cảm giác cả đời đều không thể tránh thoát yên ngựa bên dưới thật mềm theo bản năng sờ một chút quả nhiên thật sự rất mềm này không giống như là thứ bạch chiêm thường dùng sờ một chút ra phía phía sau, quả nhiên, chỉ có chỗ nàng ngồi mới vừa có cảm giác được động tác của nàng, Bạch Chiêm giải thích nói, nàng chưa từng cưỡi ngựa, ngồi một lát sẽ cảm thất khó chịu, để cái này lên có thể giảm bớt một chút, trong lòng trang thư tình ấm áp, nhẹ nhàng ừm một tiếng, dựa một chút vào thân thể ở phía sau, phát hiện nàng khó có khi thân cận hắn như vậy bạch chiêm vui mừng trong lòng đem người ôm càng chặt thúc vào bụng ngựa mã hí dài một tiếng chạy chậm vài bước sau tốc độ càng lúc càng nhanh được áo khoác thật dày bao bọc rõ ràng có tiếng gió vù vù lọt vào tai nhưng trang thư tình lại không cảm giác được lạnh cũng không thấy sợ hãi cảm nhận được sự quan tâm của người phía sau khiến nàng cảm thấy an tâm không biết chạy đã bao lâu ngựa rốt cục chậm lại trước mắt sáng ngời gió lạnh quất vào mặt có Sao không, có khó chịu chỗ nào không, trang thư tình trả lời cực kỳ thành thật, hẳn là không bị xước ra, nhưng có chút đau, thanh dương tử có mang theo dược một lát để Nam Châu đến bôi thuốc cho nàng, ừm, trang thư tình nhìn phía trước hình như có công sai, hẳn là đã nghe được đến tin tức huyện Trúc Đan Dương này, có công sai tới, có thể đoán được gian phát sinh việc này chắc không ngắn, Trần Nguyên, đến trước hỏi hiện tại là tình huống gì, Trần Nguyên dục ngựa đến trước, bạch chiêm theo sau đi tới, thả tốc độ của ngựa chậm lại, thanh dương từ cưỡi ngựa đuổi theo, thần thần bí bí nói, trang tiểu thư, loại thuốc tê kia có chút tiến triển, thật sao, lập tức có thể dùng không, nếu như không sợ sẽ chết người thì đương nhiên là có thể, Thanh Dương Tử căn bản không thấy được ánh mắt lạnh lẽo của công tử nhà hắn, Hưng Chí bừng bừng tiếp tục nói, cũng chưa thấy người chết, ta đã tìm người đến thử, còn sống, việc này và việc coi con người như động vật để thí nghiệm có gì khác nhau? Thanh Dương Tử sờ sờ mũi, rốt cuộc biết lời này không thể nói ra miệng, nhưng trang Thư tình lại không dễ bị lừa gạt như vậy, còn sống ý là chưa tình, hay là vĩnh viễn cũng không thể tình, chưa tình, có khả năng tỉnh lại hay không, trang tiểu thư, hắn sẽ bị xử trảm vào mùa thu năm nay, trên lưng mang tội giết người, một nhà già trẻ tổng cộng 7 người đều không tha hắn cũng không phải loại người vô tội, bạch chiêm dục ngựa đi nhanh hơn một chút, ta không phải đứng ở phương diện đạo đức để chỉ trích ngươi. chàng thư tình vỗ vỗ tay bên hông, tươi cười có chút nhạt, cũng rất rộng rãi. Chỉ là giáo dục mà ta tiếp thu không cho phép ta đem sinh mệnh con người như cỏ rác, đại phu ra tay để trị bệnh cứu người, nếu như mất đi sự tôn trọng với tính mệnh con người thì có tư cách gì để làm đại phu đây? Sư phụ của ta đã từng nói một câu, dù có là cử nhân giết cha ngã xuống trước mặt chúng ta, thân là đại phu, trước hết phải cứu người sống lại rồi đem hắn đến chịu tội trước pháp luật, không cần biết kết cục của hắn cuối cùng có phải là chết hay không nhưng đó cũng đến từ xét xử công bằng mà không phải ý chí của người đại phu đương nhiên những thứ này chỉ có thể thích ứng với ta ở nơi này không phải ai cũng có thể tiếp thu, Thanh Dương Tử Kỳ thực rất giống với Bạch Chiêm, đồng dạng là người không cần cái nhìn của thế tục, không đưa người khác để vào mắt, không thể phân biệt được thị phi, khác nhau chỉ là do Thanh Dương Tử si mê luyện dược, nên khi gặp được Trang thư tình, Bạch Chiêm tùy thời có thể bỏ qua, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ là những quy củ này quả thật không thích hợp với mình, nhưng Trang tiểu thư cũng không trách hắn, khi hắn lấy lại tinh thần đã lập tức nở nụ cười Người. "Trang tiểu thư chỉ cần quản việc trị bệnh cứu người, những chuyện này cứ để ta lo liệu." Trang thư tình cười cười, cái gì cũng không nói, nơi này không phải xã hội văn minh, nàng chỉ cần không vi phạm lời thề của mình là được rồi. Chương 62, bán con Trần Nguyên bay nhanh trở về, sắc mặt trông không tốt cho lắm. "Công tử, hổ đực và hổ cái còn ở trong thôn, nhà dịch nhận mệnh không để hổ rời khỏi thôn, người ở nơi này sống chết đều mặc kệ." điều thuộc hạ nghe được chính là như vậy hy sinh người của cả một thôn để chặn hai con hồ bạch chiêm nhăn mày lại nếu như ngăn không được thì sao ý của công tử chính là thả hai con hồ kia trần nguyên vụng trộm liếc nhìn trang tiểu thư nếu không phải ở trước mặt trang tiểu thư công tử cũng sẽ không làm như vậy đi tin rằng công tử sẽ trực tiếp giết chết rồi ném xác của hai con hồ đến trước cửa nha môn giống giống tiếng gầm của hổ truyền đến trang thư tình ngồi ngay ngắn bạch chiêm cúi đầu nó nó đang nói cái gì nó đang gọi con của nó trang thư tình nghiêng đầu nâng tầm mắt lên ta đoán nó muốn dùng mạng của toàn bộ người trong thôn trang để đổi lấy mạng của con nó vì hổ con nó sẵn sàng cắn chết tất cả mọi người trong thôn chỉ cần tìm được hổ con thì mạng của người trong thôn sẽ được bảo toàn nhưng nếu bây giờ cứ tiếp tục rằng coi như vậy sẽ khiến hổ đực và hổ cái nghĩ rằng con của chúng đã chết như vậy mạng của người trong thôn sợ là bạch chiêm hiểu rõ gật đầu, muốn vào thôn, ân, muốn vào xem, một người tạo nghiệt không có đạo lý nào mà toàn thôn phải chịu cùng, so với người trưởng thành có quá nhiều tạp niệm, nàng càng lo lắng hơn cho những hài tử vô tội, làm tỷ tỷ của một đứa nhỏ nhiều năm, đem đứa nhỏ bảo vệ phía sau người đã dần trở thành bản năng của nàng, vậy chúng ta liền đi vào thôn, trần nguyên, người phái người đi ai, nếu còn sống thì mau mang đến đây, vâng, cửa thôn bị không ít những người áo xanh vây quanh, bên hông nhà dịch đeo đại đao, có người nhướng cổ nhìn vào trong thôn, cũng có người đút tay vào túi đứng thẳng dậm chân, hoặc là ngồi cùng nhau hút một hai cây thuốc lá để chống lạnh, nghe thấy tiếng vó ngựa, mặc kệ là đang làm gì đều ảo ảo nhìn qua, có người gấp gáp cầm chuôi đao trong tay đứng dậy, người tới là ai, nhường đường, bạch chiêm lười nói lời vô nghĩa, kiềm cương ngựa lại, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, ngựa hì dài một tiếng, chống hai vó trước lên rồi lao đi nhanh chóng, người hai bên thấy thế đành phải nhường đường, ngựa một đường chạy thẳng vào thôn, trang thư tình kinh ngạc, cứ như vậy, có thể ngăn được hổ sao, ngăn, nếu như thực để hai con hổ thoát ra thì bọn họ nhất định sẽ là người chạy trốn nhanh nhất, bằng khả năng của bọn họ cũng chỉ có thể hù dọa một số dân chúng, bạch chiêm đã thấy được kia hai con hổ kia, trên người dính đầy máu, móng vuốt kia còn đang ấn một người xuống, cách đó không xa nằm ước, chừng có sáu bảy người, trẻ có già có, nhỏ nhất phòng chừng cũng chỉ có bốn năm tuổi. Trang thư tình cũng thấy được, để ta xuống. Bạch chiêm ôm người nhảy xuống, chân trang thư tình có chút nhuyễn không khỏi dựa vào nam nhân phía sau, nam châu ôm hộp gỗ tiến đến, tiểu thư, trang thư tình nhìn chằm chằm hai con hổ kia cũng không có quay đầu, người ở chỗ này chờ, kia nào ta gọi thì ngươi hãy tới, vâng, ta nhớ là thân thủ của bạch công tử rất tốt. Bạch Chiêm gật đầu, đó là đương nhiên, không có người nào có thể trở thành đối thủ của ta tốt, nếu như lát nữa hai con hổ có công kích ta, công tử phải bảo vệ ta tốt, không nắm chắc thì đừng đi qua. Hắn nghe thật rõ, khiếp ý trong lời nói của nàng, Bạch Chiêm gắt gao giữ chặt cổ tay Trang Thư Tình, những người này dù có chết hết cũng không liên quan đến nàng. Trang Thư Tình đúng là thật sợ hãi, trước kia nàng cũng chỉ nhìn thấy những con hổ ở trong chuồng, được nuôi lớn trong sở thú, còn đây loài hổ lớn lên trong tự nhiên hung tính và sự hoang dại không có cách nào so được, mà hiện tại nàng lại đối mặt với loài động vật nguy hiểm này, lại không có gì để ngăn cách, nàng cảm thấy sợ hãi đương nhiên nàng có thể lập tức xoay người rời đi nhưng mà nhìn đứa nhỏ nằm khóc đến thanh âm đều lạc đi khàn đục ở cách đó không xa nàng không có cách nào di chuyển bước chân nàng sẽ nhịn không được mà nghĩ ông trời cho nàng khả năng như vậy có phải là vì muốn nàng đối mặt với những loại tình huống như thế này trên tay có cảm giác ấm áp trang thư tình cúi đầu một nam nhân mà có được đôi tay như vậy đến nàng là nữ nhân cũng phải ghen tị trắng sáng như bạch ngọc mười ngón tay thon dài mỗi một đốt ngón tay nhìn không rõ lắm nếu như không phải bàn tay này lớn hơn nhiều so với tay của nữ tử thì dù có nói là tay của nữ nhân không ai mà không tin còn bàn tay nàng a nhìn thật giống như bàn bàn tay của nha hoàn hay làm việc nặng yên tâm nếu như đến hai xúc sinh này mà ta còn đối phó không được thì đã sớm chết từ lâu chàng thư tình không có tránh tay ra tim đập dần đều lại nhẹ giọng nói không cần biểu hiện địch ý ra với chúng ta đến, đối với Bạch Chiêm mà nói, sử dụng biện pháp mềm dẻo trước mặt đối thủ hắn chưa từng làm bao giờ, bất quá vì thư tình, ngược lại còn khiến hắn sinh ra tâm lý bảo vệ, tâm tình liền đều tốt hơn nhiều. Hổ được hướng hai người giống lên một tiếng mang ý cảnh cáo, trang thư tình dừng bước lại, vì hơi khẩn trương nên thanh âm có chút gấp, con của người ta đã cho người đi tìm, cam đoan sẽ mang con của người ngươi toàn vẹn trả về, nhất định sẽ nhanh hơn nhiều so với việc các ngươi đang làm, tạm thời các người đừng đả thương người ở đây, nhất là trẻ con, giống, ta biết là con người làm hại, nhưng trẻ con là vô tội, thấy đối phương là con người nhưng có thể nghe hiểu được tiếng của chúng, hai con hổ từ từ đến gần thư tình, giống lên liên tục tiếng sau so với tiếng trước càng thêm gấp gáp, bạch chiêm muốn đem người bảo vệ ở phía sau, trang thư tình nhận thấy hành động của hắn vội vàng dùng sức nắm chặt tay của bạch chiêm lúc này hắn mới kiểm nén hành động của mình lại ta biết ta biết các ngươi đừng nóng vội bằng hữu của ta đều là có bản lĩnh nếu con của các ngươi thật sự còn ở đây bọn họ nhất định có thể tìm được lúc này hồ được chỉ cách trang thư tình có ba bước thanh âm của nàng đè thấp lại ta đã gặp qua bộ tộc sói trắng cũng đã từng trị thương cho bọn họ chỉ cần con của các ngươi còn sống ta sẽ tận lực chữa trị cho nó giống giống đúng là ta cho đến một lúc sau trang thư tình mới nhẹ nhàng thở ra quay đầu nói với bạch chiêm chúng đã từng nghe về ta hình như ta rất nổi danh ở dãy núi kia thì phải bạch chiêm nhăn mày lại một chút hắn nhớ tới tình cảnh khi đang tập trung tinh thần cứu trị cho bầy sói trắng trong gió tuyết lão hồ chủ động nhường đường trang thư tình hiểu ý vội chạy đến xem động tĩnh của đứa nhỏ trước mặt dò xét cơ thể của nó một chút còn sống tạm thời sẽ không có việc gì, Trang Thư Tình nhẹ nhàng thở ra, đang muốn cởi áo choàng của mình xuống lại bị Bạch Chiêm đè lại, ý bảo Trần Nguyên tiến lại, từ khi biết hôm nay tới đây để làm gì, Trần Nguyên liền dẫn theo hai kiện trang phục để dự phòng, thật đúng là không có sai, hiện tại liền có chỗ để dùng áo choàng che lại thần mình đứa nhỏ, Trang Thư Tình ngẩng đầu nhìn bốn phía, đây là một chỗ ở dưới cây đa lớn, đến mùa hè quả thật là một nơi lý tưởng để nghĩ mát, nhưng hiện tại dưới đất đầy vết máu loang lổ, dưới gốc cây có bảy người nằm xung quanh, không phát ra tiếng động, không biết là đã chết hay đang hôn mê, bắt đầu có những tiếng hô lớn, cứu, cứu ta, cứu ta, cửa của mỗi nhà vẫn đang một mực đóng kín lúc này liên tục mở ra, trên tay mỗi người kia đi ra đều cầm một thứ để đề phòng, một lão nhân được nâng qua, than thở khóc lóc hô to, đại nhân cứu ta, nơi này không có ai gọi là đại nhân. Nhân, cho nên không có mấy người để ý. Trang thư tình nhìn người vây tới, hỏi, đứa nhỏ này là người nhà ai? Nhà ta, nhà ta, một nam một nữ từ trong đám người run run chạy lại, nhưng cũng không tiến lên. Nam nhân kia dương cổ lên nhìn vài lần, tiểu thư, con tôi còn thở không, còn sống, chỉ là bị thương không nhẹ, vậy không chị được, không chị được. Nam nhân rụt trở về, nữ nhân kia đứng lau nước mắt, nhưng không có bất kỳ động tác nào khác, trái tim trang thư tình lạnh băng cả người cũng lạnh run nàng biết ở cổ đại mạng người không đáng giá bằng tiền chỉ cần có thể sinh tiếp mỗi nhà đều đông đúc dù sao cũng chỉ là mạng một đứa nhỏ thôi nhưng mà có thể dễ dàng bỏ mặc như vậy được sao nàng chỉ nói nó bị thương không nhẹ không phải nói không thể trị hết, ngay đến cả loài hồ khi bị mất con còn tình nguyện đối địch với con người cũng phải mang con của nó trở về, còn người thì sao a à? cúi đầu nhìn đứa nhỏ, da đều đã nứt toạc nằm trên mặt đất, mặc dù gió không thổi nhưng tâm thật lạnh, vẻ mặt trang thư tình từ trước đến nay chưa từng lạnh lẽo như vậy, đứa nhỏ còn sống, lúc này đứa nhỏ dẫy dụa mở mắt, trong mắt tối như mực nhìn trang thư tình, liên lụy đến cả nhà, còn không bằng chết đi, tiểu thư, không phải người làm cha mẹ chúng ta tâm ngoan, nhưng đứa nhỏ bị thương thành như vậy, phải uống thuốc, còn phải chăm sóc, trong nhà nghèo khó, thật sự là không thể nuôi nổi nữa rồi, nếu tiểu thư thấy nó đáng thương vậy thì mang nó đi, dù sao nó cũng là thịt từ trong người nương nó rơi ra, chúng ta nuôi nó đến 4 tuổi cũng coi như làm làm tròn trách nhiệm, người xem, cha mẹ nhìn vết thương chồng chất của đứa con trước mắt, chẳng những không không đau lòng ngược lại còn muốn bán đi để đổi chút tiền người ta nhà giàu muốn mua người vậy thì bán đi dù sao đứa nhỏ này cũng chỉ còn nửa cái mạng giữ lại cũng chẳng được tích sự gì cho rằng nàng là tiểu thư được nuôi dưỡng nơi khuê phòng thì liền coi nàng là đại tiểu thư lúc nào cũng có thể phân phát thiện tâm sao muốn bán nhi tử cho nàng để kiếm tiền làm sao hắn có thể ngươi làm người như vậy sao lại không bị hổ ăn luôn sao đúng rồi đến hổ cũng chê ngươi bẩn hai con hổ nghe thấy trang thư tình nói chúng nó nhẹ bước chân tới, đứng ở trước mặt nàng, mấy người kia liền vội vàng lui về sau, những người ở phía sau lui xuống không kịp bị ngã trên đất cũng không có người đỡ, bị dẫm lên người đau đến kêu to, đám đông dối thành một nùi, trang thư tình nhìn cũng không thèm liếc nhìn bọn họ, ý bảo Nam Châu và Thanh Dương từ tiến lại, lão nhân lúc ban đầu nói chuyện với bọn họ kia bị đẩy ra, hắn quỳ xuông trước mặt bạch chiêm đại nhân ngài nhất định phải cứu chúng tôi những người đi trộm hồ con đã bị bọn chúng cắn chết nhưng cũng không thể vì không tìm thấy hồ con mà muốn toàn bộ người trong thôn đền mạng vậy sao vậy ngươi muốn ta phải làm như thế nào lão nhân thấy bạch chiêm không có cự tuyệt trên mặt nhất thời liền vui vẻ cao giọng nói mong đại nhân bắt hai con mãnh thú này để báo thù cho những người đã chết đã bị thương trong thôn của chúng tôi người chết quá ít a à, đại nhân là nói lão nhân kia ngẩng đầu là lỗ tai của hắn bị hư sao hay là hắn nghe lầm chết hết mới xứng đáng đại nhân đại nhân sao có thể nói như vậy người trong thôn lão hủ đều là lương dân rất nhanh sẽ không đúng nữa hướng gió thay đổi bạch chiêm rời vị trí để che gió cho thư tình lão nhân còn muốn nói tiếp lại bị người khác che miệng lại kéo ra xa công tử không muốn giết người trước mặt trang tiểu thư nhưng hôm nay lại ngoại lệ trang thư tình nghe thấy trong lòng liền cảm thấy thống khoái cực kỳ nhiều người như vậy thế nhưng lại không hề quan tâm đến sống chết của một người chỉ lo lắng hai con hổ này sẽ làm bọn họ bị thương hy vọng có thể trừ bỏ chúng nàng không biết bọn họ sống cuộc sống như thế nào có thể khiến tâm bọn họ chết lặng như vậy hay là vốn bản tính của họ đã như vậy, Tâm A, à, thực ngoan, người thân đã chết, thương tâm khổ sở là chuyện bình thường, là người cùng thôn, dù không phải người thân thì cũng nên đi cứu trợ ắt cũng là việc thường tình, rõ ràng là người còn sống, dựa theo bản năng và khả năng của mình, bọn họ chẳng phải cũng nên đến giúp đỡ ít nhiều sao? Chương 63, sống sót nhưng mà lại không có một người để ý, điều này khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi loại sợ hãi này cơ hồ còn lớn hơn điều mà nàng thường tin tưởng, khiến nàng muốn bỏ những người này lại để chạy trốn, người bình thường mà còn ích kỷ đến loại trình độ này, như vậy còn những những kẻ khác thì còn thế nào, lo lắng lúc trước có khả năng thành sự thật là rất lớn, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy da đầu run lên, cúi đầu chống lại ánh mắt ẩm ướt của đứa nhỏ, rõ ràng là đau đến gương mặt đều trở nên vặn vẹo nhưng vẫn quật cường gắt gao chịu. Đựng không kêu lên một tiếng trang thư tình cuối cùng cũng chỉ đè nhở dài nếu nàng lựa chọn quay lại chạy lấy người thì so với những người này có gì khác nhau nàng không cần biến mình thành loại người khiến người khác chán ghét đến mức độ này sờ sờ đầu đứa nhỏ thái độ trang thư tình hòa hoãn xuống tiểu đệ 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 sẽ không chết nhưng mà sẽ rất đau vì sống sót phải nhịn xuống được không một lát sau đứa nhỏ mới gật đầu mở tầng tầng lớp lớp trong hộp gỗ ra, Trang Thư Tình lấy kéo cắt miếng vải để lộ ra nơi bị thương của đứa nhỏ, không khí lạnh như băng nhắc nhở nàng hiện đang ở ngoài trời, nhìn trái, nhìn phải, chỉ vào căn phòng gần nhất, Trang Thư Tình nói, đem những người bị thương chuyển hết vào phòng kia đi, nhìn theo hướng tay nàng chỉ. Một phụ nhân nhất thời hô to, đó là nhà ta, không có người để ý nàng, để ta ôm nó, Bạch Chiêm tiếp nhận đứa nhỏ cũng không để ý vết máu kia nhiễm lên xiêm y của hắn trang thư tình cẩn thận nâng cái chân đang bị thương của đứa nhỏ lên tận lực không tạo thành nhiều thương tổn quay đầu phân phó với đám người trần nguyên cẩn thận một chút cố gắng đừng khiến cho thương thế tăng thêm chưa được mấy bước mấy người già trẻ trong nhà đều chặn bước chân của họ lại vẻ mặt có chút dữ tợn các ngươi không phải quan gia không thể tự tiện chiếm phòng ở của chúng ta trang thư tình nhìn bọn họ nhất thời cảm thấy ngôn ngữ của bản thân vô cùng thiếu thốn thậm chí nhịn không được nghĩ nếu như các ngươi không thương tổn đến loài mãnh thú này vậy thì làm sao lại có nhiều người chết như vậy những người này là người dân cùng thôn với các ngươi ta bất quá chỉ muốn mượn phòng ở của các người một lát mà thôi mượn tất nhiên là có thể 10 đồng tiền không 20 đồng một canh giờ đây rốt cuộc là cái chuyện gì xảy ra trang thư tình có chút mờ mịt phanh a à, nam nữ già trẻ bạch chiêm cũng không khách khí một cước đá một cái rất dụng lực nhưng cánh tay ôm đứa nhỏ lại không mảy may nhúc nhích, không cần phí lời với bọn họ, bên ngoài trời lạnh lẽo, mau vào nhà, phụ thân bị đá văng ra hơi dãy rụa rồi bỏ lên, vượt qua, chạy đến chỗ Trần Nguyên muốn đánh một nhát xuống người hắn, nhưng vừa chạm đến thân mình liền không thể lay động, những người khác lại không dám đụng, chỉ nghe thấy tiếng gió vù vù, đừng cho rằng chúng ta nhân từ mà các ngươi muốn được đằng chân lên đằng đầu, các ngươi chả không được cái đại giới đó

hơn hai trăm người đồng loạt lui về phía sau rồi lại lui thêm vài bước trần nguyên cười lạnh một tiếng cũng là trang tiểu thư có kiên trì đổi lại là bất kỳ người nào trong bọn họ đều đem mấy người kia ném vào miệng hồ còn dục chúng nó mau ăn đi chọn một cái bàn dài bỏ mọi thứ trên bàn xuống lại lót thêm một tầng áo thật dày rồi đặt hài tử kia lên trên trang thư tình nhanh chóng dứt bỏ những tâm tư khác tiến vào trạng thái làm việc nam châu người đi nấu vài bình nước nóng hôm nay lạnh như vậy, đứa nhỏ sợ là chịu không nổi, nhìn lại căn phòng xem có thể tìm vài chậu thanh hay không, vâng, bạch công tử và thanh đạo trưởng ở bên cạnh giúp ta một chút, không thành vấn đề, thanh dương tử nhìn tầng tầng lớp lớp những dụng cụ trong hộp gỗ liền thấy hưng phấn, thật sự không cần thuốc tê sao, người lớn còn chịu không nổi, đứa nhỏ càng dễ dàng có chuyện ngoài ý muốn, lấy ba đôi bao tay bên trong ra, hai người nhận lấy rồi học theo bộ dáng của Trang Thư Tình đeo bao tay vào, cái này cũng là do Bạch Chiêm tìm người làm ra, thật sự rất phù hợp, so với của hiện đại còn tốt hơn một chút, hình như là có cải tiến một vài chi tiết. Trang Thư Tình cảm thấy thủ hạ của Bạch Chiêm quả thật là có không ít người tài. Chân của đứa nhỏ có hai chỗ bị thương, một chỗ ở cánh tay, một chỗ là ở đùi cũng may là chưa động đến động mạch chủ, bằng không đứa nhỏ đã sớm chết do bị mất máu quá nhiều. Muốn khâu lại ừm miệng vết thương quá lớn không khâu lại sẽ không dễ lành được. bất quá xương ở chỗ cánh tay bị gãy trước phải bó lại. tuy cái này ta đã từng học qua nhưng tốc độ phải chậm một chút. thanh dương tử lấy túi thuốc của ngươi ra cho đứa nhỏ uống mấy viên thuốc. khi ta bó xương hai người phải đè lại. vừa nói xong trang thư tình lấy dụng cụ từ trong hộp ra bỏ vào nước sôi để tiêu độc đồng thời lấy kéo cắt mấy cuốn bông vải ra cũng lấy thêm mấy chai nước cất. đây đều là do nàng bỏ nhiều công sức mới làm ra được nhưng hiện tại có lẽ là không dùng đủ không có thuốc giảm nhiệt miệng vết thương rất có khả năng sẽ bị nhiễm trùng đây mới là điều ta lo lắng nhất bạch công tử nhờ công tử để người của ngài chuẩn bị cho ta mấy tấm ván gỗ giống như tấm ván mà chu thất chuẩn bị như thế này ta có thể dùng để cố định chỗ xương bị gãy bạch chiêm ra ngoài phân phó một tiếng lúc này trần nguyên cũng mang theo bốn người còn sống nâng vào đối với nam nhân vừa nhìn liền biết không dễ gì chọc vào này bọn họ không dám nhiều lời một chữ nhưng đối với trang thư tình bản năng bọn họ biết được người này có thể cứu mình vừa thấy liền ồn ào mở miệng tiêu thư ta bị thương nặng nhất xin người thương xót cứu ta trước đi ta đau đến sắp chết rồi ta bị thương nặng nhất tiểu thư người xem ai nói thêm nữa một chữ nữa ta liền ném người đó ra ngoài trang thư tình cũng không cảm thấy kỳ quái trước phản ứng của bọn họ nếu như bọn họ không như vậy nàng mới cảm thấy kỳ quái lòng của người trong thôn này đều là một lũ ích kỷ đến cực hạn đều nói hoàn cảnh sống sẽ tạo ra mỗi loại người khác nhau theo ta thấy loại hoàn cảnh sống như vậy không tất yếu phải tồn tại trang thư tình nói một câu nhìn thấy nam châu cầm bình nước nóng trở lại nàng chỉ mấy chỗ trống cho nam châu đặt xuống cầm kéo cắt ống tay áo ở cánh tay đứa nhỏ kéo ra bắt đầu chuyên tâm làm việc mấy người kia cũng không dám nói tiếp nữa dù cho đau đến chịu không nổi cũng chỉ nén âm thanh hừ hừ trong cổ họng không có dụng cụ trợ giúp, đoạn xương bị gãy chỉ có thể dùng tay sờ vào để xác định vị trí, cũng may lúc đó khúc lão dạy nàng rất dụng tâm, những thứ nàng học được đều tiếp thu rất sâu, lúc này mới miễn cưỡng dùng được một hồi lâu sau mới xác định được vị trí xương cốt bị gãy, trang thư tình nhờ thanh dương tự cầm tấm ván gỗ đặt dưới chỗ tay bị gãy, cầm chắc chút ta muốn khâu miệng vết thương lại trước sau mới có thể cố định lại, nhìn ta khả năng chịu đựng của đứa nhỏ này thật tốt thủ pháp của nàng có chút không đủ thành thạo lúc bó xương khẳng định là rất đau tuy chán của hắn đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng cũng không kêu đau một tiếng khi chuẩn bị khâu lại trang thư tình có chút không thể hạ thù loại này đau nàng biết càng đau hơn so với lúc nãy lúc bó xương tuy đau nhưng có thể nén một chút sẽ qua nhưng lúc khâu vết thương lại không biết đứa nhỏ có thể chịu đựng được không bạch chiêm hiểu được điều nàng cố kỵ ấn vào mấy chỗ trên người đứa nhỏ thủ pháp này chỉ dùng khi phải chịu nỗi đau thể sắc nhiều nhất chỉ có thể chịu đựng được nửa khắc căn bản trong thời gian này sẽ không cảm thấy đau đớn không cần phải nói tiếp trang thư tình nửa điểm cũng không dám trì hoãn, dùng tốc độ nhanh nhất của mình khâu lại, động tác kia nhìn giống như đang đem ra thịt thành quần áo mà khâu lại, những thôn dân khác nhìn thấy mà ra đầu run cả lên, một lát nữa không phải cũng làm trên người bọn họ như vậy đi, giúp đứa nhỏ tỉnh lại, bạch chiêm vỗ nhẹ hai cái đứa nhỏ liền tỉnh lại, bộ dáng kia nhìn như thật sự mệt mỏi, không cần lo lắng, chưa đến nửa khắc một lát nữa sẽ tốt, dùng thuốc tốt nhất, lại dùng game ván gỗ cố định lại vết thương trên cánh tay, trang thư tình nhìn vết thương trên đùi đứa nhỏ, xương ở chỗ này không bị gấy, nhưng miệng vết thương lại rất sâu, rất lớn, nhất định phải khâu lại, còn có thể dùng tiếp không, bạch chiêm lắc đầu trang thư tình cắn răng, tâm cứng rắn quyết định xử lý miệng vết thương bằng thuốc xong, trang thư tình cầm lấy kim, giữ chặt tay của hắn. mm -hmm. không thể đụng tới vết thương trên cánh bạch chiêm thoải mái ấn người xuống ngay cả chân và đầu cũng không thể cử động dù chỉ một chút thân thể đứa nhỏ giống như bị sốt lây động không ngừng cũng đủ để thấy quá trình này có bao nhiêu đau đớn mỗi một tiếng rên bị đè nén đến cực điểm khiến trong mắt thanh dương từ dâng lên cảm giác không đành lòng cuối cùng đứa nhỏ bị đau mà ngất đi trên người ướt nhẹp giống như từ trong nước bước ra động tác tay của trang thư tình vẫn ổn ổn định, vẫn lưu loát như trước, chỉ là phía sau lưng đã ẩm ướt, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống chán thể hiện tâm trang lúc này của nàng cũng đang buộc chặt dùng nước cất sát trùng miệng vết thương, rắc thuốc bột rồi dùng vài lót lại, tiếp theo lấy vải bông đã xử lý qua băng lại, trang thư tình nhẹ nhàng đè tấm ván gỗ xuống, xong việc nàng dùng tay chống đỡ thân mình mới không ngã ngồi xuống đất Nam Châu, dùng nước ấm lao qua cho đứa bé rồi tìm quần áo sạch mặc vào, vâng, bạch chiêm đỡ nàng ngồi xuống, lau mồ hôi trên mặt cho nàng, tiếp nhận ấm nước tinh xảo Trần Nguyên đưa tới cho nàng uống vài ngụm, hương vị có chút lạ, thả gì vào sao, bổ khí, lạ một chút nhưng cũng không quá khó uống, trang thư tình thuận theo uống thêm vài ngụm, hương vị quả thật có chút là lạ, nhưng tâm tình lúc này cũng không quá so đo xem nó là cái gì, sau đó bạch chiêm bỏ vào miệng nàng một khối đường. Trang Thư Tình ngậm vào, đến lòng của nàng cũng thấy ngọt, có sự chuẩn bị của Bạch Chiêm, sức lực Trang Thư Tình khôi phục nhanh chóng đối với bốn người này, Trang Thư Tình cũng không khách khí như khi đối với đứa nhỏ, chỉ huy người ném bọn họ lên bàn mổ, động tác lưu loát không có bất kỳ cố kỵ thời điểm nàng bó xương lại những người kia kêu lên giống như heo bị chọc tiết thế nhưng còn không bằng so với một hài tử, bạch chiêm thấy ẩm ý, trực tiếp đánh người hôn mê, nhưng lại bị đau mà tỉnh lại, cả đầu đều choáng váng, xuống tay trực tiếp như vậy đúng là tiết kiệm được không ít thời gian, xử lý ý đến người thứ ba, bên ngoài truyền đến tiếng giống bi phẫn của hai con hổ, Trần Nguyên ra ngoài một lúc liền trở về bẩm báo, tam tử đã tìm được hổ con về, nhưng tình huống nhìn rất tệ, thấy thư tình ngẩng đầu, bạch chiêm liền phân phó nói, Gọi hắn tiến vào, "Vâng, có rất ít người lớn tuổi đi theo Bạch Chiêm, đa phần là người trẻ tuổi, Tam Tử là một tiểu tử rất có tinh thần, nhìn bộ dáng bất quá mới hơn 20 tuổi, trong tay ôm một con hổ nhỏ huyết nhục mơ hồ, trang thư tình lúc này liền bỏ qua bệnh nhân trong tay trực tiếp đi qua chỗ Tam Tử, người nằm ở trên bàn phẫu thuật giận nhưng không dám nói gì, trong mắt lại mang theo phẫn hận, thanh dương từ chụp một cái lên vết thương của hắn, cười tủm tỉm nói nếu như hồ con chết có tin các ngươi cũng không thể sống hay không ngươi còn ra vẻ Mệnh này của ngươi cũng không quan trọng bằng mệnh của hồ con đâu, nam nhân đau kêu lên một tiếng nhưng lại không dám biểu lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào, bộ dạng uất ức kia khiến người khác đến nhìn cũng không thèm liếc mắt, lúc này, hồ đực và hồ cái theo sau tiến vào, cúi đầu gào thét, muốn chạm vào con của mình nhưng lại không dám, bộ dáng trông mong nhìn trang thư tình, mạng của tất cả người trong thôn này so sánh cũng không bằng, hai con hồ này khiến đáy lòng của Trang Thư Tình trở nên mềm mại, nhìn Tam Tử Ý bảo hắn đặt hổ con lên một bàn mổ khác ở bên kia, rồi Trần An nói, bị thương tuy nghiêm trọng nhưng vẫn còn sống, còn sống tức là còn có khả năng sống sót, các ngươi không nên gấp gáp, giống, ta biết, ta biết, ta sẽ tận lực, nơi này nhỏ, các ngươi ra ngoài trước đi, hổ đực và hổ cái Lưu Luyến nhìn con của chúng, lui ra khỏi phòng nhưng cũng không đi xa, đứng canh giữ trước cửa, thật vất và mới tìm được con của chúng, nếu không trông chừng dưới mí mắt sẽ không thể nào an tâm. Chương 64, ném vào lửa đi. Mới sinh mấy tháng nên hổ con nhìn không khác một con mèo là mấy, chẳng những không uy phong lẫm liệt như cha mẹ, mà bộ dáng hiện tại bây giờ thật sự là rất thê thảm, vết bỏng trên người rất rõ ràng, lông trên người cơ hồ đều cháy rụi khắp nơi đều là máu, những nơi bị thương nghiêm trọng nhìn vào máu me nhầy nhụa. Da thịt dính lại với nhau, móng vuốt cùng tứ chi đều là huyết nhục mơ hồ, con người ngoan độc như vậy, chẳng trách vạn vật đều không thể chống lại, Trang Thư Tình cúi đầu mắng một tiếng, động tác càng thêm ôn nhu, thổi khí nhẹ nhẹ để giúp hổ con giảm bớt thống khổ, Bạch Chiêm nhìn về phía Tam Tử, Tam Tử liền hiểu ý, giải thích nói: hồ đực và hồ cái ở trong thôn quấy phá đã truyền ra bên ngoài người được sai đi trộm hồ con là con trai của huyện lệnh hắn có chút đầu óc bếp huyện đan dương cách hội nguyên phủ rất gần nếu náo lớn sẽ gây họa cho cha hắn lúc thuộc hạ đuổi tới hắn đang định đem hồ con thiêu chết đáng tiếc thuộc hạ chậm một bước chỉ cứu được hồ con từ trong lửa ra người đâu thuộc hạ chỉ lôm hồ con mau chóng trở về là thuộc hạ không chu toàn người đến đó nhìn một chút, nhì nhắn dùng cách nào thiêu con hổ này người làm như vậy với hắn, nó bị thiêu bao lâu ngươi đặt hắn ở trên lửa bấy lâu, những người cản trở đều chịu tội chung, động tác trang thư tình dừng lại một chút, sau đó tiếp tục, không có phát ra một lời ác sao, đương nhiên là ác, ở xã hội văn minh, hành động như vây chính là phạm pháp, nhưng ở nơi này, nắm tay ai lớn, người đó có bản lĩnh, hành động bạch chiêm làm chính là hành động mà con trai huyện lệnh làm với hổ con những người kia không một ai là vô tội dù nền giáo dục văn minh nàng tiếp thu nhiều năm không cho phép nhưng ở thế giới này không phải nơi dạy cho nàng những điều đó nàng không có tư cách đem quan niệm của mình áp đặt lên người của hắn bắt buộc đối phương phải làm theo yêu cầu của nàng điểm này nàng quả thật không làm được cường giả là người quyết định hết thảy là người nắm kẻ yếu trong tay đó là chuyện đương nhiên nàng bắt buộc phải thích ứng bạch chiêm vẫn một mực chú ý đến biểu tình của thư tình kết quả khiến hắn thật vừa lòng tuy thư tình phản ứng như thế nào hắn cũng sẽ làm theo nhưng hắn vẫn luôn hy vọng vào một lúc nào đó nữ nhân của hắn có thể cùng hắn sóng vai, tam tử cũng cảm thấy rất vui mừng, nếu như nữ chủ tương lai của Bạch Phủ là một người tâm tư mềm mai, bọn họ cũng thật sự rất đau đầu, chỉ có người đang nằm trên bàn mổ, vì cách bọn họ rất gần nên đều nghe được hết câu nói của Bạch Chiêm, hắn chỉ hận không thể có thể ngất đi, cái gì cũng không nghe thấy, nhưng dưới mí mắt của nam nhân kia, hắn có muốn ngất đi cũng không dám, chỉ sợ nếu bị hắn chọc giận, nam nhân kia sẽ đem mình ném vào lửa thiêu luôn cho qua chuyện để đỡ phải bận rộn chân tay. Trước khi rời đi, tam tử có chút trần chờ hỏi, công tử, người xem có phải nên đưa tin tức đến hội nguyên phủ hay không? Không cần, ở đây rất gần hội nguyên phủ, nếu đến chuyện này hắn cũng không nghe được, muốn ngồi ở vị trí kia, nghĩ cũng đừng nghĩ. Vâng, sắc trời có chút đen, Bạch Chiêm thấy ánh mắt Trang Thư Tình đều đặt lên người hổ con, cố sức muốn làm nhanh chóng để cho nó thiếp đi một chút, Bạch Chiêm liền phân phó người thắp hết đèn lên, đưa đến gần Trang Thư Tình, căn phòng vốn hơi tối, bây giờ sáng sủa không ít, nhưng dù sao cũng không phải đèn mổ, nên khiến Trang Thư Tình có chút không dễ chịu, không được, mau chuyển ra ngoài, thừa lúc sắc trời còn chưa tối phải nhanh chóng xử lý vết thương ổn thỏa việc này dễ dàng chỉ là ở bên ngoài đang nổi gió lớn bạch chiêm tự mình ra ngoài tìm bạt cản gió lại rồi mới chuyển bàn mổ ra ngoài đầu tiên là cưỡi ngựa sau lại đứng vài canh giờ trang thư tình cảm thấy đôi chân bây giờ đang rất khó chịu không cử động đã lâu bây giờ vừa di chuyển liền muốn ngã quỵ xuống bạch chiêm ôm người ngồi xuống đồng thời cũng ngồi xổm xuống nâng chân trang thư tình lên đặt lên đùi của mình, ấn vài huya đạo trên chân khiến nàng thoải mái không ít, dùng ngữ khí ôn hòa cảnh cáo, nếu như nàng không chút ý đến sức khỏe của bản thân, vậy thì sau này những người dâu ria kia không cần cứu, đại phu cứu người phần lớn đều là những người dâu ria, trừ người thân và bằng hữu ra những người khác đều không liên quan, trang thư tình vỗ vỗ chân thở dài, ta cũng không muốn thành như vậy, ngay cả đi đường cũng rất vất vả, nhưng khi ta làm việc đều hết sức chăm chú cũng không thể nghĩ đến vấn đề này về sau nhắc nhở ta một chút câu nói cuối cùng tuy trang thư tình không quá để tâm nhưng bạch chiêm lại cảm thấy thật cao hứng hắn thích hai chữ về sau này được về sau ta sẽ nhắc nhở nàng thanh dương từ nhìn thấy cầm đều muốn rớt xuống dưới miệng há to đến mức có thể nhét vừa một quả trứng nhưng lại bị trần nguyên dùng sức kéo ra ngoài kéo đến cả người đều lảo đảo người nếu phá rối tâm tình đang tốt đẹp của công tử, ngươi có tin lão tử sẽ ném ngươi vào miệng hồ hay không? Thanh dương tử đau khổ gật đầu, hắn kỳ thực cũng muốn tránh ra lắm, chỉ là đầu óc không phản ứng kịp thôi. Chưa đến một phút sau, trang thư tình ôm một cái bọc quấn kín hồ con bên trong bước ra ngoài, thanh dương tử thuốc còn đủ hay không? Thanh dương tử mang túi thuốc đi qua, đủ, vậy ngươi phải dùng một lượng lớn thuốc, hồ con bị thương nghiệm trong hơn ta nghĩ nhiều, được bạch chi thấy nơi này hắn tạm thời không có việc gì cần đến, dứt khoát tránh ra ngoài an bài việc khác, chờ đến khi xong việc thì trời đã tối, tất nhiên là hiện tại phải đi về nhà, chỉ là hắn có trở về cũng không thể qua đêm ở trang gia hấp tấp đưa người về làm gì bạch chiêm biết thư tình đối với những người ở đây thật sự vừa tức vừa giận nhưng đứa nhỏ bị vứt bỏ kia và hồ con nàng nhất định phải quan tâm tình huống trước mắt muốn mang người về là không có khả năng muốn lưu thư tình lại rất dễ dàng trần nguyên dựng lều trại thức ăn chuẩn bị phong phú một chút việc ấy tất nhiên không thể ngăn cản được trần đại tổng quản vạn năng của chúng ta chờ khi xương cốt trang thư đã muốn mềm xuống thì mọi việc cũng đã xong xuôi, vừa nhấc mắt lên liền nhìn thấy một tấm lều bằng mái vòm, thật sự rất khí phái, có chút giống như loại lều trại của vương tướng nàng đã thấy trên tivi, muốn vào bên trong nhìn thử không, chàng thư tình đang muốn đi vào nhưng nhìn lại bản thân, một thân đầy máu bị vấy bẩn, bản thân có chút khó chịu, ta đi xử lý một chút, nam châu bước lên phía trước đỡ nàng đi đến căn phòng ở phía trước, tiểu thư, nước đã đun rất tốt, chỉ là điều kiện không đủ cũng không được như ở nhà ngài chỉ có thể lau sơ qua việc này không thành vấn đề trang thư tình cúi đầu nhìn thoáng qua đã lau sạch còn phải mặc lại bộ đồ này mới là tiểu thư không cần lo lắng bạch công tử đã mang theo giúp ngài nghĩ đến lúc nãy hắn có chuẩn trị áo choàng cho nàng trang thư tình cảm thấy một hồi nữa mình phải đi cảm tạ hắn mới được nàng không nghĩ tới là hắn hoàn toàn suy nghĩ cho nàng cũng không ngờ bàn thân mình khiển hắn để bụng như trong lều được thu thập rất thoải mái khác xa với điều trang thư tình hình dung, thậm chí có thể nói là xa hoa, có chút thời gian như vậy, không biết bọn họ khiếm từ đâu ra những thứ này, sàn thật mềm mại, không biết là loại da thú gì mà phủ kín một góc, ở giữa đốt một chậu than đang cháy hừng hực, ở bên trái đặt một cái bàn nhỏ, bên trên là đồ ăn nóng hổi, bên phải là giường, trang thư tình lựa chọn nhìn như không thấy không nói nhiều nếu không sẽ cảm thấy mất tự nhiên, nhưng mà lúc nàng đã đói đến mức không thể suy nghĩ được gì, đến đây ăn cơm trước ta không biết nên thụ sủng nhược kinh hay là nên cảm thán bạch công tử tâm tư thật chu đáo, trang thư tình ngồi xuống, dương mắt nhìn về phía nam nhân đang chia thức ăn ra chán cho nàng, đại khái là cảm giác được người che chở như vậy rất tốt, những thức khác ta thật cũng chẳng để ý như vậy, vốn là không cần để ý đến chuyện này người dù có nói hay không thì có sao quan hệ gì đến chúng ta đâu hai người bọn họ rốt cuộc là ai bị ai đồng hóa thật đúng là khó mà nói được chỉ là trang thư tình rõ ràng bản thân mình so với lúc trước dè dặt cẩn thận hiện tại bước chân nàng mại hơn rất nhiều hơn nữa gan cũng lớn hơn rất nhiều cũng không có gì là không tốt không phải sao ít nhất cuộc sống của nàng thật thống khoái cơm còn chưa có ăn xong đầu trang thư tình liền cảm thấy mệt mỏi dần dần ngủ mất đem người ôm lên trên giường để nam châu tiến đến hầu hạ bạch chiêm tự mình kéo xuống một mảnh ngăn cách hắn chiếm một nửa còn lại ở một nơi mà người dân không mấy lương thiện như vậy hắn nếu không tự mình trông chừng sẽ cảm thấy lo lắng nhưng rốt cuộc bạch chiêm vẫn tôn trọng trang thư tình bên ngoài gió thổi khiến cây cối rung động ớn lạnh nhất chính là tiếng gió rít bên ngoài mạnh mẽ như có thể rời núi lấp biển lều trại bị thổi có hơi nghiêng đi một chút trần nguyên dẫn người ra bên ngoài cố định lại mới bình thường như cũ nhưng dù có như thế trang thư tình cũng chưa từng tỉnh lại trời rất mau liền sáng khiến nàng lại mở mắt tiểu thư trời còn sớm người nghỉ tiếp đi nam châu ở bên giường trông chừng thấy trang thư tình chuyển người liền biết nàng sắp tỉnh lại thấy thế vội kéo xiêm y ngồi dậy lấy nước nóng vẫn còn trong ấm đổ ra chen rồi mang qua cho nàng uống bạch chiêm ở bên kia tai truyền đến thanh âm thế nào đã tỉnh rồi tối hôm qua ngủ sớm nên giờ đã ngủ đủ. Trang thư tình tuyệt không giật mình khi thấy hắn ở đây. Trên thực tế, giường chỉ có mình nàng nằm đã khiến cho nàng có chút ngoài ý muốn. Hiện tại là giờ nào? giờ dần canh ba quả thật còn sớm. Trang thư tình cũng không muốn huyên náo đến mọi người nên lại nằm xuống. Các ngươi cũng ngủ tiếp đi. Nhìn thấy nàng nằm xuống, Bạch Chiêm đang định sẽ trở về ngủ tiếp nhưng bên tai liền truyền thấy tiếng bước chân cùng với một tiếng ho khan là thay anh dương tử bạch chiêm xoay người đứng dậy không một tiếng động yên lặng ly khai khỏi lều trại công tử thanh dương tử thấy người vội đón lại đứa nhỏ kia nửa đêm sốt cao không giảm cho nó uống thuốc đều ói ra đêm nay sợ là chống đỡ không được nghĩ đến thư tình thật thích đứa nhỏ kia bạch chiêm lập tức nói người đi về lưu ý nhìn trước chúng ta sẽ lập tức tới ngay ai dạ bạch chiêm vừa đi vừa đem áo khoác mặc vào lúc trở về lều cũng không giấu tiếng bước chân trực tiếp đi đến bên giường nói đứa nhỏ kia sắp chống đỡ không được trang thư tình biến sắc lập tức ngồi dậy đeo giày vào nam châu cầm xiêm y đến lưu loát mặc vào cho nàng bạch chiêm cầm áo choàng chờ ở cửa thấy nàng đi đến liền nắm tay nàng đi ra ngoài bên ngoài chỉ một cảnh tráng xóa mênh mông thật sự lạnh lẽo nhưng bàn tay nắm lấy tay nàng thật là ấm tâm cũng liền dần dần an ổn nàng từng gặp qua nhiều tử vong loại cảm giác vô lực chỉ có thể nhìn thấy người bệnh tắc thở này không còn cách nào khác đã trở thành này thói quen hiện tại loại cảm giác này lại tới nữa cũng may, lần này không chỉ có một mình nàng là người đối mặt, nàng đã tận lực, đúng vậy, nàng đã tận lực, nàng không khiến bản thân mình thất vọng, dùng sức nắm tay của đối phương, trang thư tình bước nhanh hơn, mở cửa phòng, lộ ra chút ánh sáng, mấy người chạy nhanh vào, trang thư tình vượt qua những người khác đi lên trước, trầm tĩnh vừa hỏi tình huống vừa làm kiểm tra, đại khái giờ tí bắt đầu nóng lên, ta dùng phương pháp tiểu thư dậy để giúp hắn hạ nhiệt ngay từ đầu quả thật rất hữu dụng nhưng càng về sau người hắn càng giống như bị lửa thiêu sau đó cũng không có hạ nhiệt độ xuống không có đèn cường quang dùng trong phẫu thuật kiểm tra sợ là làm không được nhưng dựa vào độ nóng của cơ thể, thư tình đoán, sợ là khoảng 41 độ, nếu như không hạ nhiệt tiếp tục kéo dài như vậy dù có lưu mệnh lại sợ là cũng có di chứng về sau, chương 65, tìm nơi nương tựa còn có biện pháp khác có thể thay đổi tình hình không, trang thư tình liều mạng suy nghĩ, cách hạ sốt tốt nhất chính là truyền nước biển, nhưng hiện tại không có thiết bị và dụng cụ ngay chính cả nước biển cũng không có sức lực của một người quá yếu cho dù nàng dụng tâm chuẩn bị cũng cần phải dùng nhiều thời gian hơn dù có thể cũng là có hạn tuy là bạch chiêm thủ hạ nhiều nhưng vào một số tình huống lắc đầu đem ý tưởng không thực tế này ra khỏi đầu trang thư tình quay người hỏi nam châu có muối không tiểu thư là muốn muối thô không dùng được muối tinh được chế xuất có không nói hầu gái đi tìm thử xem nhanh lên đeo bao tay, trang thư tình nhìn hai vết thương cẩn thận, chỗ trên đùi bị nhiễm trùng, trên tay tốt hơn, nhưng cũng có chứng viêm, đúng rồi, tình huống mấy người kia như thế nào, thanh dương tử nhún nhún vai, tối hôm qua đã đem người để dưới gốc cây sau đó không để ý nữa bọn họ sợ chết, hô gọi người nhà nâng đi rồi, nếu không thì sẽ còn gào đến bây giờ, theo như ta thấy thì người trong nhà không tình nguyện nâng bọn họ đi, chật người một thôn này toàn là cực phẩm, nếu như thực đưa bọn họ về, theo như bản tính muốn sống của bọn họ muốn giữ được mệnh sẽ càng khó khăn. Trang thư tình sai người mở hộp gỗ ra, ngăn cuối cùng trong hộp có một bình rượu nhỏ ngươi cầm lại đây thanh dương từ rút nắp ra nhất hương rượu thơm bay ra rượu này thật thơm ta nếm thử một ngụm bạch chiêm nhanh tay chặn cái chai lại dù sao cũng chỉ có một bình nhỏ đại khái nhìn cũng có thể biết được số lượng không nhiều người cũng biết là rượu cực thuần không biết thư tình mất bao nhiêu khí lực mới làm ra được một chút như vậy cầm vài bông chấm rượu nhẹ nhàng ấn lên miệng vết thương trên cánh tay nơi có bong bóng nhỏ đang nổi lên lên. đứa nhỏ không tỉnh lại nhưng người lại đang run run không cần nàng phân phó thanh dương tử liền ấn lên người làm như thế rất đau không có biện pháp tốt hơn sao có chỉ cần ngươi có thể làm ra thuốc giảm nhiệt nó sẽ không cần chịu tội như vậy thanh Dương Tử có chút nhụt chí, hắn trước kia cảm thấy ở phương diện này bản thân mình không gì không làm được, nhưng đầu tiên là thuốc tê khiến hắn phải cúi đầu, sau đó ngay cả thuốc giảm nhiệt cũng chậm chạp không có tiến triển, hắn đang mất lòng tin với chính mình, kỳ thực còn có một biện pháp tuy rằng không so được với thuốc giảm nhiệt nhưng mà có thể giúp thương thế không chuyển biến xấu thanh dương tử theo bản năng liền hỏi là loại thuốc gì không phải thuốc trang thư tình lại chấm chút rượu cũng không có ngẩng đầu lên nhìn hắn tuy coi như là thuốc nhưng cũng không khó điều chế như vậy đầu tiên là cần một lượng muối, tốt nhất là muối biển, dùng những dụng cụ bên trong hộp để điều chế với nước cất theo tỷ lệ nhất định, sau đó dùng một ống kim rỗng ruột, đưa vào cơ thể, ở chỗ này, chỉ chỉ chỗ tĩnh mạch ở trên cổ tay đứa nhỏ, trang thư tình tiếp tục nói, nguyên lý tạm thời nói không rõ, đây hoàn toàn khác với loại chữa bệnh truyền thống của các ngươi, hơn nữa lúc điều chế cũng không có đơn giản như vậy nhưng mà hữu dụng, đúng, hữu dụng, hơn nữa, rất mau sẽ thấy hiệu quả, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ được phần ngọn không chỉ được gốc, thanh dương từ có chút đăm chiêu gật đầu, nó chỉ không hết chứng viêm, cho nên chỉ có thể giảm sốt, không khiến thương thế càng thêm chuyển biến xấu không sai biệt lắm thì đúng là như vậy trang thư tình nói chấn định không có người biết lòng bàn tay nàng đều đang toát mồ hôi cầm cái chai trong tay chặt một chút tránh cho nó rớt xuống công tử ta muốn chuyển đến chỗ của trang tiểu thư vừa nói xong không khí liền trầm mặc lời nói của thanh dương từ không khiến cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng nói xong lại nhíu mày bổ sung một câu bất quá các người đã sớm hay muộn cũng là một nhà dược liệu về sau ta cần công tử vẫn cung cấp cho ta được không tay trang thư tình run lên nắm chặt cái bình một chút đứa nhỏ hừ hừ hai tiếng chậm rãi mở mắt lời nói vừa nghe nhất thời đều ném ra sau đầu trang thư tình nhướng người lên phía trước ôn nhu hỏi thấy sao còn có nhận ra ta hay không đứa nhỏ nhìn nàng một hồi lâu rồi gật đầu không nói một câu khiến cho nàng không thể không xót xa tiểu đệ 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 tin ta không muốn rời đi nơi nơi này không, đứa nhỏ không chút do dự gật đầu, vậy tỷ tỷ liền mang đệ rời đi, nhưng mà đệ phải còn sống, mặc kệ có mệt hay không, trong bóng tối có cái gì hấp dẫn đệ, đệ cũng phải nghĩ chỉ cần đệ còn sống thì có thể rời đi nơi này nếu như đệ chết vậy cả đời cũng không thể ly khai có hiểu không đứa nhỏ cố sức suy nghĩ nửa hiểu nửa không gật đầu kỳ thực hắn chỉ nghe đã hiểu câu đầu tiên trong đầu hiện lên câu nói cả đời cũng không thể ly khai kia thương tiếc sờ sờ đầu của nó tỉ tỉ mang đệ nhìn thế giới bên ngoài tỷ tỷ còn có một đệ đệ, hắn lớn hơn đệ nhiều, khi đệ nhìn thấy hắn phải gọi là ca ca, hắn rất thích nghiên cứu học vấn, đến lúc đó tỷ tỷ sẽ nói hắn chỉ cho đệ đọc sách nhận biết chữ, có được không, nếu như đệ muốn đọc sách, tỷ tỷ cũng sẽ đưa đệ đến trường đọc sách, thấy tinh thần của hắn càng ngày càng không tốt lại cố gắng chống đỡ không nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy khái khao về tương lai nhìn nàng, chàng thư tình cúi đầu áp chế nước mắt đang muốn rơi xuống, âm thanh có chút kìm nén nhưng vẫn tiếp tục nói, ca ca mới 10 tuổi đã có thể đi thi, tỷ tỷ tin rằng hắn nhất định có thể đậu, hắn sẽ trở thành tú tài nhỏ tuổi nhất, để có biết tú tài là gì không, đứa nhỏ miễn cưỡng lắc đầu, để tỷ tỷ nói cho đệ, tú tài chính là người đọc sách, khi họ thấy quan không cần quỳ xuống, tô thuế trong nhà không cần phải nộp, tỷ tỷ đã tính hết rồi, chờ khi hắn đậu tú tài, tỷ tỷ liền mua trăm mẫu ruộng tốt rồi ngồi yên làm tiểu địa chủ, đến lúc đó đệ chính là đệ đệ của địa chủ và Tú Tài, bất kỳ ai cũng không dám khi dễ đệ, lúc trước trong nhà bên trên có hai ca ca một tỷ tỷ, dưới còn có hai đệ đệ, cha mẹ đau đại ca cũng sót tỷ tỷ và đệ đệ, nhưng lại không quan tâm nhiều đến hắn, cũng không quá thích hắn, hắn muốn được tỷ tỷ và ca ca quan tâm, so với việc được thỏa sức mà ăn đồ ăn ngon còn khiến hắn vui vẻ hơn, đứa nhỏ gật đầu rồi lại gật đầu, giống như là lo lắng biểu hiện của mình không được tốt, dùng hết khí lực lớn nhất của hắn để nói ra một câu, được nước mắt sốt cuộc nhịn không được lan xuống, rơi xuống mặt đứa nhỏ, hắn mở lớn mắt nhìn, cảm thấy vị tỷ tỷ trước mắt này thật sự rất xinh đẹp, so với những người hắn từng gặp qua cộng lại còn đẹp hơn nhiều, không, đau, không, khóc, trang thư tình cắn môi gắt gao nhịn xuống âm thanh nức nở ở cổ họng để không phải bật thốt ra hắn đang phát sốt theo như nàng thấy không chỉ có miệng vết thương đau đớn mà đầu còn có thể sẽ rất đau sẽ có cảm giác khó chịu trong người trên người không có một chỗ thoải mái người lớn còn chịu đựng không nổi đứa nhỏ như vậy càng phải ẩm ý không nghỉ nhưng hắn lại không có rơi một giọt lệ trái lại còn an ủi nàng đứa bé nhỏ như vậy sao có thể không khiến cho người ta. Cảm thấy thương tiếc, Bạch Chiêm từ phía sau ôm vai nàng, vỗ nhẹ từng chút từng chút, không tiếng động an ủi, mắt đứa nhỏ dường như sắp không thể khống chế mà nhắm lại, Trang Thư Tình vội vàng dùng sức nắm tay hắn không thể ngủ, nếu đệ ngủ thì sẽ không thể tỉnh lại nữa, nhất định không thể ngủ có biết hay không? Ân, đứa nhỏ nghe vậy lập tức nỗ lực trợn to mắt trang thư tình hối hận vô cùng, dựa vào người ở phía sau nghẹn ngào nói, nếu như ta đem theo loại nhân sâm lúc trước ở trên núi thì tốt rồi, nếu mang theo thì tốt rồi. Thanh Dương từ nghe vậy lập tức lấy từ trong túi ra, ta không có nhân sâm 500, chắc là 200 năm cũng được, đúng, chính là cái này Trang thư tình mừng rỡ, mau cho hắn ăn đi, đứa nhỏ đã không thể nuốt bất cứ thứ gì, thanh dương tử dùng sức nâng cầm của hắn để thuốc thuận lợi đi xuống, lại cho đứa nhỏ uống chút nước. Trang thư tình đem người hơi nâng lên một chút, dặn bên tai đứa nhỏ, không được nhổ ra chịu đựng, không được phun, đứa nhỏ rất khó chịu, những thứ vào bụng đều có cảm giác bài xích nhưng hắn nghe lời thì thì nói, ngậm miệng liều mạng chịu đựng, ít hầu vài lần dùng sức nuốt xuống, hắn không thể chết ở chỗ này, hắn không cần chôn ở chỗ này, hắn không thích nói chuyện, cha mẹ cho tới bây giờ cũng không thích hắn, ca ca đệ đệ cũng không thích hắn, hắn đã bị bán, hắn lập tức có thể rời khỏi nơi này, hắn không thể chết được tì thì nói nếu như hắn chết thì cả đời chỉ có thể ở lại chỗ này hắn không cần, bởi vì dùng sức răng đứa nhỏ ma sát đến rung lên khanh khách nhìn bộ dáng hắn nuốt thuốc xuống mà thống khổ như vậy, tầm mắt thanh dương từ chuyển đi chỗ khác, trang thư tình hát những bài thiếu nhi nhỏ nhỏ bên tai hắn, hy vọng có thể giúp đứa nhỏ giảm bớt thống khổ, cho dù chỉ là một chút trợ giúp nhỏ, cũng tốt rồi, tiểu thư, người xem, cái này có thể dùng được không, nam châu rốt cục một đầu đầy mồ hội, cầm theo một hộp nhỏ đi vào, dùng thìa gỗ mốc một chút muối trắng đưa đến trước mặt trang thư tình trang thư tình liếm một chút không thấy đắng nhìn màu sắc quả thực đúng rồi chủ yếu là đứa nhỏ giống như đã chống đỡ không nổi nữa hay là dùng cái này ngăn cuối cùng dưới hòm thuốc còn có một lọ thuốc chưa có sử dụng dùng cái kia cho hai thìa muối như vậy vào mau một chút vâng lúc này trời đã sáng hẳn thời gian qua lâu như vậy nhưng nàng lại cảm thấy thật chậm sao nàng lại có loại cảm giác như vậy tận lực tỉnh táo dùng nước muối tẩy trừ miệng vết thương thanh dương từ cũng không keo kiệt nén đau lòng dùng lọ thuốc tốt nhất của mình lại dùng rượu trà lau trên người để giúp hắn hạ nhiệt trang thư tình tận dụng biện pháp cuối cùng nàng có thể dùng tới, thậm chí cho đứa nhỏ một chút máu, cũng không biết là lão thiên gia rốt cục đã mở mắt, hay là ý chí đứa nhỏ kiên cường, tâm kiên định không muốn rời đi nhân thế, nhiệt độ chậm rãi giảm xuống, tuy rằng còn hơi chút nóng, nhưng so với lúc trước còn tốt hơn rất nhiều, vỗ đứa nhỏ ngủ trang thư tình ngồi xổm xuống, lúc này nàng cười nhưng lệ đã rơi xuống, không có người bác sĩ nào lại hy vọng bệnh nhân chết trong tay mình, có thể lưu lại một sinh mệnh đối với bọn họ mà nói so với cho bọn họ tiền thưởng còn khiến bọn họ vui vẻ hơn. Bạch Chiêm cũng trầm tĩnh lại, ôm lấy người ngồi xuống, ý bảo Trần Nguyên đem đồ ăn đưa vào, hiện tại có thể ăn được một chút rồi chứ, thật đói, Trang Thư Tình thật sự rất đói bụng, uống xong hai chén cháo ngay cả nâng đầu dậy nàng cũng không muốn, Bạch Chiêm lột một quả trứng gà đưa tới tay nàng đồng thời tiếp nhận bát của nàng đi lấy chén thứ ba ăn quả trứng gà này cũng cảm thấy no rồi trang thư tình buông bát lắc đầu cắn lòng trắng trứng vào miệng nhìn về phía thanh dương từ đang vừa ăn vừa vây quanh đứa nhỏ nói lúc nãy tại sao ngươi nói muốn đi theo ta rốt cục đã nhắc tới vấn đề này tinh thần thanh dương từ nhất thời tỉnh táo đặt mông ngồi xuống dũng cảm biểu đạt ý nghĩ của mình trang tiểu thư người xem a à, ta có thể điều chế thuốc người lại có thể cho ta ý tưởng về những loại thuốc trước giờ ta chưa từng làm ra cái này không phải là ông trời tác hợp cho ai u ông trời tác hợp cho sao công tử ngài biết ý ta không phải ta không có cái ý kia dù ta có tâm cũng không có gan đi làm a à, có tâm bạch chiêm ngầm nhìn hắn loại tâm nào công tử tha mạng thanh dương từ hận không thể khâu cái miệng mình lại giờ thì tốt rồi a à hắn chết chắc chương 66, quan đến, người đi sau khi ăn xong quả trứng gà bạch chiêm đưa, trang thư tình nhìn thanh dương tử, nơi của ta không có điều kiện tốt như ở bạch phủ, ngươi thực nguyện ý đến, toàn bộ đại chu cũng chỉ có một bạch phủ, dù ta điều chế ra bao nhiêu dược, dù cho những dược liệu đó không sử dụng đến, công tử cũng chưa bao giờ ngừng cung cấp nguyên liệu cho ta, thanh dương tử cảm thán một câu, đời này của ta làm được hai chuyện ta thấy đúng đúng đắn nhất một là bái sư phụ của ta làm thầy còn chuyện thứ hai chính là có thể đi theo công tử ta tin tưởng quyết định hiện tại của ta chính là quyết định chính xác thứ ba trong đời này trang thư tình uống trà xua bớt đi vị của lòng đỏ trứng trong miệng nhìn về phía nam nhân bên cạnh tuy đang ăn trứng gà nhưng thái độ vẫn yêu nhã như trước ta tất nhiên là cầu còn không được nhưng không biết công tử có nguyện ý thành toàn hay không ăn xong hai muỗng cháo cuối cùng bạch chiêm lau miệng đứng dậy nói thanh dương tử đã theo ta mấy năm nhưng chỉ có một câu nói duy nhất của hắn hợp lòng Ta nhất không cần nghĩ nhiều câu nói vừa rồi vẫn in trong đầu hắn hai không có biện pháp thật sự là ấn tượng quá sâu khắc dù sớm hay muộn chúng ta cũng trở thành người một nhà theo ta với theo nàng có khác nhau chắp tay sau lưng nhìn về phía thanh dương tử đang cố gắng kìm nén nụ cười vui sướng bạch chiêm khó có khi ôn hòa như vậy vẫn giống như trước ngươi cần làm loại thuốc gì cứ nói với trần nguyên là được hắn không dám ăn bớt của ngươi dụng tâm mà làm cho được loại thuốc nàng muốn toàn bộ được liệu ngươi đều có thể sử dụng thanh dương từ nhếch miệng công tử nói chuyện cho tới bây giờ đều giữ lời điểm ấy ta chưa từng hoài nghi nhẹ liếc hắn một cái bạch chiêm đi ra cửa hắn đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài lâu như vậy người nên đến cũng phải đến trang thư tình cúi đầu cười cười rất thuận lợi như dự kiến trong lòng nàng giống như đã sớm nhận định chỉ cần là thứ nàng muốn hắn nhất định sẽ cho nàng thời gian ngắn vậy thế nhưng lại khiến nàng sinh ra loại nhận thức này là cuộc sống của nàng quá tịch mịch hay thủ đoạn của đối phương quá cao nam nhân này là người luôn nói được làm được mỗi một việc đều ấm đến tận lòng nàng nàng là không có thói quen dựa vào người khác nhưng bậy giờ nàng lại nguyện ý khiến cho nó trở thành thói quen, cho dù chỉ có được trong một đoạn thời gian, cũng tốt rồi, chờ khi ta trở về lãnh sơn huyện, thì ngươi liền chuyển qua đây đi, thanh dương tử, không không không, trang tiểu thư, công tử đã sớm nói tòa nhà kia chỉ có công tử và nữ tử mới có thể vào, còn những người khác, cửa lớn cũng không được mở, mân mân tóc, trang thư tình cảm thấy quy củ như vậy cũng đúng, vậy ngươi tiếp tục ở bạch phủ so với lúc trước có gì khác nhau? Trang tiểu thư người yên tâm, công tử sẽ có an bày. Công tử còn hận không thể đem toàn bộ bạch phủ tự mình dâng lên cho ngài. Chút việc nhỏ ấy còn không phải thuận tay liền có thể giải quyết sao? Ngắm nhìn bên ngoài, thanh dương từ nhíu mày, có người ồn ào ở bên ngoài ta đi xem bên ngoài lúc này quả thật rất náo nhiệt công sai vây quanh một nam nhân mặc quan phục hùng hồ từ cửa thôn tiến vào nhìn thấy hồ đực và hồ cái chẳng những không lùi ngược lại chỉ huy người phía sau nhanh chóng tiến lên phía trước đem hai con hồ bao vây lại hắn hôm nay đến đây không phải đến tìm hồ động vật tuy đối với con người có ác cảm nhưng lúc này chúng đã mệt hổ cái vất vả mới tìm về được đứa nhỏ của nó nên tận lực che chở hổ được đứng lên gầm rú thị uy liên tục thong thả bước quanh vòng vây đang bao lấy nó nó đi tới chỗ nào người nơi đó liền lui về phía sau tuy là nhiều người nhưng cũng không dám tiền về phía chúng nó nam nhân mặc quan phục nam hừ một tiếng thẳng hướng đi đến chỗ bạch chiêm hắn biết mình sẽ không tìm lầm người có một số người vừa nhìn liền biết là người ở trên cao nhưng nơi này là đan dương huyện là địa bàn của hạ lập dương hắn người nếu hoàng thân quốc thích là người có liên quan trong thế gia đại tộc trăm năm tất nhiên hắn sẽ không dám chọc đến nhưng một nơi nghèo nàn như vậy đến hắn làm huyện lệnh cũng không mấy quan tâm lắm như thế nào lại có người như vậy xuất hiện hắn muốn nhìn là loại người nào lại có thể đến đây phách lối nghĩ đến nhi tử vẫn còn nằm ở trên giường kêu rên cơn tức của hắn càng đè nén không được ngươi là người rảnh rỗi không việc gì làm nên đi chõ mõm vào việc người khác khác đó sao, cách đối phương vài bước, hắn đứng lại nghiện đầu ngẩng cầm hỏi, Trần Nguyên nghĩ thầm, loại người như công tử, nhìn thôi cũng muốn trốn đi thật xa nhưng đằng này hắn lại muốn chọc vào, người không có nhãn lực như vậy lại có thể làm đến chức huyện quan phụ mẫu, thấy hắn nghêu ngao như vậy rõ ràng đã nghiễm nhiên coi nơi này thành địa bàn của mình, nên muốn đến xưng vương, nhưng người trước mắt hắn đây mới thực sự là đại vương, bạch chiêm phùi phùi áo choàng, không chút để ý nói ra lời hất nhẹ nhàng, còn có thể tới nơi này phát tác uy phong, xem ra con trai của ngươi chưa có chết, trần nguyên thế này mới nhớ tới việc mà hôm qua mình còn chưa báo, liền tiền lên phía trước, cúi người báo lại, đêm qua tam từ trở về, nói người kia bị bỏng lưng và mặt tuy rằng bị thương không nặng nhưng khẳng định sẽ lưu lại dấu. Các ngươi, hạ đứng dương nhất thời cảm thấy mất mặt người tới, người tới, bộ khoái phía sau mặc công phục đỏ sậm, rát ấn đao ở thắt lưng tiến lên, còn chưa có đem người vây lại đã bị một lực lớn, lấy tốc độ cực nhanh tiến đến, đánh bay ra ngoài, lớn mật lớn. Mật, ngay cả công sai triều đình mà các ngươi cũng dám động thủ, bản quan có thể đem bọn ngươi các ngươi xử quyết ngay lập tức." Hạ Đứng Dương lui ra phía sau một bước, đánh, bất luận sống chết, Bạch Chiêm xoay người rời đi. Hạ Đứng Dương còn tưởng rằng hắn sợ, đang muốn nói lời châm chọc thì lại đột nhiên ngây người, những tên thuộc hạ của hắn bình thường giúp được rất nhiều việc nhưng hôm nay là bị người ta coi thành bao cát, đánh cho không ra hình người, một cước lại một cước, từng người lại từng người bị đánh cuối cùng những người kia đều đồng loạt bị đá về phía hắn muốn tránh đã chậm bị người thứ nhất đè lên hắn chỉ đau một chút đến người thứ hai hắn đã cảm thấy hô hấp hơi gấp sau đó thì thở thôi cũng khó khăn người thứ tư thứ năm thứ cả quá trình cũng chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của hắn sau đó không còn tiếng động, đại nhân, đại nhân, Trần Nguyên vỗ vỗ bà vai tam tử chỉ tay khen ngợi, nhân lúc tâm tình công tử nhà ta hiện đang rất tốt, nhanh chóng lăn hết đi, chúng bộ khoái nhìn về phía bọn họ, bộ đầu nhanh chóng lau máu đang còn chảy trên mũi, giống to nói, rút, người nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt trong thôn lại an tĩnh lại, bình thường ở Đan Dương huyện này, bọn họ muốn như thế nào liền như thế nấy hôm nay lại chạm phải gốc cây cứng rắn như vậy dù cho bọn họ đã đem toàn bộ mấy trăm công sai của nha môn đến nhưng không nghĩ tới là một chút tiện nghi cũng không chiếm được đám người trong thôn từ khe cửa nhìn lén ra rồi lại đóng kỹ cửa lại vốn đang có chút ý kiến để khiếu nại những người đến làm phiền nơi ở của bọn họ nhưng ngay cả quan lão gia cũng bị đánh chạy bọn họ không thể trêu vào trang thư tình chỉ đứng ở cửa nhìn một màn vừa rồi kia đợi bạch chiêm đến gần liền hỏi huyện lão gia đại khái là vậy bạch chiêm nhìn nhìn phòng trong tình huống như thế nào đứa nhỏ sao còn chưa tỉnh xoay người vào nhà trang thư tình cũng không hỏi thêm chuyện bên ngoài ta muốn mang đứa nhỏ này đi vậy thì mang đi đã bị vứt bỏ ở tại chỗ này cũng dư thừa hiện tại liền đi ta quả thật không thích ở này trời vốn đã lạnh nơi này lại càng khiến tâm ta cảm thấy lạnh lẽo chỉ là đứa bé đang bị thương không thể cưỡi ngựa ta nói người đi chuẩn bị xe ngựa nghĩ có thể rời khỏi nơi này trang thư tình lập tức có chút vui vẻ tuy rằng hiện tại thư hàn đã xuất phát nhưng ở nơi này nàng thực không thoải mái bất quá thanh dương tử người đi xem tình huống vài người bị thương ngày hôm qua kia như thế nào có xuất hiện những phản ứng khác hay không nếu có người miệng vết thương bị cảm nhiễm đem phương pháp này nói cho gia đình bọn họ biết thanh dương tử đang ngồi xổm quan sát cái hộp gỗ đựng thuốc và dụng cụ trước mặt nàng, nghe thấy nàng nói như vậy vội đứng lên, đi tới cửa lại lui về sau, "Trang tiểu thư, có thể giúp ta làm một cái hộp như vậy được không? Dùng để đựng thuốc của ta, như vậy nhìn sẽ gọn hơn so với việc gói lại như thế này." Thanh Dương Tử nhìn cái gói to mang theo người kia có chút ghét bỏ khẩy khẩy, bên trong có 10 loại túi nhỏ khác, nhưng không so được với cái hộp gỗ này. Trang thư tình sảng khoái gật đầu, Thanh Dương Tử vui vẻ quay người đi, đến lúc lúc về so với dự đoán thì có chút chậm, làm sao vậy, ân, trang thư tình đứng dậy, người thấy có họ có giống như bình thường không, thanh dương từ trà sát mặt, ta tự nhận mình không phải là người lương thiện gì mấy mặc dù sư phụ không phải thân thích của ta nhưng ta thật sự rất kính trọng người khi người bị bệnh ta cam tâm tình nguyện chay trước chạy sau hầu hạ người lúc người ra đi ta khổ sở muốn cùng đi theo người cho rồi tránh cho người sang thế giới bên kia cảm thấy không quen hay là lúc tiếp xúc với những người xa lạ ta cũng có thể chiếu cố ít nhiều ngay cả người như ta mà cũng có thể như vậy thế nhưng sao những người này lại có thể mất nhân tính như vậy vì sợ người thân liên lụy đến bản thân mà giết chết họ mắt trang thư tình theo bản năng nhìn về phía bạch chiêm trên mặt toàn là mờ mịt ngay từ đầu có phải nàng không nên cứu những người này hay không ngay cả khi chết dưới móng hổ còn tốt hơn chết ở trong tay chính người thân của mình bạch chiêm đứng ở phía sau nàng để nàng dựa vào không tức giận sao thân thể đều lạnh sợ là hôm qua trở về không bao lâu thì là hắn kiên trì đưa người trở về để để cho gia đình chiếu cố Thanh Dương từ không biết là mình sai hay là hắn không ngờ tới tâm của bọn họ có thể ngoan độc được như vậy đó là cha hắn là người cho hắn một nửa sinh mệnh không phải những người không cùng huyết thống cũng không phải người ngoài ba người khác như thế nào còn sống ăn cơm lạnh uống trà lạnh đắp chăn lạnh tinh thần còn không có tốt như hôm qua chúng ta đi thôi rời khỏi nơi này trang thư tình đột nhiên mở miệng bình tĩnh lộ ra chút sắc bén đi đến hộp dụng cụ của mình lấy ra một mảnh vải đem tay đứa nhỏ lại buộc lại ở trước ngực đi chậm một chút hẳn là không sao thanh dương tử nhìn thấy công tử gật đầu liền lập tức đi ra ngoài truyền lời hắn cũng không muốn ở lại nơi này bạch chiêm đè tay thư tình lại ý bảo nam châu đi giúp đứa nhỏ thu thập tốt hắn lôi kéo người ra khỏi phòng không phải tất cả mọi người đều giống như nơi này chứ còn không thì chỉ có nơi này xảy ra vấn đề ta biết trang thư tình nhìn cái không khí trầm lặng ở nơi này nếu như toàn bộ người trên đời đều trở nên như vậy thì có lẽ ta cũng không có khả năng rời khỏi khỏi trang gia chỉ là tâm thật lạnh sống ở nơi này lâu như vậy ta sợ ta sẽ bị ảnh hưởng cũng sẽ trở thành loại người như bọn họ nàng sẽ không bạch chiêm nắm thật chặt áo choàng của nàng không thích nơi này vậy thì rời đi cũng giống như khi rời đi trang gia vậy không chờ bọn họ thu thập xong lều trại, Bạch Chiêm mang theo một số người ly khai trước, lúc về nhiều hơn một hải tử, cùng với ba con hổ lớn nhỏ, đi theo đường lúc trước, dọc theo đường đi, Trang Thư Tình đem bản thân dựa vào cơ thể ấm áp phía sau, chuyện gì cũng không nghĩ, nàng không muốn bản thân làm chuyện dư thừa, như vậy cũng giống như đang phủ quyết hoàn toàn chính mình, cho nên cái gì cũng không cần nghĩ. Không phải tất cả mọi người đều như vậy chỉ là người ở nơi này có vấn đề, đúng, chính là như vậy, chương 67, ta là đại phu, như vậy là đủ rồi trở lại căn nhà quen thuộc của mình, tay cầm chén trà, hương trà hương nức mũi, uống vào một ngụm, trang thư tình hít thật sâu rồi thở ra một hơi, bạch chiêm tiếp nhận lò sưởi tay nam châu đưa tới đưa tới, kẹp vào giữa hai tay cầm lấy ấm trà, thêm giúp ta, vẫn là trong nhà thoải mái, trang thư tình đem lò sưởi tay nho nhỏ dán vào ngực không có gì là không tốt ta có năng lực có thể cứu chữa người khác nhưng không có nghĩa vụ nhất định là phải cứu ai ta muốn cứu tất nhiên sẽ liều mạng dốc toàn lực nếu như bản thân bệnh nhân đó không muốn sống ta cần gì phải xen vào việc của người khác lúc đó còn không bằng cân nhắc cân làm thế nào để nâng cao y thuật của mình ta còn tưởng rằng nàng sẽ nghĩ nhiều ta nguyên bản cũng cho là như vậy trang thư tình cười nhưng mà lúc này so với bất kỳ thì thời điểm nào ta đều cảm thấy thoải mái cũng không cần phải nghĩ nhiều những chuyện không cần nghĩ, ta chính là đại phu, như vậy là đủ rồi, mặt bạch chiêm cũng nhiễm lên ý cười yếu ớt, chỉ bằng vài người này thì có thể làm được cái gì, nói chuyện cùng ta còn có chút hữu dụng hơn, ta cũng cảm thấy như vậy. Về sau ta sẽ không khách khí, trang thư tình nháy mắt mấy cái, chủ động lấy lòng châm thêm trà cho bạch chiêm, nàng đã chiếm không biết bao nhiêu tiện nghi của người ta, vậy thì phải chiếm nhiều một chút, nhưng chỉ có một người duy nhất này, mới có thể dung túng nàng làm vậy, nàng vốn là không phải linh hồn của thân thể này, cần gì đem bản thân mình dập vào khuôn khổ, thư hàn đã xuất phát, ta không muốn chậm trễ thêm nữa, chờ đứa nhỏ tốt một chút liền đuổi theo, chỉ là con hổ con kia, trang thư tình có chút buồn giàu nhíu mày, để ở nhà thì không có người chiếu cố, nếu đi lại nhiều sợ là vết thương sẽ bị nhiễm trùng, mang theo trên người cũng không thích hợp, làm sao bây giờ vết thương nặng lắm sao ân bị bỏng vốn nhiều phiền toái huống chi tiểu gia hỏa kia cơ hồ toàn thân đều bị bỏng, cũng may là thời tiết như vậy, nếu như là mùa hè, ta sợ chỉ đành thúc thủ vô sách, cũng may mắn nó là hồ, về sau lông sẽ mọc ra che được hết, sau khi lớn lên vẫn là bách thú chi vương uy phong lẫm liệt, nếu là người, đốt thành như vậy thì thật sự là sống không bằng chết, nếu như nàng lo lắng thì mang nó theo đi, dù sao hai con hổ kia cũng tin nàng, hắn thấy động vật đa nghi như loài hổ nhưng lại chủ động giao ra đứa nhỏ cho mình bản thân còn không đi theo loại tín nhiệm này là yên tâm từ trong đáy lòng cũng trách không được trong lòng thư tình không thoải mái tân tân khổ khổ cứu người nhưng lại không một người đến cảm tạ cũng liền thôi còn kém chút không chỉ vào nàng mà mắng nàng xen vào việc của người khác còn dã thú lại nguyện ý đem đứa nhỏ phó thác cho nàng người ở phương diện này thế nhưng còn không bằng xúc sinh đừng vì một chút chút việc nhỏ mà hao tổn tinh thần, không đáng giá, bạch chiêm giống như đang an ủi đứa nhỏ sờ sờ cái ót nàng, ta mua tòa nhà bên cạnh, khoảng thời gian chúng ta không ở đây sẽ cho người đến dọn dẹp một lượt, ở tòa nhà đó mở một đạo quán, về sau lui tới cũng tiện hơn, chàng thư tình liếc mắt nhìn hắn, là tiện cho ai, tiện cho ta, hừ, bạch chiêm nâng cằm lên cười, yên tâm, chỉ có ta dám đi đến đó. Đương nhiên, nàng tùy thời cũng có có thể đi qua, đem bạch phủ chuyển qua đây, một ít thôi, những người đó rất ẩm ý, ép bọn họ ở lại trong phủ là được, hiệu thuốc của thanh dương tử sẽ chuyển qua đây, có nàng chỉ hướng cho hắn cũng tốt, hàng tháng chỉ cần bỏ ra chút dược liệu cho hắn là được, nghĩ đến tính tình thanh dương tử, trang thư tình nhịn không được cười, hắn làm cho ta loại thuốc gì, làm sao có thể bán ra bên ngoài, hiệu thuốc của hắn bình thường không có người đi vào, làm sao có thể ra ngoài bán, lại nói, có một số thuốc cũng phải ai cũng dám mua thuốc tráng dương này hình như là loại có thể dùng được nhất, hắn toàn cầm đến hối lộ người trong phủ, nhất là Trần Nguyên, dược liệu cung cấp đủ, để hắn tự làm, cũng không yêu cầu hắn tạo ra lợi ích, cũng trách không được thanh dương tử nói đi theo ngươi là việc thứ hai mà cả đời hắn cảm thấy đúng đắn, người khác thiếu nhưng ta không thiếu, nàng cũng có thể yêu cầu như vậy, Ta cũng không phải không làm được, khí phách nam nhân này rất xoái a, à, mắt Trang Thư tình sáng lên, sẽ không buông tay nửa đường, sẽ không, sẽ không bởi vì ta muốn thứ gì đó quá mức quái dị mà cự tuyệt, sẽ không, vỗ tay giữ lời bạch chiêm không chút do so dự giơ tay phải lên lòng bàn tay hướng về phía nàng chát ta muốn một cây kim rỗng ruột nguồn ống tiêm có thể chứa nước còn có bộ dụng cụ này nữa để ta vẽ cho ngươi xem trang thư tình đem giấy bút cầm đến căn bản không cần nghĩ cũng chưa hề nói lời miêu tả đã đặt bút xuống vẽ giống như mỗi một dạng đều rất quen thuộc với nàng bạch chiêm nhìn những thứ có hình thù kỳ quái này không có hỏi nhiều một chữ hắn cũng không biết những thứ này có gì không đúng thiên hạ rộng lớn trí tưởng tượng của con người là vô hạn dù có chút đặc thù nhưng hắn trải qua nhiều cũng không tính ngạc nhiên so với cái này hắn càng nguyện ý đem tâm tư dùng ở nơi khác tỉ như làm thế nào để xích lại nàng gần hơn một chút thế nào khiến nàng có thể theo bản năng mà dựa vào mình làm thế nào để đem những thứ nàng muốn đưa đến trước mặt nàng hắn không cần giống như mẫu thân im lặng chịu đựng đến khi chết cũng không cần giống như phụ thân có hậu cung ba ngàn giai lệ, lại có thể ở trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào ngài vừa mắt nói vài lời chi tâm, người hắn muốn, chỉ có một hắn muốn thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy người, có thể sờ được khóc là khóc cười là cười, bất kỳ cảm xúc đều hiện hết ở trên gương mặt cùng ngủ trên một giường, ăn cùng một mâm, đến khi chết đi cũng có thể nắm tay nhau bước vào quan tài cùng yên nghỉ, chỉ như thế mà thôi, hắn có thể có được cũng chắc chắn có thể làm được vẽ tranh xong, trang thư tình ở mỗi một bức họa viết lên yêu cầu của nàng, nói chỉ cần có thể làm được theo yêu cầu bên dưới, những bộ phận khác cũng có thể cai biến một chút, không chừng làm ra được càng tốt hơn nữa, nhưng nếu thật sự không thể làm thì cũng không cần bắt buộc, bọn họ sẽ làm được bài chiêm cầm lấy một bước lên nhìn kỹ, trong lòng sinh ra vài phần chờ mong, nếu như hắn có thể đem mấy thứ này đưa đến trước mặt thư tình, nàng nhất định sẽ cười đến thật vui vẻ, nam châu điểm chân tiến vào bẩm báo tiểu thư, đứa nhỏ đã tỉnh dậy, nói muốn gặp ngài, trên thực tế là vừa mở mắt liền đi tìm người, nếu không phải nàng ngăn lại, đáp ứng sẽ dẫn người đến đến trước mặt hắn, chắc đứa nhỏ này sẽ chạy đi tìm khắp phòng, rốt cục đã tỉnh dậy, gia tăng tốc độ để vẽ xong bước cuối cùng, trang thư tình buông bút trong tay đi đến căn phóng phía tây, bạch chiêm đem nét mực hong khô cầm từng bước trong tay, cũng vội vàng đi theo, vừa vào phòng chợt nghe thấy thư tình đang nhẹ giọng nói chuyện, còn có chút sốt nhẹ, miệng vết thương bị nhiễm trùng nhưng đã ổn rồi, nam châu, em nói dụ nương tử nhưng lúc rảnh rỗi thì làm nhiều muối một chút, càng tinh tế càng tốt, đúng rồi, lúc mua muối thì hỏi một chút có muối biển hay không, là muối biển thì càng thích hợp. Vâng, ánh mắt đứa nhỏ đi theo bước đi của Trang Thư Tình, khi tỉnh lại trong một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn cảm thấy rất hoảng hốt cho rằng mình đã bị ném đi, nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy vị tỷ tỷ xinh đẹp này mới cảm thấy an tâm, đang đánh giá phòng ở, hắn liền cảm thấy bản thân mình thật sự là rất ngốc, trong nhà hắn nghèo chung quanh gió lùa lạnh ngắt, nơi nào có thể tốt như vậy, thích không, theo Nam Châu chuyển đến ghế tròn ngồi xuống, trang thư tình chờ hắn nhìn một vòng mới cười tủm tìm hỏi, đứa nhỏ rất thành thật gật đầu, vậy về sau đệ liền ở nơi này được không tiếp tục gật đầu chỉ có người thân của tỷ mới được ở nơi này đệ nguyện ý không lần này đứa nhỏ thành thật gật đầu giống như gà mổ thóc vừa nhanh vừa vội mũi trang thư tình có chút sót tươi cười càng thêm ôn nhu tỷ tỷ cũng không để ý tên trước kia của đệ là gì bây giờ đặt cho đệ một cái tên khác được không được tên trước kia hắn cũng không muốn dùng bọn họ đã bỏ rơi hắn hắn cũng không cần có quan hệ cùng bọn họ trang thư thư tình quay đầu, nhìn về phía nam nhân đang dựa ở cửa ta nghĩ không ra tên nào tốt ngươi đặt thử xem, bạch chiêm đi tới đứng sau lưng nàng, giống như một chỗ tựa có thể tùy thời cho àng dựa vào cùng họ với nàng sao, đệ đệ ta đương nhiên theo họ ta, vậy thì tên là thư hàng đi, trang thư tình quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ, trấn an cười với đứa nhỏ tỷ không để ý đến những chuyện trước kia, đứa nhỏ hắn rất hiểu chuyện, về sau nhất định sẽ giống như ta và thư hàn vậy thư hàng đi đưa tay khoát lên Vài thư tình, Bạch Chiêm nhẹ nhàng nắm lại, như vậy đổi lại, gọi là trang thư cố đi, cố, đã có ý là chiếu cố, cũng có nghĩ là bỏ qua mọi chuyện cũ, rất tốt, trang thư tình quyết định, vậy quyết định là tên này đi, lúc trở về thuận tiện đem tên của hắn nhập vào gia phả, trang gia có thể đồng ý không, ta và thư hàn được đưa lên làm con thừa tự vào một nhánh đã tuyệt hậu, bọn họ tuy là tôn, nhưng cũng không thể đứng ở trên đầu chúng ta vung tay múa chân thuyết giảng đạo lý quyết định mọi chuyện còn nữa Bây giờ Thư Hàn mới 10 tuổi đã có thể đi dự thi, nếu có kết quả, bọn họ cũng sẽ cố kỵ một hai, đạo lý khi già không khi trẻ này chắc bọn họ hiểu, trang thư tình có tin tưởng này, Bạch Chiêm tất nhiên lại càng không đem bọn người kia để vào mắt, khi nào thì đi, qua ba ngày nữa sẽ đi, tình trạng này của Thư Cố, nếu như nguyên nhân là hắn thì cũng không cần quá lo lắng, một đường ngồi thuyền, sau đó đi xe ngựa, hắn sẽ không bị thương, trang thư

vậy lại trì hoãn lại một ngày, ngày sau xuất phát, ngày kế, trang thư tình đi tới nơi của hồ con, hồ đực và hồ cái cách đó không xa, sau khi bạch chiêm huyết một tiếng thì rất nhanh sau đó liền bước ra từ rừng rậm, trang thư tình ôm hồ con đi ra trước, hồ đực và hồ cái đồng loạt ngồi xuống trước mặt nàng, ta muốn xa nhà một chuyến, có khả năng một tháng sau mới có thể trở về, nếu các người yên tâm, ta sẽ mang nó đi theo, nếu như không đồng ý, các ngươi có thể giữ nó bên người, ta sẽ an bài một người đến đây thay thuốc cho nó mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc để nó thương. Hổ đực và hổ cái cọ cọ đầu hổ con, dùng hành động biểu đạt tình thương của nó. Lúc mọi người đều cho rằng chúng muốn lưu đứa nhỏ lại, thì hổ mẹ mang đứa nhỏ đẩy vào lòng Trang Thư Tình, cúi đầu gào thét. Trang Thư Tình ôm lấy con hổ, bộ dáng bây giờ của nó không khác gì chú mèo con, các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ bảo vệ nó tốt đến lúc về sẽ trả lại một đứa nhỏ hoạt bát cho các ngươi giống ta sẽ nỗ lực không khiến các ngươi thất vọng vì đã tín nhiệm chúng ta đứng dậy trang thư tình thử thăm dò sờ sờ đầu hai con hổ chúng nó đều không có ý né tránh lúc rời đi toàn thân bị quấn vải bông hổ con mệt mỏi hừ hừ gọi hai tiếng như là nói lời từ biệt sáng sớm ngày kế đoàn người xuất phát đến khê thủy trấn chậm hơn hai ngày so với trang thư hàn bạch chiêm ít khi dẫn theo nhiều người ra ngoài như vậy Việc này cũng là nhờ Trần Đại Tổng Quản nói với hắn, vì đến nhà mẹ đẻ của Trang Tiểu Thư, tình cảnh trước kia của Trang Tiểu Thư lại không mấy tốt, tuy rằng tộc nhân không có bài xích tỷ đệ bọn họ, nhưng cũng không nhất định sẽ đối đãi quá tốt, cái này là để phô trương thanh thế, mặc kệ những người đó có tâm tư gì, đối với tỷ đệ hai người cũng phải xem trọng hai phần, nói không chừng ở Trang gia cũng có thể giúp cho Trang Thư cố một phen, cũng không khiến cho Trang Tiểu Thư tốn nhiều tâm tư, nghĩ đến những chủ ý gần đây của Trần Nguyên đều dùng rất tốt, Bạch Chiêm thoải mái đồng ý, chương 68, trở về trang gia thuận buồm xuôi gió giữa trưa ngày thứ ba liền đến lãnh sơn huyện trang thư tình ở trên bến tàu nhìn chung quanh trong lòng lại cảm thấy hưng phấn là lạ, lạ hai chữ quê nhà này thật sự chất chứa cảm tình quá nhiều cũng quá sâu tuy nàng đối với nơi này không có nhiều ấn tượng cũng không có bao nhiêu ký ức vui vẻ nhưng khung cảnh trước mắt vẫn khiến nàng hoài niệm thương nhớ thật nhiều đang nghĩ gì thấy gió trên bến tàu càng lúc càng lớn bạch chiêm khoác áo choàng kéo mũ chùm cho nàng lúc ta rời đi nơi này trong lòng cảm thấy rất uất ức ta tự nói với mình ngày trở lại phải thật vinh quang và vui vẻ khiến cho trang trạch lương biết quyết định của hắn sai lầm rồi muốn để cho trần kiều nương phải dập đầu bồi tội trước mộ nương ta để cho họ ngưỡng mộ nhìn cuộc sống của tỷ đệ ta tốt hơn họ nhiều khiến cho họ phải ghen tị lại hận không thể bằng tỷ đệ ta cho họ thấy rõ tỷ đệ ta có thể làm chuyện mà họ cho là không thể đến lúc đó ta sẽ khoái hoạt rời đi nhưng không nghĩ tới lại trở về đây nhanh như vậy không có áo gấm vinh quy tâm tình cũng không được vui vẻ bọn họ sẽ hối hận ta cũng nghĩ như vậy nàng từng ngồi xe ngựa này của bạch chiêm vài lần bây giờ nhìn qua một vòng trang thư tình khó nói nên lời chỉ cần yêu cầu thấp một chút thì ở lãnh sơn huyện cũng có thể thuê được xe ngựa tốt cần gì phải phí nhiều tiền của và tâm sức như vậy đoàn người không trì hoãn nhiều ở thị trấn trực tiếp đi tới khê thủy trấn về phần chiếc xe ngựa này ở lãnh sơn huyện gây ra bao sóng to do gió lớn cũng không liên quan đến bọn họ khê thủy trấn là một nơi thật an bình ruộng đất phần lớn đều rất tốt chỉ cần không có thiên tai thì hầu hết trong nhà mỗi người đều dồi dào lương thực ở lãnh sơn huyện cũng có những gia đình giàu có và những người dân thuần phác, cũng có mấy người đậu cử nhân trang trạch lương chính là một trong số đó mà hai ngày nay khê thủy trấn vốn yên tĩnh lại vì trang thư hàn trở về mà có không ít đề tài để nói, việc làm của trang gia lão thất từ lâu đã sớm truyền ra ngoài, tuy rằng mọi người đều ngầm chửi bới trang lão thất không có lương tâm, nhưng đây dù sao cũng là việc nhà của người ta, bọn họ không thể xen vào, hiện tại thì tốt rồi, đứa nhỏ rời đi chưa tới nửa năm đã trở lại, hơn nữa còn là trở về để tham gia huyện cử, hắn mới bao lớn, nhỏ như vậy đã đi thi hoặc là bị trang thất bức điên rồi, còn không thì chính là bản thân hắn thật sự có bản lĩnh, nghĩ đến trang thất cưới nữ nhi của gia đình giàu có kia, bọn họ càng tin tưởng đứa nhỏ này thật sự có bản lĩnh, nếu không thì trang gia lão thất việc gì phải nhờ quản sự đưa lễ vật đến cho trang gia, làm như vậy còn không phải nói hắn muốn vãn hồi quan hệ sao, trang thất kia thật sự là không biết xấu hổ, trước thì đoạn tuyệt quan hệ, mắt thấy nhi tử có tiền đồ tốt là lại nịnh nọt nghĩ cách đưa đứa nhỏ về, trên đời nào có chuyện tốt như vậy. Người sao lại biết hắn nhất định có thể thi đậu, đứa nhỏ ấy mới bao lớn, ta tin tưởng hắn, nếu không có tài năng này thì cũng sẽ không mang đến loại chuyện dọa người như thế, đã dám đến thì trong lòng tất nhiên đã có chuẩn bị, không tin người cứ chờ xem, lại nói tiếp, vị tỷ tỷ kia đâu, không phải hai tỷ đệ cùng nhau rời đi sao, hình như chỉ có đệ đệ trở lại, tiểu tử đó có sai vặt và nha hoàn hầu hạ, còn có vài đại gia hộ vệ, cần lo lắng cái gì, trong trà lâu ở chấn trên mới gọi là náo nhiệt, có người từ bên ngoài chạy như bay tiến vào, thở hổn hển nói, chấn trên có, có quý nhân đến, quý nhân, ai, vừa mới vào trấn người kia bưng chén trà lên cũng không biết là chén của ai liền uống một hơi cạn sạch, xe ngựa kia còn khí phái hơn so với của huyện lão gia, người này trước kia ở trong trà lâu từng thổi phòng hắn đã nhìn thấy xe ngựa của huyện lão gia, nghe lời này mọi người tin ngay lập tức liền có nhiều người để lại tiền trà chạy vội tới cửa trấn. Khê thủy chấn quanh năm suốt tháng cũng khó có được một hồi náo nhiệt, trà lâu rất nhanh đã không còn người nào, lão bản trà lâu dứt khoát đóng cửa đuổi theo bọn họ, náo nhiệt này hắn cũng muốn nhìn một chút, bằng không về sau khi có người nói đến việc này, hắn dù không tiếp được lời cũng không đến nỗi bị dọa, công tử, trang tiểu thư đã đến, trang thư tình đỡ tay nam châu bước xuống xe ngựa, gia đình canh gác trước cửa trang ra còn tưởng xe ngựa này ngừng để hỏi đường, ba đời nhà hắn làm việc ở trang gia, rất rõ ràng trang gia không có quý nhân như vậy nhưng hắn vẫn nghênh đón dù sao thì hắn cũng nên tạo ấn tượng tốt với đối phương nhưng hắn vừa ngước mắt liền nhìn thấy người từ xe ngựa bước xuống nhất thời kinh hô ra tiếng thập nhị tiểu thư trang thư tình khẽ gật đầu thư hàn đã đến chưa đến khi nào trời tối hôm kia cửu công tử mới đến người gác cổng vỗ đầu quay lại nói với tiểu tử bên cạnh đang ngẩn người nhanh đi thông báo một tiếng thập nhị tiểu thư đã trở lại a à, dạ người gác cổng chăm chú nhìn xe ngựa xa hoa vô cùng kia, tầm mắt nhanh chóng đảo qua trên người vị công tử cao lớn bên cạnh, trong lòng thật ngưỡng mộ, chợt nghe thấy thập nhị tiểu thư nói đây là bạch công tử dạ tiểu nhân gặp qua bạch công tử bạch chiêm mở mí mắt ra miễn người gác cổng trong lòng căng thẳng nhất thời càng thêm cung kính hắn tuy rằng chỉ là một người gác cổng ở trang gia nhưng ánh mắt nhìn người vẫn có thập nhị tiểu thư đây là cũng không biết tiểu tử đi vào thông báo như thế nào người của trang gia lại xuất hiện rất nhanh chóng hơi thở trang trạch dân có chút dồn dập bước ra đại môn sau đó là trang trạch lương trang thư diệu không thấy được đệ đệ trang thư tình cau mày nhưng rất nhanh lại bình tĩnh người đã ở trong này còn lo lắng cái gì tiến lên vài bước bái lễ thư tình bái kiến đại bá Màu đứng lên, mau đứng lên, trang trạch dân vội giúp nàng đứng dậy, trong lòng liên tục chuyển qua rất nhiều ý niệm, nhưng trên mặt lại không hiện ra nửa điểm, thân thiết lại không vội vàng, nghe Thư Hàn nói con sẽ trễ hai ngày, nên không nghĩ sẽ đến nhanh như vậy, trang trạch dân vỗ cái chán, nhìn ta này, Thư Hàn đang đọc sách ta một khi cao hứng thì tất cả đều quên mất, cũng là đại bá nhớ thương ta, trang thư tình nhìn về phía trang trạch lương, hơi hơi cúi đầu. Đầu, lễ tiết nửa điểm cũng không thiếu, trên mặt cũng chỉ nhàn nhạt, xem ra cuộc sống của ngài rất tốt, trong lòng trang trạch lương lúc này có trăm vị hỗn tạp, đây vốn là nữ nhi hắn, nhi tử của hắn thì 10 tuổi đã có thể dự thi, nhưng hắn lại tự chặt đứt quan hệ với bọn họ, nhưng bất kể như thế nào, bọn họ thùy chung vẫn là nữ nhi và nhi tử của mình. Huyết thống là loại qua hệ, khiến người ta không thể cắt đứt, nghĩ như vậy, trang trạch lương liền nuốt xuống bất Mãn khi bị nữ nhi khinh mạn, vô cùng ôn hòa nói: "Ta rất nhớ tỷ đệ các ngươi, trở về thì tốt rồi." Trang thư tình tựa Tiếu phi tiếu nhìn nam nhân ra mặt có thể so với tường thành trước mắt này, ngài còn nhớ rõ chuyện lúc trước sao? Đã bao lâu kể từ khi ngài nói chuyện? nhỏ nhẹ với ta, năm năm trước hay là 10 năm trước, lúc ta cần thì ngài ở đâu? Bộ dáng hiện tại này của ngài để cho ai xem, cảm thấy chỉ cần cho ta chút sắc mặt tốt thì ta phải cảm động đến rơi nước mắt trang thư tình, ngươi làm càn, ngươi mới làm càn. Trang thư tình mắt lạnh nhìn về phía trang thư diệu, lại nhớ tới lời thư hàn đã từng nói trong giao thừa ngày ấy, ngươi không cam lòng là bởi vì thư hàn xuất sắc hơn ngươi hay là không cam lòng phụ thân của ngươi một lần nữa lại để ý đến hai tỷ đệ bị vứt bỏ như chúng ta, nếu như là cái thứ nhất cả đời này của ngươi sẽ cảm thấy không cam lòng, nếu là vế sau, ngươi có thể nói với phụ thân này của ngươi lập tức rời đi, vừa lúc ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi, mặt trang trạch lương lúc đỏ lúc trắng, thấp giọng trách mắng, thư tình, con dù sao cũng là nữ nhi của ta, con không được trách lỗi cha, dù cho ta có làm sao sai chỗ nào, con cũng không thể nói ra lời ngỗ nghịch phạm thượng như vậy, lời này, từ lúc ta giao chìa khóa ra đã không còn đúng nữa rồi, nhìn đệ đệ từ bên trong chạy ra, trang thư tình nở nụ cười, dùng đồ cưới của nương giúp ta chặt đứt tầng quan hệ này với ngài, cũng giống như buôn bán vậy, hai bên cùng có lợi về sau cho dù thư hàn có bản lĩnh ngồi lên vị trí quan nhất phẩm thì ngài cũng đừng mơ tưởng chiếm được chút gì từ hắn lời này đến khi ta chết vẫn không thay đổi đương kim thánh thượng lấy hiếu trị thiên hạ trang thư tình lười để ý đến hắn bước về phía đệ đệ tì tì giữ lời với đệ rồi chứ trang thư hàn dùng sức gật đầu trong mắt lộ ra vui mừng hai ngày này mọi người đều rất khách khí với hắn, hạ nhân cũng chưa từng chậm chạp nửa phần. bên người còn có bảo châu, nguyệt minh đi theo hầu hạ, nhưng hắn vẫn rất bất an, lúc nào cũng ngóng trông tỷ tỷ xuất hiện. hiện tại tốt rồi, tỷ tỷ đã đến, thấy trên ống tay áo của hắn còn dính mực trang thư tình cười cười, quay đầu mới nhớ nãy giờ bạch chiêm bị gạt qua một bên, đại bá đây là bạch công tử, lúc còn ở hội nguyên phủ đều là công tử đây chiếu cố mới không phải chịu thiệt hai thì để không có đi kinh đô mà là lưu lại hội nguyên phủ trang trạch dân nghe cháu nói lúc này cũng chỉ có thể chừng mắt nhìn nàng chắp tay làm lễ chúng ta ở nơi nông thôn quê mùa cũng không biết phải nói lời cảm ơn thế nào mong bạch công tử ở lại trang gia mấy ngày để chúng ta có cơ hội biểu đạt tâm ý bạch chiêm sớm đã biết rõ tình huống trong trang gia biết người này chính là tộc trưởng lúc khó khăn chính hắn giúp thưa tình thái độ đối với hắn cũng thân thiết hơn hai phần, về phần trang trạch lương không có sĩ diện tự nhận là phụ thân của thư tình, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc qua trang tộc trưởng không cần khách khí, những chuyện ta làm vì thư tình đều là chuyện phải làm ý thứ trong lời nói này, tuy rằng từ lúc nhìn thấy thư tình và nam nhân cùng nhau trở về, trong lòng trang trạch dân liền lờ mờ biết rõ, chỉ là thư tình đang trong hiếu kỳ, làm như vậy, sợ sẽ khiến những lão nhân trong tộc cảm thấy bất mãn, liếc mắt nhìn hai người trước mặt đều là bộ dáng bình bình thản thản cũng khiến hắn cảm thấy an tâm một chút, đang muốn dẫn người vào cửa chợt nghe thấy Trang Thư Diệu cao giọng nói, Trang Thư Tình, lúc đó là ai nói chúng ta phải để tăng cho mẹ cả còn lấy việc này phát tác tức giận với chúng ta, hiện tại ngươi đang còn trong hiếu kỳ lại cùng nam nhân tư thông, a à, Trang Thư Hàn thu hồi chân, mặt thật lạnh, thanh âm cũng lạnh lẽo, nếu ngươi chửi bới thì thì ta thêm nửa câu, có tin ta lấy mạng của ngươi không, trước mặt mọi người bị Trang Thư Hàn đá một cước, Trang Thư Diệu thật bị chọc giận đến điên rồi, há mồm liền muốn nói ra lời càng thêm khó nghe, Trang Trạch dân thấy thế, vội dùng ánh mắt bảo quản ra đem cái miệng của hắn che lại hung hăng trừng trang trạch lương không có nửa điểm động tác kia, hắn đây là muốn làm gì, lúc như vậy mà chỉ nhìn trang trạch lương vội đỡ trang thư diệu, nhìn hành động của hắn, liền có thể hiểu được chỉ là làm cho người khác xem trang trạch lương ảo não không thôi, hắn vốn định chờ diệu nhi nói thêm hai câu sẽ giáo huấn nhi từ một chút để xoa dịu quan hệ của mình và hai tỷ đệ, không nghĩ tới động tác của Thư Hàn nhanh như vậy, làm hòng tính toán của hắn, Diệu Nhi con sao có thể nói như vậy với tỷ tỷ, mau xin lỗi, Trang Thư Diệu tức giận muốn chết nơi nào còn có thể xin lỗi, ngược lại bởi vì phụ thân không giúp hắn mà càng thêm tức giận đến bốc hỏa, Trang Thư tình nhìn một màn khôi hài trước mắt, ngay cả tức giận cũng giảm bớt mấy phần, lười để ý đến hai phụ tử kia, nói thẳng với Trang Trạch Dân, đại bá chúng ta vào đi thôi, trang tộc trưởng đang chuẩn bị bộc phát lửa giận, nhưng vẫn miễn cưỡng cười nói, để bạch công tử chế diễu rồi, mời vào bên trong, bạch chiêm từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nhưng lại rất tự nhiên đi đến bên cạnh trang thư tình, chương 69, không biết xấu hổ không ai thèm nhìn sắc mặt trang trạch lương, hắn thấy người đi vào cũng cắn răng nhấc chân đi theo. Cha, chàng Trạch Lương quay đầu, nhìn thấy nhi tử thường ngày hắn yêu thương có vẻ mặt không cam lòng, lại nghĩ đến Hàn Nhi, trong lòng liền sinh ra chút hối hận, đều là nhi tử, lúc trước sao tâm hắn lại có thể thiên vị như vậy? nếu lúc đó đối với tỷ đệ họ tốt một chút thì hiện tại cũng không đến bước đường này, thở dài, trang trạch lương rốt cuộc vẫn đau lòng nhi tử này, đi đến bên người hắn thấp giọng khuyên giải, diệu nhi, đừng làm chuyện ngu xuẩn, bọn họ dám trở về tất nhiên có chỗ để dựa vào, mặc kệ là bọn họ dựa vào cái gì, chỉ cần chúng ta có lợi, dù phải nhẫn nhịn một chút tức giận thì có sao, có thấy vị bạch công tử kia phô trương thanh thế không, còn nếu có thể cùng hắn giao hảo tốt chính là có bản lĩnh, nhưng mà, Diệu Nhi, lúc này miệng lưỡi dù có lợi hại cũng không thể khiến sự tình biến đổi theo hướng có lợi với con, ống tay áo vung lên, trang trạch lương ngẩng đầu nhìn tấm bảng lớn treo trước cửa trang ra, Hàn Nhi đã cắt đứt quan hệ với ta, nên ta làm chuyện gì cũng đều muốn tốt cho con, vì cuộc sống tốt đẹp của chúng ta, sau này con gặp chuyện gì cũng phải dùng đến đầu óc, đừng chỉ biết làm theo ý mình mình, sẽ hỏng đại sự, Trang Trạch Lương vừa đi, ngoài cửa lớn Trang ra cũng chỉ còn lại một mình Trang Thư Diệu, một trận gió thổi tới, hắn dùng mình một cái, cảm thấy lạnh cả người, tâm cũng thật lạnh, đám người Trang Thư Tình đã vào chính đường, quản gia đã sớm phân phó hạ nhân cơ chí đi bẩm báo lão thái gia, lúc này Trang Bình Chí một thân quần áo mới ngồi ở vị trí đầu, nhìn thấy đoàn người tiến vào tuy rằng đứng dậy đón chào, nhưng cũng không có tư thái nào nịnh bợ hay luồn cúi chỉ là nhìn thoáng qua bạch chiêm trang thư tình tiến lên dập đầu đã về thì an tâm mở lại không có người nào có thể gây khó dễ cho ngươi thư tình đa tạ tổ bá phụ che chở trang thư tình đứng dậy giới thiệu một chút về bạch chiêm vẫn là câu nói lúc trước tựa như lo lắng của trang trạch dân trang bình trí quả nhiên nhăn mày lại bất quá cũng may là không có phát tác ngay nhưng lại nhìn chằm chằm thư tình bạch chiêm liền cúi người chắp tay lấy lễ gặp qua trang lão thái gia, trang bình trí lúc còn trẻ cũng từng đi qua không ít nơi, nhìn hắn như vậy cũng biết đây không phải người bình thường, dù trong lòng có bất mãn cũng không để khách nhân cảm thấy khó chịu, nơi này của chúng ta không có nhiều lễ tiết, bạch công tử mời ngồi, bạch chiêm lại càng là người không chú trọng lễ tiết, hắn cũng không đến ngồi xuống vị trí dành cho khách mà chọn ghế gần trang thư tình nhất ngồi xuống, bộ dáng đương nhiên kia khiến người khác có loại cảm giác ỉ lớn hiếp nhỏ, khụ tình nha đầu, nghe hàn tiểu tử nói hai người các ngươi không đi kinh đô, đây là vì sao, là do vãn bối không muốn ở lại khê thủy chấn, dù cho ta là nữ tử, nhưng cũng không muốn ăn nhờ ở đậu, tổ bá phụ cũng thấy đấy hiện tại cuộc sống của tỷ đệ chúng ta rất khá, nhưng ngươi, thấy Bạch Chiêm liếc mắt nhìn, Trang Bình trí rốt cuộc không có nói hết, ý tứ cũng không biểu đạt ra, Trang Thư Tình cũng không tức giận, Bạch Công Tử quả thật đã giúp ta rất nhiều, nhưng ta vẫn chưa hẳn phụ thuộc vào hắn, nhu nhược dựa vào người khác thì không thể sinh tồn, phải tự lực gánh sinh mới có thể sống tốt, ta hiểu rõ phải dùng khả năng của mình nuôi sống hai tỷ đệ chúng ta, bản thân Thư Hàn cũng là tự nỗ lực mà được danh sư nhận làm đệ tử, người được giải nguyên lần này chính là sư huynh của Thư Hàn, Thư Hàn là nhờ vị danh sư đó tiến cử hiền tài, mới có thể dự thi, nghe được tin tức này, Trang Bình Chí kia sao còn nhớ rõ được những chuyện khác, hưng phấn đến mặt đều đỏ, đứng dậy xác nhận, thật sao, thiên chân vạn xác tiên sinh Thư Hàn chính là phủ quan học sơn của hội nguyên phủ, Trang Trạch Lương vừa vào cửa liền nghe được một câu như thế, đầu đầu tiên là sửng sốt sau là chợt mừng rỡ đi vài bước đi đến trước mặt trang thư hàn gấp giọng hỏi thật sự là quan học sơn tô văn sao trang thư hàn thối lui một bước chuyện của ta từ sớm đã không có quan hệ với ngài ngươi trước nhiều người như vậy lại bị bẽ mặt trang trạch lương vừa tức vừa thẹn nhưng khi nghĩ đến lợi ích sau này trang thư hàn có thể mang đến chỉ chốc lát đã đem tức giận áp xuống ôn thanh nói ngươi có thể bái được tô tiên sinh làm thầy cha tất nhiên phải đi đến bái tạ một phen không người ta lại cho rằng người phụ thân này không biết lễ tiết, phụ thân ta là trang tứ gia trang Trạch Hải đã mất, ánh mắt trang thư Hàn như đao, một đao lại một đao lăng chỉ cái nam nhân khiến hắn ghê tởm này, cần ta mời phụ thân ra sao? Trang Trạch Lương còn chưa nói, trang Bình trí bên kia đã lớn tiếng mở miệng, "Trạch dân, mang thất đệ của ngươi đến nơi khác nói chuyện." Trang Trạch dân tất nhiên là không muốn rời đi lúc này, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch lại lời của phụ thân trong lòng ngầm bực bội lão thất cùng với quản gia cơ hồ là nửa bắt buộc dẫn người rời khỏi phòng chính hàn tiểu tử tính tình của ngươi vẫn dễ xúc động như trước trang thư hàn mím Môi không nói, chàng thư tình liếc mắt nhìn đệ đệ tiếp nhận lời nói, tổ bá phụ nói rất đúng, tuổi hắn dù sao vẫn còn nhỏ, cảm xúc chưa thu liễm được tốt, chờ sau này khi lớn lên sẽ không còn như thế, dù sao thì so với trước khi rời đi đã tốt hơn nhiều, chàng bình trí thật sâu nhìn cháu gái này một chút, có thể trong thời gian ngắn ngủi vài tháng khiến cho tiểu tử này trưởng thành như vậy chức tỷ tỷ này nàng làm rất tốt, so sánh với ẩn nhẫn lúc trước, hiện thời cũng đã bộc lộ tài năng, trang gia có hai tỷ đệ này, tương lai nhất định sẽ đi lên, lúc đó ngươi không sợ trả giá nhiều như vậy cũng phải chặt đứt quan hệ cùng lão thất, đã nghĩ trước sẽ có ngày như hôm nay, ngài cũng thấy được ta không thể không đề phòng, ta cũng không có phòng sai, hắn biết được tiên sinh thư hàn là tô tiên sinh, việc đầu tiên nghĩ đến không phải mừng thay thư hàn, mà và là muốn mượn việc này đến bái phỏng để tiến thân thật may lúc đó ta quyết định như vậy trang bình chí là lão nhân thành tinh tất nhiên nhìn ra được lão thất muốn làm gì đang muốn giúp hắn che lấp một hai nhưng tình nha đầu đều vạch trần thẳng thường như vậy hắn nói cái gì cũng đều dư thừa hàn tiểu từ còn nửa tháng là đến kỳ thi phải lấy việc này làm trọng ta cũng có ý tứ này thư hàn không thể phân tâm phải nhờ tổ bá phụ chú ý không thể để những người không liên quan đến quấy giày hắn, ta đã biết, trong lòng có tính toán, Trang Bình Chí tất nhiên sẽ không vì việc này mà bất hòa với tỷ đệ bọn họ, sảng khoái đáp ứng, ngược lại cũng nhắc nhở một câu, bọn họ về Trang gia ta cũng không thể đuổi người đi, nếu ngươi không muốn bọn họ có cơ áp chế thì phải cẩn thận, Bạch Chiêm khẽ cười một tiếng, lão thái gia nghĩ nhiều, tâm ý của ta quả thật không thể che giấu, trưởng bối trong nhà đều đã biết, thư tình còn có hai năm hiếu kỳ, việc ta muốn làm, đó là ở trong hai năm bảo vệ nàng thật tốt, không khiến nàng chịu khổ, chịu tội, bị người khi dễ, chờ hiếu kỳ qua sẽ lập tức cưới nàng về nhà, ý cười thu lại, âm thanh bạch chiêm nhẹ nhàng phảng phất, nhưng lọt vào tay người khác, lại như sấm đánh, nàng lúc trước đã chịu nhiều khổ cực, lúc đó do ta không biết, nên bất lực không thể làm gì hiện tại và về sau một chút khổ cực ta cũng không nở để nàng phải chịu lão thái ra yên tâm ta sẽ trân trọng nàng nếu như có một số người không chịu để vào mắt ta liền móc nó ra miệng nếu không nói được lời tốt đẹp ta liền rút lưỡi hắn nếu trong lòng dám tính cái nàng vậy ta sẽ đào tim hắn ra cho cho ăn ta nói được thì làm được không ai nguyện ý để người khác khi dễ nhất là thư tình nàng so với bất kỳ ai đều có tư cách có cuộc sống tốt nhất, cả phòng đều yên tĩnh, những người nhát gan đều thả chậm hô hấp, chỉ sợ mình có chút biểu hiện gì khiến Trang thư tình bất mãn thì nam nhân đứng ở đằng kia nhất quyết sẽ không tha. Trang bình trí chuẩn bị mở miệng nói chuyện nhưng thật sự lại không tìm được lời nào để nói, hắn biết nam nhân này đã dám nói thì dám làm, hơn nữa hắn thật sự có khả năng làm được người như vậy, tình nha đầu thế nào lại gặp được cơ hồ ánh mắt khắp phòng đều dừng trên người trang thư tình nhưng trang thư tình coi như không thấy vẫn cười bình thản như trước, tổ bá phụ, ngài cũng nghe rồi đó, hắn nói hắn có thể bảo vệ ta, ta còn lo sợ gì chứ, hiểu kỳ của nương ta sẽ làm tròn trách nhiệm, nhưng mà nếu có một số người bởi vì vậy mà vung tay vung chân với ta, ta nhất định sẽ phản kháng, trang bình trí thở dài, rốt cuộc là cam chịu không có nói thêm nửa câu, quay đầu phân phó xuống, chuyện của hai tỷ đệ này, cấm bàn tán, nhất là toàn gia trang thất kia, đúng rồi tổ bá bá phụ thư tình còn có một việc muốn cầu ngài hỗ trợ chuyện gì trang thư tình nhìn bảo trần nguyên ôm người tiến lên thư cố để dập đầu trước tổ bá phụ đi trang thư cố bước xuống đất nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh bái lễ đây là, lát nữa tỷ tỷ sẽ nói tỉ mỉ chuyện này với đệ, trang thư tình trấn an đệ đệ một câu trước, đây là hài tử ta nhặt được, bây giờ còn có vết thương trên người, ta đặt tên là trang thư cố, mong tổ bá phụ đồng ý cho hắn nhập ra phả, trang bình trí nhíu mày, thế nào lại phải nhập ra phả, nếu ngươi có năng lực muốn dưỡng vài người như vậy cũng không có vấn đề, cho tiểu tử kia họ trang cũng không sao, nhưng không nhất định phải nhập ra phả, đứa nhỏ này phải nhập gia phả, mong tổ bá phụ thành toàn, một tiểu cô nương, tính tình như thế nào lại quật cường như vậy, trang bình trí lắc đầu, trong lòng hắn cân nhắc một chút rốt cuộc vẫn là gật đầu, chỉ tiểu tử này thôi, về sau không có người thứ hai, vâng, nhiệm vụ khi trở về đã hoàn thành, trang thư tình cao hứng, ngay cả giọng nói cũng vui vẻ hơn, trang bình trí nhìn thấy nàng như vậy tâm tình cũng thoải mái vài phần, đối với người ngoài cũng có thể thân tình đối đối xử như vậy, về sau đối với tộc nhân chắc chắn sẽ không keo kiệt cũng có thể giúp đỡ một hai, chưa kể tiểu tử này về sau cũng có thể có tiền đồ như hàn tiểu tử, lấy bản lĩnh giáo dục của tình nha đầu hắn chắc chắn tương lai của tiểu tử này sẽ không kém huống chi trang bình chí nhìn về phía bạch chiêm hắn tuy rằng không biết người này rốt cuộc có thân phận gì có địa vị lớn thế nào nhưng hắn tin tưởng hai mắt của mình người có một thân khí thế như vậy sẽ không phải người bình thường chỉ cần tình nha đầu có bản lĩnh khiến người này đặt nàng ở trong lòng trước khi hắn nhắm mắt chắc còn có thể nhìn thấy ngày trang gia vinh hiển trang gia không có ở riêng người mỗi một năm lại tăng lên, tòa nhà mỗi năm lại xây thêm, đôi khi có chút va chạm cũng do ở cùng một chỗ, khu của trang tứ gia vốn là thu trở về, hiện tại đã cho người đến dọn dẹp, viện này tất nhiên giao lại cho con cái thừa tự, bạch chiêm đương nhiên theo tới, trang bình trí cũng không biết là đã quên hay như thế nào, lại không an bày phòng khách cho hắn, cơ hồ là cam chịu quan hệ của hai người, lão gia tử này là người đã thành tinh, đối với một lão nhân có thể nâng đỡ được cả một gia tộc mà nói, vĩnh viễn không phải người có năng lực bình thường, là người đứng đầu gia tộc, mặc dù hắn có tư tâm, nhưng đối với tỷ đệ chúng ta vẫn thật tâm trân trọng, việc này là đủ rồi, Bạch Chiêm cũng nghĩ như vậy, đồng ý với nàng, lão gia tử này quả thật có tư cách làm một vị trưởng bối, chương 70, quá chồng trước khi cưới Trang Thư tình muốn cùng Thư Hàn nói nhiều hơn về chuyện Trang Thư cố, thấy Bạch Chiêm một chút cũng không có ý rời đi, nàng liền dứt khoát không nhìn đến hắn, đem lai lịch của thư cố kể rõ ràng, trước đó chưa có thương lượng về quyết định này với thư hàn, trang thư tình cũng lo lắng hắn sẽ có khúc mắc trang thư hàn an tĩnh nghe, trừ bỏ ánh mắt suy tư một chút, biểu tình cũng không có thay đổi gì, về sau đệ sẽ chiếu cố tốt tiểu đệ để, lời cam đoan này so với ngàn vạn lời khác càng có sức nặng hơn, lo lắng trong lòng trang thư tình không còn, xoa xoa đầu của hắn nói nói: "Yên tâm, tỷ tỷ sẽ không bởi vì có thêm một đệ đệ mà không thương đệ." Tai của tiểu thiếu niên Tuấn Tú nhất thời đều đỏ, trong lòng vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, kỳ thực hắn chính là lo lắng chuyện này hai ngày này trở về, trang gia đối tốt với đệ không, còn có người đó, có tới quấy giày đệ không, sáng sớm hôm nay đệ mới nhìn thấy hắn, người của bạch công tử không cho hắn có cơ hội đến gần đệ, thật tốt, trang thư tình nhíu mày nhìn về phía bạch chiêm, phải nên cảm tạ mới được, bạch chiêm nhíu mày, không bằng đổi phương thức cảm tạ khác được không, ví dụ như, ví dụ như đổi xưng hô đi, không cần công tử hay thiếu gia, gọi thân thiết một chút, bạch chiêm thiện, bạch chiêm vỗ vỗ hai tay, gọi cái này đi, hô thẳng kỳ danh của người ta thật sự có thể, trang thư tình có loại cảm giác nâng đá đè chân mình, thư hàn ngươi cũng đổi cách gọi đi, nếu gọi một tiếng tỷ phu thì càng tốt, trang thư hàn trả lời là đứng dậy, chạy lấy người, trang thư tình buồn cười, bất quá nghỉ tạm một lát, trang thư tình liền phải đi thỉnh an các vị trưởng bối, đi hết một vòng đã đến thời gian dùng cơm chiều, bữa cơm này tất nhiên là ăn cùng cùng với một nhà trang trạch dân nam một bàn nữ nhân một bàn ở sau tấm bình phong chu thị nghe trượng phu câu nệ nói lời khách khí xong cũng không khỏi thấp giọng hỏi vị bạch công tử này và con con đừng trách bá nương lắm miệng xuất thân của hắn không bình thường con gả qua có phải chịu tội hay không trang thư tình nâng đũa gấp chút đồ ăn qua cho bá nương có câu mỗi người mỗi tên sẽ có vận mệnh riêng của mình đã là mệnh thì không thể cưỡng cầu con không có dũng khí như nương nhưng nam nhân này nếu như thực sự thuộc về con con sẽ không đẩy ra nếu như không phải của con dù con có nghĩ cách níu kéo cũng không được hiện tại nói chuyện này còn quá sớm bá nương không cần lo lắng con sẽ không để bản thân mình chịu khổ có một số việc không thể khái quát bằng hai chữ chịu thiệt chu thị thở dài trong lòng bất quá thư tình thấu triệt như vậy nàng cũng sẽ không nhiều lời nữa tiểu cô nương này rất chú ý không cần mình đến vung tay múa chân à còn một chuyện nữa bây giờ con trở về cũng đúng lúc ngày lành của mẫn tỷ tỷ sắp đến phải không động tác chu thị ngừng lại ngồi bên cạnh chu thị còn có một nữ nhi khác tên là trang thư lan mới 11 tuổi có quan hệ tốt nhất với đại tỷ vừa nghe đến đây liền đỏ hốc mắt cũng đã quên lời nói lúc trước mẫu thân căn dặn căm hận nói đại tỷ không gả đi được trang thư tình ngẩn người vội buông bắt hỏi xảy ra chuyện gì nam nhân kia tháng 6 năm trước bệnh tình bắt đầu chuyển biến xấu, nhưng gia đình đối phương một mực gạt, tháng 10 còn nhờ bà mối tới hỏi, nói là tháng 10 có ngày tốt, muốn thành hôn trước, lý do này vừa nghe liền biết là cái cớ, cha lặng lẽ đi hỏi thăm, mới biết được nam nhân kia nhiễm bệnh vì miệt mài quá độ, trước mắt thấy đã không còn sống được bao lâu, muốn đem đại tỷ cưới về sung hỉ, cha muội đương nhiên không đáp ứng, nhất định bắt bọn họ từ hôn, đối phương tất nhiên không đồng ý, kết quả không bao lâu lâu sau thì nam nhân kia chết, đại tỷ liền oan uổng quá chồng trước khi cưới, đại tỷ, cả đời đại tỷ đều đã bị hủy, nói xong lời cuối cùng, trang thư lan không thể không che miệng giấu lại tiếng khóc, chu thị càng là nhịn không được rơi lệ, nước mắt trên gương mặt khiến lớp son phấn bị nhòe đi, lúc này trang thư tình mới phát hiện chỉ có thời gian mấy tháng mà bá nương đã già đi nhiều như vậy, trở về không thấy được mẫn tỷ tỷ, con còn tưởng nàng bận quá mức, cũng là con hồ đồ, đi vội vàng như vậy, lúc con trở về mẫn tỷ tỷ sao lại không gặp mặt được, trang thư tình gắt gao nhăn mày lại, hiện tại đã không thể tìm được đối tượng khác sao, đối phương có nói gì không, nói, chu thị cười khổ, bọn họ còn hận không thể khiến mẫn nhi của ta cùng chết theo con bọn họ, có thể nói cái gì, dù cho tất cả mọi người biết nữ nhi của ta vô tội, nhưng nàng cũng đã trở thành quá phụ trước khi cưới. Huống chi Bành gia kia còn nơi nơi nói Bành gia hắn không có nhi tử cũng bởi vì mẫn nhi của ta mệnh khắc phu, nhà ai mà không kiêng kỵ điểm ấy. Mẫn nhi số khổ của ta, Trang Thư Lan vừa gạt nước mắt vừa nghẹn ngào nói, đại tỷ còn sợ ảnh hưởng đến hôn sự của ta, muốn cắt tóc làm ni cô, thập nhị tỷ, đại tỷ thường nói tỷ rất thông minh chắc chắn có thể nghĩ ra được chủ ý tốt, tỷ mau giúp đại tỷ đi, đại tỷ tốt như vậy dựa vào cái gì lại chịu oan ức kia, bành ra mặc kệ nhà ta, muốn kéo đại tỷ cùng chết, không chết không buông, Chu thị không khỏi hy vọng nhìn về phía Trang Thư Tình, bị Hai ánh mắt tha thiết chờ mong, chàng thư tình nhất thời cũng chỉ có thể cười khổ, nàng hoàn toàn không quyền không thế, chuyện như vậy phải là người có năng lực lớn mới có biện pháp, nàng có thể đi được đến bây giờ, cũng chính vì nàng hiểu được phải đi ra ngoài không thể chịu ép buộc trong nhà, chàng thư mẫn không giống nàng, khép nép quy củ làm tròn bổn phận tiểu thư khuê các của nữ từ cổ đại, nếu người khác gán cho nàng cái danh quá chồng trước khi cưới, bản thân nàng cũng nhận mệnh mà tán thành nàng phải làm như thế nào mới có thể đem vận mệnh của nữ tử ấy kéo ra khỏi vũng bùn thập nhị tỷ cánh tay bị nắm có chút đau trang thư tình vỗ vỗ tay trang thư lan ta đi gặp mẫn tỷ tỷ trước rồi nói sau được hiện tại chúng ta cùng đi trang thư lan lôi kéo người liền muốn đứng dậy lại bị chu thị dùng sức đè lại không vội ở đây một hồi để thập nhị tỷ của con ăn cơm trước mẫn tỷ tỷ như vậy con sao còn có thể thể nuốt trôi, trang thư tình đứng dậy, bá nương người không cần phải khách khí, con không có coi mình như khách nhân, người cũng đừng coi con là khách nhân, chu thị nén nước mắt liên tục gật đầu, nếu không phải bên ngoài đang có khách, bà cũng muốn đi theo các nàng, hai tỷ muội cơ hồ là dùng chạy tới trước cửa phòng trang thư mẫn, trong phòng tối đen, trang thư lan nhỏ giọng giải thích cho nàng, đại tỷ hiện tại rất ít ra ngoài, cũng không cho chúng ta thường xuyên đi vào, nàng tin những lời nói bên ngoài sợ bản thân mình đem đến điểm xấu cho người khác đồ ăn đã đưa vào trong phòng chưa đã đưa nhưng đại tỷ ăn rất ít trang thư tình trầm mặc một lát muội trở về ăn cơm với bá nương tỷ đến trò chuyện cùng mẫn tỷ tỷ trang thư lan vâng một tiếng không nói thêm lời vô nghĩa liền xoay người rời khỏi nàng đã không còn biện pháp với đại tỷ chỉ mong rằng thập nhị tỷ có thể khuyên giải cửa phòng không khóa kín trang thư tình cũng không gõ cửa trực tiếp đẩy cửa vào nương theo ánh đèn mờ nhạt ngoài hành lang nhìn người đang ngồi trước bàn trang điểm trên đường về muội vẫn luôn nghĩ mẫn tỉ tỉ khi nhìn thấy muội trở về nhất định rất vui khẳng định còn có thể thẹn thùng e lệ lôi kéo muội đi xem đồ cưới của tỉ muội còn nghĩ rằng muội trở về thật đúng lúc vừa tới đã có thể chứng kiến tỉ tỉ thành thân nhìn thấy tỉ tỉ hạnh phúc nhưng mà khi muội trở về lại không nhìn thấy người còn nghe được biến cố lớn như vậy tình muội muội mẫn tỉ tỉ muốn ở trong căn phòng này suốt đời sao thích ứng được với bóng đêm trang thư tình nhìn người nãy giờ thẫn thờ ngồi đang đứng dậy đi về phía nàng, một đường làm đổ mấy chiếc ghế, đụng phải bàn, làm nghiêng chén trà, phảng phất như đang lướt qua thiên sơn vạn thủy mới có thể đi đến trước mặt nàng, sờ soạng nắm lấy tay nàng, dùng sức như là đem hết toàn bộ khí lực của cơ thể, tình muội 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 tới cứu ta sao, trang thư tình chịu đựng đau đớn, nhìn bàn tay gầy gò đặt trên người, vì gầy đi mà khuôn mặt càng nhỏ ngược lại vành mắt có chút lớn như nhìn thật sự rất dọa người, tỷ tỷ nguyện ý để ta cứu, ta có thể cứu, cả đời cha ta lương thiện, vì ta mà người đỏ mắt, nương sầu đến bạc tóc, huynh đệ nghe lời nói không xuôi tai liền đánh nhau với người ta, muội muội ở trước mặt ta cười cũng không dám cười, lời nói đều phải nghĩ trước nghĩ sau, sợ khiến ta thương tâm, tình muội muội ta đều thấy được, ta đều biết hết, ta không muốn người nhà vì ta mà bận tâm, nhưng ta không biết phải làm sao. ta ta không biết có đôi khi thật muốn chết cho xong hết mọi chuyện nhưng ta không dám, nếu ta làm như vậy, cha mẹ sẽ càng thêm thương tâm, muội chỉ ta đi, người cứu ta đi, muốn sống sao lại khó như vậy, ôm tỷ tỷ đang dốc hết uất ức, đau thương mà khóc, đau lòng nhìn người gầy đến chơ xương, các nàng chỉ ở chung ngắn ngủi vài ngày, sau đó liền tách ra gần nửa năm, nhưng cô nương thiện lương này, kể từ khi nàng tỉnh dậy ngoài đệ đệ ra cô nương này là người duy nhất đối tốt với nàng mà không có bất kỳ tâm tư gì, thậm chí nàng nàng còn chưa kịp tặng lễ, thì thư mẫn đã tặng cho nàng trước, vận mệnh có đôi khi thật trêu ngươi, bắt nạt người yếu, cô nương này rất thiện lương, cho nên ngay cả lão thiên gia cũng phải khi dễ nàng một chút, sau đó cao cao tại thượng nhìn nàng vô lực mà dẫy rùa, ở trong bóng tối mà trầm luân, làm sao có thể nhìn thấy hy vọng sống đây, bên ngoài rất nhiều người đến, một căn phòng nhỏ mà tất cả mọi người đều đến, ngay cả trang bình trí cũng không ngoại lệ, bạch chiêm là ngoại nhân duy nhất sau khi hắn thấy trang thư tình rời đi không bao lâu cũng liền đi theo hắn nói ta sẽ lo lắng nếu thư tình không ở dưới mí mắt của ta một câu nói như vậy làm cho không người nào có thể cự tuyệt, không một người nói chuyện, ngay cả gạt nước mắt cũng không phát ra tiếng động, thế giới thanh tĩnh giống như chỉ còn lại một người đang ủy khuất kia, ai cũng chỉ có thể thương tâm, trầm mặc nghe tiếng khóc, giờ khắc này, nàng ở trong lòng muội muội nhỏ hơn nàng nhiều mà phát tiết tất cả uất nghẹn của nàng, tất cả thê lương, sợ hãi cùng bất lực, Bạch Chiêm nằm trên nóc nhà, ánh trăng bàng bạc phủ lên người hắn, khiến cho vẻ mặt hắn càng thêm thêm tĩnh lặng hắn đang suy nghĩ lúc đó khi thư tình bị buộc đến đường cùng có phải nàng cũng khóc như vậy nhưng hắn biết lúc đó nhất định không có ai ẩn ủi nàng, không có người nào xuất hiện để nàng dựa vào, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình, mang theo một thân thương tích, hao hết tâm tư trốn tới hội nguyên phủ, mà lúc này, nàng lại thành trụ cột của người khác, không biết bao lâu, tiếng khóc sốt cục dần dần yếu đi, chỉ chốc lát, trang thư tình bước ra, đối mặt với ánh mắt của mọi người ngoài sân nhìn nàng, đang ngủ, chu thị vội vàng đi vào chiếu cố, trang thư lan cũng nhanh chóng theo vào, chân vượt qua ngưỡng cửa lại lui về phía sau, trịnh trọng cúi đầu với với Trang Thư Tình, "Cám ơn thập nhị tỷ, đại tỷ đã lâu rồi chưa có ngủ an ổn như vậy." Trang Thư Tình kéo nàng đứng lên, vén tóc mai ra sau tai nàng, "Muội là một muội muội tốt." Trên mặt Trang Thư Lan có chút nóng, chạy chậm vào phòng, "Được rồi, tất cả giải tán đi, nói vài đứa nhỏ về phòng." Trang Bình Trí vừa quay đầu lại nhìn thấy Bạch Chiêm từ trên nóc nhà nhảy xuống, rất tự nhiên đem áo choàng cầm trong tay phủ lên người tình nha đầu, da mặt không khỏi có chút rút rút, một đường bôn ba, các người cũng mệt mỏi rồi, những chuyện này ngày mai lại nói, trở về nghỉ ngơi đi, vâng, tổ bá phụ nghỉ ngơi, thư tình cáo lui, chương 71, trang thư đình đến ảnh hưởng của tỷ đệ hai người khi trở về đối với trang gia, đối với toàn bộ khê thủy trấn cũng không lớn không nhỏ, người ngụy trang đến cửa bái phòng muốn gặp hai tỷ đệ đều bị trang trạch dân ngăn lại nhưng có một số người ở trang gia lại ngăn không được nhìn trần kiều nương và trang thư đình tiến vào sắc mặt trang trạch dân xanh mét nhìn về phía trang trạch lương lão thất lương tâm ngươi bị cho ăn sao biết rõ tỷ đệ bọn chúng không muốn nhìn thấy một nhà này của ngươi ngươi nghĩ như thế nào lại chủ động đem người tới trước mắt chúng, người ngại chúng hận người chưa đủ sao, không phải ta gọi mẹ con các nàng đến, trang trạch lương hồn hền chừng mắt trần kiều nương, ta đã nói hai người yên ổn ở nhà, tới nơi này chỉ thêm loạn, trần kiều nương ít khi bị trách cứ như vậy, cảm thấy vừa tủi thân vừa tức nghẹn, nam nhân của ta ở nơi này, nhi tử cũng ở đây, vì sao ta không thể tới, lão gia ngài không thể vừa thấy bọn họ có tiền đồ rộng mở đã muốn bỏ chúng ta chờ kết quả của cuộc thi có thể đậu hay không còn chưa biết bằng một tiếng vang lên cái cốc đáp ngay dưới chân trần kiều nương trang trạch dân không nói một lời nhìn bà ánh mắt kia như dao nhỏ cắt trên người trần kiều nương khiến bà ta ngã ngồi trên đất trong lòng trang trạch lương thầm hận bà ta khiến mình thêm nhiều việc đang muốn nói cái gì đó trang trạch dân lại phải tay áo nhanh chóng rời đi lúc này trần kiều nương mới thấy bản thân quả thật không nên tới, nhịn không được nhìn về phía nữ nhi, là nữ nhi nói muốn đến, trước mắt, phải làm gì đây, trang thư đình cũng biết không nên đến, nhưng đã đến thì không có đạo lý rời đi, nàng muốn nhìn một chút hiện trang thư tình biến thành dạng gì, cũng muốn nhìn vị công tử nàng dựa dẫm rốt cuộc cao quý thế nào, bất quá chỉ là đứa con gái bị đuổi khỏi nhà, không có mẫu thân che chở, bằng cách gì có thể sống tốt, Trần An nhéo nhéo cánh tay nương, Trang Thư Đình ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân, trước khi phụ thân phát hòa mở miệng nói, cha, ngài đi hai ngày chưa trở về, nương lo lắng an không ngon ngủ không yên, thật vất vả mới yên tâm khi chờ được tin ngài cho người đưa về, nương vốn cũng không nghĩ sẽ đến đây, là do tổ mẫu lên tiếng, tỷ tỷ và đệ đệ đã trở lại, không thể không đi thỉnh an lão nhân ra ngài, có phân phó của tổ mẫu, con và nương không thể không đến đây, cha, người không nên trách oan nương, trần kiều nương lập tức phối hợp gạt lệ trong khóe mắt, quả nhiên thấy sắc mặt lão ra hòa hoãn xuống, dù thế nào thì các các người cũng không nên đến trong tộc nhiều năm chưa có ai đọc sách mà được tiến thân thật vất vả mới có một người có tiền đồ đại ca sao có thể không coi trọng nghĩ đến sắc mặc đại đường ca khi rời đi trang trạch lương đau đầu không thôi hắn không coi trọng gia tộc không có thực lực này cũng không nghĩ sẽ có lui tới nhưng hiện tại lại bất đồng tỷ đệ tình nhi và hàn nhi căn bản không để ý tới hắn nếu toàn bộ tộc nhân đều đứng về phía chúng người làm cha như hắn về sau sao có thể mơ tưởng chiếm một chút lợi ích nếu có thể có tầng quan hệ với tô tiên sinh không cần tốn nhiều công sức chỉ dựa vào điểm này mọi người đều phải nhìn mà ngưỡng mộ các ngươi đều trở về phòng đi an phận một chút vẻ mặt trang trạch lương nghiêm túc mặc kệ trong lòng các ngươi có chú ý gì đều buông xuống hết cho ta còn hai tháng nữa sẽ chuyển đến hội nguyên phủ nếu như có thể thiết lập tầng quan hệ với tô tiên sinh đối với ta đối với tiền đồ của Diệu Nhi đều rất có ích các ngươi không thể không hiểu, mẹ con hai người nhìn nhau, đều gật đầu đáp ứng, Trần Kiều Nương thật sự nguyện ý vì trượng phu Nhi từ nhẫn nại, về phần một người khác, Trang Thư Đình buông tầm mắt xuống, nàng nhất định phải trông thấy vị bạch công tử kia, lúc này Trang Thư Tình căn bản không biết hai người mình ghét nhất đã đến, đang cùng Trang Thư mẫn thủ thì thù thì nói chuyện, muội ở hội nguyên phủ có mua một căn nhà, tuy rằng không không thể so được với nơi này của Trang gia, nhưng cũng đủ cho vài người chúng ta ở, muội còn mở một cửa hàng, mỗi tháng đều có tiền thu ổn định, đủ để sống qua ngày an nhàn dư giả, nơi đó không có bành gia, không có những lời nói khó nghe, không có vì tỷ chưa lấy chồng đã phải ở quá mà dùng ánh mắt khác thường để nhìn tỷ, thậm chí chỉ cần có người thích hợp, tỷ cũng có thể ở nơi đó thành thân sinh con, mẫn tỷ tỷ kiên cường một chút, nếu muốn sống tốt, đầu tiên phải khiến mình đủ mạnh mẽ, bằng không dù muội có bản lĩnh thông thiên cũng không thể giúp tỷ, có đem tỷ đến hội nguyên phủ, tỷ cũng không vượt qua được, trang thư mẫn nắm chặt khăn tay, lồng ngực phập phồng, ta ta thật sự có thể rời nơi này, đương nhiên, chỉ cần tỷ nguyện ý, tình muội muội, muội thật sự nguyện ý thu lưu ta, không phải thu lưu, trang thư tình cười đến ôn hòa, tỷ có thể đem nơi đó trở thành nhà của tỷ, nếu tỷ cảm thấy không được tự nhiên, vậy thì coi như là đang đến thăm người thân, chỉ là thời gian thăm dài một chút thôi, trong nhà của muội không có trưởng bối, tỷ không cần lo lắng sẽ có người dùng quy củ để trói buộc cuộc sống của muội rất tự Tự tại, hy vọng tỷ tỷ cũng sống được tự tại như vậy, chỉ sợ đến lúc đó tỷ không đồng ý quay trở lại, bá mẫu sẽ không tha cho muội phốc, trang thư mẫn không nhịn cười, nước mắt cũng chảy xuống theo, nhưng lúc này, trong ánh mắt nàng đầy sức sống, nương của tỷ không biết sẽ cao hứng như thế nào đâu, người là mẫu thân tốt nhất trên đời, nương của ai cũng đều tốt nhất, đúng, tốt nhất, hai tìm muội nhìn nhau cười, chu thị đứng ở trước cửa nhìn thấy mà đỏ hốc mắt hận không thể đi vào ôm hai người mà khóc lớn một hồi đem mấy ngày nay lo lắng phẫn nộ khổ sở toàn bộ đều phát tiết ra nữ nhi của nàng sống lại rồi nương bá nương chu thị dưng dưng cười tiến vào một tay nắm lấy nữ nhi tay còn lại nắm lấy trang thư tình dùng sức nắm chặt nương tình muội muội nguyện ý mang con đi hội nguyên phủ con muốn đi nương đều nghe được đi đương nhiên phải đi dù cho cả đời này con không trở lại cũng không sao, nương luôn dõi theo con, toàn gia luôn dõi theo con, nước mắt bất giác chảy, chu thị cũng không lau, bà rất vui, đến hội nguyên phủ chỉ cần ngồi thuyền ba ngày, nương có tiền riêng, có thể đến thăm con, dạ, được ạ, à? trang thư mẫn liên tục gật đầu, nước mắt ướt cả mặt nàng, nàng may mắn cỡ nào, có mẫu thân vì nàng suy nghĩ như vậy may mắn cỡ nào khi nàng tìm không được đường lại có người dẫn nàng đi nàng là một người vô dụng như vậy nhưng lại có những người thân tốt nhất tình nhi bá nương còn chưa nói lời cảm tạ với con nhưng trong lòng bá nương đều nhớ kỹ Mong con sống vui vẻ, hạnh phúc cả đời, mũi trang thư tình cũng có chút chua xót, bá nương không cần phải khách khí, con là một người như vậy, ai đối tốt với con, con sẽ đối tốt với người đó. Lúc trước là Mẫn Tỉ Tỉ rất tốt với con, bây giờ con lại giúp Mẫn Tỉ Tỉ một chút cũng không cô phụ tâm ý của Mẫn Tỉ Tỉ, Chu thị đem tay hai người cầm đến để cùng nhau. Giờ khắc này, trong lòng vô cùng cảm tạ, Bạch Chiêm bị trang thư tình ném ra ngoài viện không cho hắn vào cùng trang bình chí nhìn thấy hắn liền mời hắn chơi cờ sau vài canh giờ ông rốt cuộc cũng biết bản thân có quyết định cực kỳ sai lầm cờ này cũng có thể đi được như vậy Giờ thì tốt rồi, nét mặt già nua của ông sợ là đã không còn gì có thể diễn đạt lại đi một vài bước nữa, thắng thua trên bàn cờ đã quá rõ ràng, người trẻ tuổi không cần bộc lộ tài năng như thế, từ nhỏ đã như vậy, có gì không thể, bạch chiêm niết viên cờ màu trắng, chất liệu rất bình thường, tuy đã lâu nhưng được giữ rất tốt, nhìn cũng có chút sáng bóng, trang bình trí lắc lắc đầu, bưng trà lên bình thản uống một ngụm, thử thăm dò nói, cửa lớn của của bạch gia, tình nha đầu sợ là trèo cao không nổi, ta tán thành là đủ rồi, bạch chiêm không chút để ý liếc trang bình trí một cái, chút tâm tư này ta nghĩ ngài nên thu hồi, thư tình là người có trí nhớ cực tốt, các người đối tốt với nàng một phần, nàng sẽ trả lại cho các người mười phần, không cần tính kế nơi ta, ta chỉ làm theo tâm ý của nàng, bị nói thẳng, ra mặt lão thái gia có chút nóng, nhưng có lời này ông cũng yên tâm hơn, ông muốn tốt cho trang ra. tình nha đầu và hàn tiểu tử tất nhiên cũng bao gồm bên trong về sau dù kết quả thế nào thì cũng là tiểu bối nhà mình không thua kém người ta nhìn thế nào đều cảm thấy tốt thế nào lại chậm như vậy đã sớm nghe được tiếng bước chân, đợi đến khi Trang Thư Tình đi từ cửa ra Bạch Chiêm liền nói giọng oán giận, thấy khóe mắt nàng hồng lên liền lấy tay khẽ vuốt theo bản năng, cũng không cảm thấy ngay trước mặt trưởng bối người ta có gì không đúng, đừng khóc, sẽ thương tổn đến mắt ta khóc hồi nào, có quỷ mới khóc. Trang Thư Tình mở miệng liền phản bác, cẩn thận ngẫm lại thì đúng thật, vài lần đều khóc trước mặt nam nhân này, mặt mũi đều mất hết, được được, nàng không khóc, muốn muốn trở về phòng sao, Trang Thư Tình lườm hắn một cái, tiến lên hành lễ với lão thái gia, tổ bá phụ, con muốn mang mẫn tỷ tỷ rời khê thủy chấn, Trang Bình trí nghĩ tới lời nói vừa rồi của Bạch Chiêm, nếp nhăn che kín mặt nhất thời đều giãn ra, nàng quả nhiên là một đứa nhỏ có trí nhớ thật tốt, mẫn nhi có đồng ý không, vâng, mẫn tỷ tỷ chỉ cần có người chỉ nàng lối ra, nàng sẽ nhìn thấy hy vọng, không ai nguyện ý tự nhốt mình, ta cũng chưa kịp hỏi hỏi, con ở hội nguyên phủ làm cái gì, muốn nuôi dưỡng hàn tiểu tử ăn học, lại vừa muốn nuôi thêm một hài tử, hiện tại còn có cả mẫn nha đầu, con, cố được sao, tổ bá phụ yên tâm, ở hội nguyên phủ con có mở một cửa hàng, việc buôn bán rất tốt, trong tay cũng dư giả, có thêm mẫn tỷ tỷ cũng không vấn đề, con là cô nương, sao lại xuất đầu lộ diện, theo quán tính giáo huấn một câu, rồi lại chợt thở dài, mang theo đệ đệ bên người còn có thể không chế được cục diện như thế cũng là con có tài ta cũng không có tư cách trách móc con bất quá nếu có chuyện khó xử cũng phải cho ta biết dù không thể giúp con việc lớn nhưng những việc nhỏ cũng có thể chia sẻ một hai dạ thư tình đã nhớ trang thư tình kỳ thực có chút chuyện muốn nói bất quá ý tưởng này còn phải chờ tài năng của thư hàn bọn họ họ trang đây là ràng buộc cả đời không thoát khỏi được một người vinh quang cả tộc vinh quang đó là chuyện xưa nay nay, gánh nặng này một mình nàng không khỏi quá sức, nếu như có ai đó có thể giúp đỡ về sau Thư Hàn cũng thoải mái một chút, trang ra trước mắt chưa hẳn không thể tìm ra một người có khả năng, đang còn một người một hổ bị thương, nên hai người muốn từ chính sảnh nhanh chóng trở về phòng của mình, chỉ là, luôn có những người không biết thế nào là thức thời, tự nhận mình có cách xuất hiện làm người khác phải ngước nhìn, đã lâu không gặp tỷ tỷ, thật là phong tư tuyệt vời, thướt tha lại yêu kiều, bất quá, trang thư tình tựa tiếu phi tiếu nhìn nữ nhân giả dối trước mắt, hoa tâm của ngươi hướng đến ai đây, bộ dáng này là muốn để cho ai xem vậy, trang thư đình sớm biết tâm tư bản thân không thể gạt trang thư tình, nhưng nàng cũng không nghĩ trang thư tình sẽ trực tiếp nói ra, trang thư tình, người này giống như một thanh đao đang được mài rũa, càng mài càng sắc bén, chương 72, bái tế cúi đầu lộ ra chiếc gáy trắng tuyết, trang thư đình không giả yếu ớt, mà thể hiện một bộ dáng quật cường, muội biết tỉ hận muội cướp phụ thân, nhưng đó cũng là phụ thân muội, muội không sai, trang thư tình lười so đó với hạng người này, bạch chiêm, mục tiêu của nàng là ngươi, ngươi tự xử lý đi, một nữ tử không biết liêm sĩ dù là gia đình bình thường cũng khó chấp nhận, sách dày cho ta còn không đáng, chúng ta trở về phòng thôi, lần sau nàng muốn ra ngoài nhớ nhắc ta xem lịch được, hai người nhìn cũng không thèm nhìn, lướt qua trang thư đình mà đi, trang thư đình không ngẩng đầu, nàng có thể thể tưởng tượng biểu tình đắc ý của Trang Thư Tình lúc này, nàng không nên nhìn, không muốn nhìn, không thể như vậy, không thể, đối mặt với nàng, nam nhân làm sao còn để ý Trang Thư Tình, mọi người đều nói nàng đẹp nhất Lãnh Sơn huyện, Trang Thư Tình là cái gì, nhất định vì nàng bộc lộ quá rõ ràng làm bạch công từ khó xử đúng chính là như vậy trang thư đình ngẩng đầu lên đem một lọn tóc gạt qua sau tai trên mặt bình tĩnh đến quỷ dị trang thư tình tỉ muội tốt của ta cứ chờ xem xem thử cả đời này là ngươi có bản lĩnh hay ta có bản lĩnh sẽ có một ngày ta đem ngươi giẫm nát dưới chân phốc đi đã xa trang thư tình rốt cục không nhịn được cười ra tiếng bạch chiêm thấy nàng cười đến bả vai đều run hai má ửng đỏ

không nhịn được đưa tay lên vuốt nhẹ má nàng, tay hắn phủ phàng bị đẩy ra, trang thư tình vất vả nhịn cười, mang theo ánh mắt ấm nóng, lộ ra thần thái sáng lạn, quả nhiên một vẻ đắc chí cao hứng như vậy, đương nhiên, vì mẫu thân ta xuất thân cao quý, khí chất hơn người, những kẻ kia chỉ có thể ghen tị, học không xong, cầu không được, nên trang thư đình hận không thể đoạt hết mọi thứ của ta biến tất cả thành của nàng, ở trước mặt ta diễn muội muội quật cường lại bị ngươi mắng không biết liêm sĩ, ngươi không thấy nàng giận đến phát run sao, nàng không vui, ta liền vui, nàng không lo ta để người khác vào mắt, hạng nữ nhân này mà ngươi có thể vừa mắt thì thê thiếp sợ sớm thành đàn, đôi mắt trang thư tình mang theo ý cười, ta không tin ánh mắt ta kém như vậy, ý tứ trong lời này, bạch chiêm dừng bước, giữ chặt tay trang thư tình, là ý tứ mà ta nghĩ sao, trang thư tình vô tội nháy mắt, ý tứ nào cơ, nàng nàng coi trọng ta nàng sai rồi so độ dày ra mặt với người này nàng kém xa nàng trả lời ta đi bạch chiêm có chút vội vàng lúc trước là tự hắn đa tình thư tình không chán ghét xa lánh hắn đã là chuyện thiên ân vạn tạ thật vất vả mới đợi được một câu như vậy không có câu trả lời rõ ràng hắn không cam tâm, hạ nhân trang ra nghe đến đây ảo ảo né tránh nhưng lỗ tai đều dựng lên, trang thư tình bất đắc dĩ, chúng ta về phòng rồi nói được không, bạch chiêm rốt cuộc vẫn không nỡ để nàng khó xử, chăm sóc thương thế cho một người một thú, lại xem chuyện học hành của thư hàn một chút, rốt cuộc không thể trốn nữa, trang thư tình thầm mắng bản thân lanh mồm lanh miệng, khiến bây giờ không thể không đối mặt, bạch chiêm, là một người tốt, gia thế cao, có bản lĩnh, trân trọng, quan tâm, yêu thương nàng thật lòng, là chỗ dựa đáng suy nghĩ chỉ mỗi tội quá bướng bỉnh ngươi quá tốt bạch chiêm lập tức ngắt lời nàng đừng nói ta tốt đây không phải câu trả lời ta cần nàng muốn lãng tránh ta không chấp nhận bạch chiêm thật cố chấp thời đại này vẫn chưa có chuyện tự do yêu đương hắn lại khăng khăng một mực còn tự suy nghĩ lung tung nàng chưa nói xong mà thấy nàng im lặng không nói bạch chiêm thực sự hiểu sai ý nàng nhất thời trầm mặt hắn phải làm thế nào thì nàng mới hiểu thân phận địa vị cái gọi là môn đăng hộ đối hắn chẳng quan tâm, ra thế là cái gì, có thể quan trọng hơn tình cảm chân thật của hắn sao, ngay cả phụ thân hắn là hoàng đế cũng không thể xen vào chuyện của hắn, vậy vì sao nàng nhất định để ý ta muốn nói không phải ý này, sao, trang thư tình cười cười, hơi có chút ngượng ngùng, ý tứ của muội là, muội không phải muốn cự tuyệt huynh, chỉ là hiện tại thời gian và địa điểm không thích hợp, bạch chiêm, ngày mai huynh cùng muội đi thăm áp nén hương cho nương đi bạch chiêm lần này đã hiểu rõ nàng còn có hai năm hiếu kỳ hiện tại không phải lúc nói chuyện này, mà có nói cũng không thể nói ở trang gia, nhưng nàng nguyện ý dẫn hắn đi thắp nén hương bái tế mẫu thân, việc này có nghĩa gì, không cần nói cũng biết, bạch chiêm ôm bổng nàng xoay vòng, mặt mày phấn chấn tươi cười rạng rỡ như nắng ấm mùa xuân, trang thư tình ôm cổ hắn, yên lặng dung túng hắn, ngày hôm sau, đi bái tế trừ hai người còn có trang thư hàn và vị đệ đệ mới tiến vào gia phả của trang gia trang thư cố ở trong này lúc đó thư hàn là người đưa tiễn linh cứu nên nhớ rõ vị trí, đi trước dẫn đường, đây là khu mộ của dòng tộc Trang Gia, được bảo hộ khá tốt, cỏ không mọc quá dày trên mộ, Trần Nguyên dọn cỏ tươm tất, bày biện tế phẩm, Trang Thư Tình dẫn người quỳ xuống, nhìn thấy công tử nhà hắn quỳ lưu loát như vậy, Trần Nguyên suýt nữa, rớt cầm, công tử ngay cả lão gia từ cũng chưa từng quỳ đó, nương, nữ nhi chiếu cố đệ đệ rất tốt, người hãy yên tâm an nghỉ, vài ngày nữa đệ đệ sẽ tham gia huyện thử để ấy nhất định làm dạng dỡ tổ tông khiến mẫu thân vui lòng giải rác những câu chuyện nhỏ trang thư tình kể từng chuyện giọng nàng rất nhẹ nhàng giống như mẫu thân nàng đang ngồi bên cạnh nghe con gái ngoan của mình an ủi tâm sự khoe thành tích tốt đợi mẫu thân xoa đầu ôm vào lòng cổ vũ mẫu thân đây là bạch chiêm chàng đang đợi nữ nhi qua hiếu hì, nếu như hai năm sau chàng còn có thể cùng nữ nhi đến thăm người nữ nhi sẽ nói cho cho chàng biết nữ nhi của mẫu thân là một người thế nào bạch chiêm tháp hương quỳ bái bưng chén rượu rót xuống tế mộ bá mẫu an tâm hai năm sau con nhất định đến trần nguyên thấy thế biết đối với công tử việc này đã không còn gì có thể thay đổi dẫn những người khác đều quỳ bái trang thư tình nhìn cũng không ngăn cản thư hàn để trò chuyện với nương đi để đã nói rồi ở trong lòng nói rất nhiều thư tình cũng không nói thêm ôm trang thư cố cúi đầu bái mẫu thân sau đó đoàn người đến phần mộ của trang tứ gia bái tế đồng thị hành động này cơ hồ đã chiêu cáo toàn bộ trang gia quan hệ của nàng và Bạch Chiêm, người nói nhảm tất nhiên có, vài người còn thầm mắng nàng bất hiếu, trang bình trí trách cứ nàng hai câu, rốt cuộc cũng không nói thêm lời nói nặng gì, còn cảnh cáo người khác không được nói ra nói vào, thời gian bình bình ổn ổn trôi, rất nhanh đã đến 15 tháng 2, sắp đến ngày dự thi, ta sẽ cho người đi trước chuẩn bị một chút, miễn cho khi thư hàn đến nơi lại không tìm được chỗ chỗ trọ, không cần đâu tổ bá phụ, bạch công tử đã phái người an bầy, trang thư tình cười trấn an, thoạt nhìn lão gia tử này so với người làm tỉ tỉ là nàng còn quan tâm việc thi cử của thư hàn hơn, nếu người lo lắng, vậy hãy cùng chúng con đi thị trấn, dù sao cũng gần, đường đi cũng không quá bất tiện, trang bình trí suy nghĩ một hồi vẫn lắc đầu, bộ xương già của ta, nếu đi sẽ thêm phiền, con chiếu cố tốt thư hàn, đừng để hắn phân tâm, tổ bá phụ yên tâm, con sẽ ghi nhớ, ta chờ kết quả tốt của các con, được rồi, đã chuẩn bị tốt thì đừng trì hoãn, hàn tiểu tử, vì nương của con, cũng vì tỷ tỷ, con phải cố gắng, trang thư hàn mím môi gật đầu, không nói bất kỳ lời cam đoan nào, tất cả quyết tâm đều rực sáng trong mắt hắn, trang thư diệu nắm chặt tay, không cam lòng, hắn bị bắt ở trong phòng không cho phép ra cửa một bước, sắc mặt cực xấu, bạch chiêm híp híp mắt, ngoác ngón tay với thanh dương dương tử, khiến những kẻ kia không rảnh gây phiền hà cho người khác. Thanh dương Từ nhếch miệng, công tử, người cứ tin tưởng ta, phía bên kia, chu thị đang dặn dò nữ nhi, con theo tình nhi đi rồi, phải mạnh mẽ, không nên sợ hãi nhu nhược ngay cả một câu cũng không dám nói. Nương sẽ dõi theo con, thư tình thật tâm xem con là tỷ tỷ, nàng sẽ không để con bị người khác khi dễ, nếu bành ra còn dám gây chuyện, con cứ đem tức giận lúc trước phát tiết ra hết. Nhưng mẫn nhi à, chính bản thân con phải cố gắng, ai cũng không thể giúp con cả đời, con nên học hỏi tình nhi, nàng tự mình thoát ra khỏi gia đình của thất thúc, vẫn có thể vững vàng mà sống, so với nàng, con có điều kiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần, chút cực khổ ấy con chắc chắn có thể vượt qua, chàng thư mẫn dùng sức gật đầu, hốc mắt hồng hồng, nhưng không khóc, chu thị nhìn con, cũng yên tâm phần nào, nàng cũng là có chút tư tâm, nữ nhi của nàng nhốt, mình trong phòng khổ sở như vậy tình nhi chủ động dẫn mẫn nhi thoát ly nhất định sẽ chiếu cố nữ nhi thật tốt có được thư tình quan tâm về sau đối với mẫn nhi chắc chắn có lợi nàng thật mong nữ nhi có thể hạnh phúc vui vẻ mà sống có tương lai tươi sáng không cần bị ép chết ở khê thủy trấn này. Lúc rời đi, đội ngũ nhiều hơn không ít, một nhà trang trạch lương cũng đợi đến lúc này mới khởi hành đi hội nguyên phủ, trang bình trí cho thêm vài thiếu niên 12-13 tuổi vào, nói là muốn theo thư hàn học tập, trang thư tình không thể cự tuyệt, chỉ đành phải mang theo, hơn nữa còn thêm một chiếc xe ngựa của chủ tớ trang thư mẫn, một đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, khiến người của khê thủy trấn xem mút tầm mắt đến thị chấn một đám người không thuê khách sạn ở tại một chỗ không tính quá lớn nhưng trong huyện đã là căn nhà không nhỏ nơi này cách trường thi rất gần giờ mẹo đã phải vào trường thiếu đi vài bước chân có thể ngủ nhiều một lát lo lắng sao đối với nàng tốt nàng sẽ khách khí đáp lại nhưng nếu đối tốt với thư hàn sẽ khiến trong lòng trang thư tình thực sự cảm động bạch chiêm vụng trộm nhướng nhướng mày quyết định thưởng cho trần nguyên đúng là càng ngày càng được việc an bài trang thư mẫn ngay cạnh phòng mình những người khác thư tình không xen vào lôi kéo thư hàn ra cửa tỉ tỉ chúng ta đi đâu lúc trước còn chưa có tính ở trong huyện nếu đã đến tất nhiên phải đi chào hỏi cao đại phu những ngày này đệ học đủ rồi để đầu óc nghỉ ngơi một chút đi cao tử lâm không nghĩ hai tỷ đệ sẽ đến nhất thời ngay cả đứng dậy cũng quên đợi hai người đến trước mặt mới phục hồi tinh thần vội vàng kêu đại phu khác đến thay rồi rồi dẫn hai người vào phòng trong, cũng giống nửa năm trước, đã hai lần gặp gỡ tâm tình trang thư tình lại nhớ về hồi ức, mấy hôm trước chợt nghe được các ngươi sẽ trở lại, nói là trở về tham gia thi cử, thật không, đúng vậy, trang thư tình cười, không nghĩ tới tỷ đệ chúng ta cũng trở thành đề tài, cũng không có gì, lúc mọi người bàn tán ta còn tưởng bọn họ nhớ lầm người, xem khí sắc hai người đều tốt, cao tử lâm mới buông xuống tâm sự, nhìn tình cảnh hai người lúc rời đi hắn thật lo lắng không yên y quán này của cao đại phu buôn bán có tốt không huyện thành nhỏ được hay không vẫn vậy cũng không khác lúc trước bao nhiêu cao tử lâm nhìn tỷ đệ hai người trêu ghẹo nói thế nào các ngươi là đến báo ân sao ân Tình này không thể dùng tiền bạc đong đếm, cũng không phải chỉ cần nói cảm ơn hai ba câu là được, nếu như đưa một tấm ngân phiếu, ngược lại là bất kính với cao đại phu, đạo lý này ta hiểu, trang thư tình tùy tay cầm lấy tờ giấy trên bàn viết địa chỉ của mình, giao cho cao tử lâm, chân thành nói, ta chỉ có thể cho cao đại phu lời hẹn, nếu như một ngày cao đại phu có tâm muốn phát triển ở hội nguyên phủ, ta nhất định giúp người một tay, chương 73, thi cử rời khỏi hồi xuân đường, Trang Thư Hàn liền hỏi, tỷ tỷ, sao tỷ lại muốn cùng Cao Đại Phu mở y quán ở hội Nguyên Phủ, ta có chút tư tâm, Trang Thư Tình không nói tỉ mỉ, cũng không có gì quan trọng, để không cần suy nghĩ nhiều, tỷ tự có chủ ý, có muốn đi dạo đâu đó trước khi trở về không, dạ không, chúng ta trở về đi, mặc dù sống nơi này gần 10 năm, nhưng chẳng có gì khiến hắn lưu luyến, hội Nguyên Phủ còn cho hắn cảm giác thân thuộc hơn khoa cử là chuyện thật đáng sợ không chỉ làm thí sinh căng thẳng còn khiến người nhà lo lắng không yên may mắn trang thư tình từng trải qua kỳ thi tuyển sinh khủng bố kiếp trước nên có chút kinh nghiệm chưa tới giờ dần vài căn phòng đã thắp thoáng ánh sáng ngọn đèn cửa mở người trong phòng bước ra mẫn tỉ tỉ trời còn chưa sáng tỷ đi ngủ đi nơi nào còn có thể ngủ hôm nay là ngày thư hàn đi thi không được chậm trễ tỷ đến phòng bếp giúp một tay, thấy nàng tinh thần phấn chấn, chàng thư tình không ngăn cản, kiểm tra cẩn thận những thứ cần thiết cho việc thi cử của Thư Hàn trong tay Nguyệt Minh, xác định không có vấn đề mới an tâm, trước kia nàng là thí sinh, hiện tại là phụ huynh, vậy mà so với khi làm thí sinh còn khẩn trương hơn. Không trách được mỗi kỳ thi tuyển đều rầm rộ như vậy, trong trường thi ta để người đi chuẩn bị rồi, sẽ không ai gây khó dễ cho đệ, vị trí cũng tốt nhất, đệ chỉ cần vào thi, không ai dám khiến đệ chịu thiệt, Bạch Chiêm lười biếng tựa vào tường nói dáng vẻ chẳng khác chi không xương, có lời này, tâm tình trang thư tình mới an ổn, nàng không dám xem nhẹ trí tuệ cổ nhân, càng hiểu những thứ đen tối trong khoa cử, mình thương dễ đỡ, ám tiễn khó phòng, có bạch chiêm sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nàng đã không cần lo trước lo sau, để sẽ không khiến mọi người thất vọng, bên ngoài trường thi, người đến, người đi không dứt, không khí rộn ràng trong trật tự, từng gương mặt đều thật khẩn trương, lo lắng, thấy trang trạch lương trang thư tình không cần nghĩ cũng biết mục đích của hắn quá rõ ràng chỉ cần là nơi có thể biểu hiện hắn sẽ không bỏ lỡ trang thư hàn không cho hắn cơ hội nhìn thấy hắn đi tới chỗ mình liền mang theo bút nghiên bước vào trường thi trang trạch lương có chút lúng túng nhưng không tức giận lâu nay tỷ đệ bọn họ đều là thái độ này hắn đã quen tình nhi con đi trước một bước không đợi hắn nói xong trang thư tình liền đánh gãy lời hắn nhà nhạt vén áo thi lễ rồi xoay người lên xe ngựa trang trạch lương nhìn xe ngựa trong lòng càng vững vàng kiên định đại chu tuy rằng khác trước nhưng vẫn có người quản chế bạch chiêm dám dùng loại xe ngựa quy cách này đã nói lên điều mà hắn vẫn nghĩ người như vậy coi trọng tình nhi giống như việc tốt từ trên trời rơi xuống còn rơi ngay trước mặt hắn trời cho món lợi lớn có thể buông bỏ sao đừng nói một nữ nhi dù một thêm một hắn cũng cầu luận dung mạo đình nhi thật không kém trưởng nữ nam nhân kia có thể cự tuyệt chuyện tốt thế này sao chỉ là trước tiên cần tìm một cơ hội có thể tiếp xúc với đối phương càng nghĩ càng thấy chủ ý này thật tốt trang trạch lương vội vàng đi về nhà trang thư tình vén một góc rèm xe nhìn theo bóng hắn hơi hơi nhăn mẩy bạch chiêm dựa vào gần đầu để trên vai nàng cùng nàng nhìn ra bên ngoài lo lắng chuyện gì trang trạch lương không phải không có đầu óc bằng không sẽ không đậu cử nhân hắn đem toàn bộ tâm tư đặt trên người muội và thư hàn vậy cũng phiền toái đẩy người bên cạnh ra khỏi đầu vai trang thư tình buông màn ngồi xuống còn có trang thư đình cũng không phải người dễ dàng bỏ qua cơ hội kể từ ngày đó nàng không có chút động tĩnh muội ngược lại lo lắng nàng sẽ làm chuyện khiến người khác không thể ngờ nàng ta ngay cả đến gần muội còn không được sao có thể làm gì nếu muội không yên tâm ta cho người thu thập nàng ta khiến nàng ta ngay cả xuất môn cũng không dám được không trang thư tình trầm tư suy nghĩ sau một lúc vẫn lắc đầu tạm thời không nên tạo nghiệp chờ thư hàn tham gia khoa khảo xong rồi nói trang thư hàn là người ra khỏi trường thi sớm nhất lúc lên nộp bài bị ánh mắt của một đám người tò mò nhìn ngắm ngay cả lúc ra cũng vậy nếu không phải đã chưa trang thư tình không yên lòng đợi ở nhà nôn nóng đến chờ bên ngoài trường thi sợ là khi đệ đệ ra sẽ không thấy nàng, sao lại nhanh như vậy, để đói bụng chưa, đi, chúng ta về nhà, tỷ tỷ đừng lo lắng, đề thi rất dễ, để làm xong đã lâu, không muốn ngây ngốc trong đó nên mới đi ra, thi xong rồi thì đừng nghĩ ngợi nhiều, tỷ tỷ tin tưởng đệ, chỉ vài ngày sẽ có kết quả, hai ngày sau sẽ có, tỷ tỷ, đệ rất tự tin, Trang Thư Hàn biểu hiện thật sự bình tĩnh, như hắn nói, đề này với hắn quả thật không khó, tỷ tin đệ nhất định đạt kết quả tốt, vất vả lâu rồi, tỷ phải đem đệ về bồi bổ cho mập ra mới được, thời gian hai ngày rất nhanh, tỷ tỷ, chúng ta cùng chờ tin chiến thắng, được, về nhà thôi, nói thì nói vậy, nhưng hai ngày này cả hai tỷ đệ đều nôn nao khôn tả, bạch chiêm nhìn mà bất đắc dĩ hơn nửa đêm chạy một chuyến đến huyện nha trở về liền cam đoan thư hàn chắc chắn đậu không cần nôn nóng, an tâm chờ kết quả là được. Trang thư tình chỉ cho rằng hắn đang trấn an mình, trên mặt biểu hiện trầm tĩnh một chút, trong lòng lại khấp khởi không yên, thẳng đến ngày kế tận mắt nhìn thấy thư hàn và 48 người xuất hiện trên bảng tên tâm mới triệt để an ổn, vài ngày không thi cử, trang thư hàn tĩnh dưỡng rất tốt, đến ngày thứ tư tinh thần dạng người, sắc mặt sáng rỡ. Giống như Khê Thủy Trấn, tại Lãnh Sơn huyện, Bạch Chiêm vẫn để Trần Nguyên đi chuẩn bị nhưng không lộ thân phận, chỉ đến tiến cử Trang Thư Hàn là hiền tài có khả năng đậu giải nguyên năm nay. Đồng thời tuy Thư Hàn tuổi nhỏ nhưng tài năng và biểu hiện xuất sắc đã khiến huyện lệnh có ấn tượng khác sâu. Việc hắn là tiểu đệ tử mới thu nhận của Tô Văn không truyền ra ngoài, nên từ khi bắt đầu chuẩn bị đến lúc đi thi, mấy đại nhân ở đây không biết lai like lịch Trang Thư Hàn chỉ cảm thấy nể phục khi hắn biểu hiện ổn trọng cùng bản lĩnh hơn người khiến người khác nhìn liền cảm mến chỉ muốn đem hắn thu về môn hạ tuy rằng bị khéo léo từ chối nhưng ấn tượng tốt đối với trang thư hàn không vì vậy mà mất đi chút nào bên ngoài huyện nha người người đông nghịt giờ mùi tất cả thí sinh đã tới đông đủ hồi hộp xôn xao chờ đợi kết quả được công bố hai nha dịch đem bố cáo đỏ thẫm niêm yết sau đó canh giữ hai bên không để đám người đến xem vì kích động mà náo loạn tên của trang thư hàn viết ở chỗ trên cùng dễ thấy nhất không cần cố sức cũng có thể xem rõ ràng, chàng thư tình có chút choáng ngợp, là chúng đầu bảng, khả năng của đệ đệ thật sự vượt quá mong đợi của nàng, nàng ban đầu chỉ cần đệ đệ đứng giữa là được, nhìn người trước mắt rõ ràng thực thực cao hứng, còn cố tình làm vẻ mặt điềm tĩnh, chàng thư tình nhéo nhéo hai má hắn, đệ đệ của tỷ, rất, rất giỏi, chàng thư Hàn tâm tình tất cả đều là vui sướng, hắn chính là đốc hết toàn lực để thi, chỉ có chút không ngờ lại là nhất bảng, hắn không khiến tỷ tỷ thất vọng, tiên sinh nếu biết nhất định rất vui mừng. Hàn Nhi, con thực sự đứng đầu bảng, trang Trạch Lương hô to, hướng tất cả tầm mắt lại đây, mọi người đều muốn nhìn một chút, người đứng đầu bảng là ai? Đến khi nhìn thấy chỉ là một đứa nhỏ, đều cho rằng bản thân nhìn lầm, nhưng khi nam nhân kia đến gần đứa nhỏ gọi Hàn Nhi, bọn họ đều không thể không tin, đứng đầu Lãnh Sơn huyện năm nay, cư nhiên là một đứa nhóc trang trạch lương thật sự rất cao hứng hàn nhi đứng đầu bảng thực làm hắn nở mày nở mặt năm đó hắn dù là người giỏi nhất trong gia tộc nhưng cũng chỉ ở giữa mà thôi trang thư hàn không nhìn hắn khóe miệng gợi lên độ cong trào phúng, đúng ta đỗ đầu, nhưng việc này có quan hệ gì với ngài, là mẫu thân dạy ta học vỡ lòng, dù ở trên giường bệnh cũng chưa từng buông lòng, là tỷ tỷ vất vả kiếm tiền nuôi ta ăn học, là bản thân ta ngày đêm vất vả học tập để thi cử, cái vị trí đầu bảng này, can hệ gì ngài, trang trạch lương lúc này thật sự hối hận, xen lẫn ái náy, nhưng dù hối hận hay ái náy, thì cũng không thể trở về được trước kia, hiện tại hắn phải làm thế nào thì còn trai mới quay về bên hắn đang muốn mở miệng trang thư tình đã cắt ngang nói muốn nói gì thì nói xong một lần về sau người sẽ không còn cơ hội tiếp cận chúng ta tình nhi ta biết ta có lỗi với ba mẹ con ta rất hối hận nhưng dù hối hận hơn nữa thì mẹ con đã không thể sống lại chúng ta đừng đem chuyện này dây dưa mãi ta dù sao cũng là phụ thân các con sẽ có lúc các con cần đến ta cần gì phải nói chuyện khó nghe như vậy, không cần nói nữa, Thư Hàn, chúng ta về thôi, Bạch Chiêm xoay người đuổi theo, cũng không quên phân phó, về sau, không được để hắn đến gần nửa bước, vâng, nhi tử yêu tú như vậy lại không do phụ thân dạy dỗ, chuyện trên đời cái gì cũng có thể xảy ra, lại là một người sủng thiếp diệt thê, trách không được người ta không nhận hắn, đúng vậy, ta nếu có cần trai như vậy sẽ yêu quý nó còn hơn bảo bối đủ loại âm thanh nghị luận lọt vào tai trang trạch lương tức giận nhưng lại bất lực không thể làm gì ở lại chỉ để người ta mỉa mai đành ôm một bụng uất khí trở về nhà trần kiều nương hiện cũng có chút khôn ngoan thấy sắc mặt lão ra khó coi tránh còn tránh không kịp đừng nói tới gần giả vờ câm điếc không hỏi nữa câu trang trạch lương trực tiếp đi tới phòng mẫu thân từ khi hai tỷ đệ đào tẩu lão thái thái càng ít nói đối với trang thư đình và trang thư diệu cũng không thân cận như trước nhưng nếu nói bà hối hận thật chẳng thể nhìn ra, cái nhìn vẫn gây gắt trước sau như một, thế nào, đỗ đầu bảng, lão thái thái mở to mắt, không chịu thua kém so với ngươi, đúng vậy, đứa con này hơn hẳn nhi tử, lời trang trạch lương đúng ra là chuyện đáng mừng, nhưng cố tình đứa con này lại không tiếp nhận người phụ thân là hắn, mẫu thân có chuyện muốn hỏi con, người hỏi đi, mẹ con Trần Di Nương trở về khê thủy trấn đúng thật không phải do con bảo các nàng đi, không phải nương cho các nàng đi sao? Lời vừa thốt ra khiến mẫu tử hai người đều thay đổi sắc mặt tốt, thật sự rất tốt, thủ đoạn này ta xem trước kia cũng đã sử dụng không ít, lão thái thái hừ lạnh, mấy ngày nay ta đang suy nghĩ, làm sao ta lại chán ghét đồng thị như vậy, đúng là vừa nhìn liền cảm thấy chướng mắt, hiện tại vẫn đang nghĩ nhưng lại không nghĩ ra được nàng có điểm nào không thỏa đáng, còn có hai tỷ đệ kia, quy cũ nửa điểm không thiếu, cũng chưa từng bất kính với ta, ta thế nào ngay cả lời nói ôn tồn cũng chưa nói, ngay cả vừa ý cũng chưa, ừm, con thử giải thích nghi hoặc dùm ta, trang trạch lương chợt nghĩ tới bản thân mình, hắn là từ lúc nào đã bắt đầu đâm dao lên ngực uyển như, lại còn sát muối lên vết thương ấy lục trong ký ức thế nhưng tìm không ra hình ảnh ở chung với hai tỷ đệ kia tất cả đều là âm thanh mềm mại của đình nhi gọi phụ thân bộ dáng diệu nhi đọc sách cho hắn nghe tỷ đệ bọn họ không nhận con con hãy nói với bọn họ cái nhà này không thể cho phép chuyện đó xảy ra, lão thái thái đứng dậy, một cái lão thái bà như ta tự mình tới cửa xin lỗi, để ta xem bọn nó có thể quyết tâm ngoan tuyệt đến đâu, tình nha đầu nếu thông minh, nhất định sẽ không để đệ đệ đứng đầu bảng của nó chịu thanh danh bất hiếu, chương 74, thành toàn trang thư tình lúc nghe thông truyền liền tức không chịu nổi, nàng không muốn gặp thì đừng gặp, ta kêu người đuổi họ đi, không, chàng không hiểu, trang thư tình dùng sức chịu đựng để không dùng mình bà ta chính là biết muội không dám làm như vậy mới có thể thông truyền muốn vào cửa gặp mặt bạch chiêm vừa nghĩ liền hiểu là cái danh bất hiếu kia muội tuyệt không cúi đầu trước loại người này nhất định không chỉ cần qua lần này đã có thể yên tâm cả đời muốn nàng thỏa hiệp với đám người hạ lưu kia còn không bằng giết nàng đi được muội muốn thế nào trang thư tình đứng dậy chúng ta ra ngoài gặp bà ta muội muốn nhìn thử những người kia làm sao đổi trắng thay đen vừa ra khỏi phòng liền thấy trang thư hàn chạy tới cơn tức đầy người tỉ tỉ để cũng đi Đại tại môn từ từ mở ra nơi này vốn không phải địa phương hẻo lánh tin tức tân khoa bà ngờ đây đã sớm lan truyền không ít người tò mò vây chung quanh nghe ngóng khi thấy trước cửa phủ có người cố ý gây khó dễ hơn nữa người càng lúc càng đông, Trang Thư Hàn đi trước, Trang Thư Tình đi sau, Bạch Chiêm theo sát, nghe nói lão phu nhân nhất định đòi gặp, bằng không sẽ cho mọi người biết tội danh bất hiếu của chúng ta, không phải, chỉ là tổ mẫu muốn gặp Tôn Nhi giải thích rõ ràng khúc mắc trong lòng các con, làm bộ làm tịch tốt lắm, trong lòng Trang Thư Tình âm thầm thay đệ đệ mắng lão thái bà này ngàn lần, vạn lần, lão thái thái nét mặt lộ ra chút buồn bã lại nói tiếp ta ta là tổ mẫu của các con, con trở về mấy ngày vẫn chưa đến thăm hỏi thỉnh an, ta rất nhớ các con. tổ mẫu lão phu nhân chưa nói dỡn hai tỷ đệ chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì với cả nhà trang trạch lương toàn tộc trang gia có thể làm chứng. lão phu nhân nếu không rõ có thể đến hỏi bất cứ lúc nào. đại bá phụ trang trạch dân của ta sẽ trả lời cặn kẽ giải tỏa hiểu lầm cho lão phu nhân. dù đã thoát ly môn hộ thì các con vẫn là cháu của ta trong người chúng ta cùng chảy một dòng máu huyết thống không thể chối bỏ, Trang Thư Hàn tức giận nở nụ cười, lúc trước khi vứt bỏ tỷ đệ ta, lão phu nhân có nghĩ tới chúng ta là cùng chung huyết mạch, đợi khi ta đỗ đầu bảng mới nhắc đến hai chữ thân tình, trên đời có việc tốt như vậy sao, gương mặt lão thái thái vẫn điềm tĩnh, không hề bị ảnh hưởng bởi lãnh ý của Trang Thư Hàn, cũng không vì những lời to nhỏ xung quanh mà trột dạ chuyện đã qua, ai đúng ai sai ta không muốn nhắc nữa nhưng mà thư Hàn con không nghĩ đến bản thân cũng nên nghĩ cho tỷ tỷ không có phụ mẫu làm chủ chuyện chung thân đại sự ai sẽ lo liệu cả đời này của tỷ tỷ con đành bỏ lỡ sao lão phu nhân không cần lấy ta làm cất ta dù cả đời không gà cũng không phiền lão phu nhân lo nghĩ và lại gà hay không gà là chuyện của ta không can hệ cả nhà lão nhân ra ngài, trang thư tình từ tốn tiếp lời, cái gì gọi là nam hôn nữ gả phụ mẫu làm chủ, ta chỉ có một mẫu thân đã mất nhiều năm, còn người tên trang trạch lương kia xứng đáng làm phụ thân sao, ta không quên được hình ảnh nương cười trước khi lâm trung dặn dò chúng ta phải nên người, hiếu thảo phụ thân, kính trọng tổ mẫu, phải sống thật vui vẻ để mẫu thân nơi cửu tuyền được an lòng, ta có thể quên sao ngày đưa tiễn mẫu thân người người được gọi là phụ thân không rơi một giọt nước Mắt mẫu thân bệnh liệt giường không một lần thăm hỏi, lúc mẫu thân nhắm mắt chẳng thấy bóng dáng, tổ mẫu từ tâm thật đáng kính trọng thế mà tỷ đệ chúng ta áo rách quần mỏng giữa trời đông giá rét ai người hỏi han, tổ mẫu sao, người ấy đang bận rộn châm chút quần là áo lụa cho muội muội để đệ thứ xuất yêu quý của ta, đêm giao thừa chúng ta ăn lạnh, uống lạnh, áo không đủ ấm, cơm không đủ no, thương nhớ mẫu thân, vừa tủi vừa buồn, ai người quan tâm, người một nhà các người nói cười rộn ràng hạnh phúc quây quần món ngon rượu ấm tất niên vui vẻ năm mới đủ đầy ta càng không thể quên di nương kia kiêu ngạo thế nào số phận ta trước mặt người đó còn thua cả một con kiến kiến có thể cắn chả còn ta chẳng chút khả năng phản kháng có thể tự do bày bố muốn dẫm đạp thế nào liền có thể tùy ý nếu ta vẫn chưa thể thoát ly căn nhà đó bây giờ có lẽ ta đã được gả cho tên vô lại ở thành đông hoặc gã què thành tây như lời trần di nương hiền lành rộng lượng của trang trạch lương cầu lão phu nhân giúp ta thông suốt người tổ mẫu ấy phụ thân ấy có gì để yêu kính đại sự cả đời nên để những người này an bày mái nhà như thế có thể bình yên vui vẻ mà sống lão thái thái nhất thời không thể phản bác trang thư tình lại lãnh đạm nói lúc đó thư hàn vì muốn có thể xem được nhiều sách hơn nên đi tới thư phòng phụ thân để tìm là ai cầm nghiên mực liệng lên đầu hắn nói cả đời hắn cũng chẳng thể có tiền đồ cũng may ta kịp thời đỡ thay hắn dù chán và đập chảy máu ta vẫn cảm thấy may mắn, nếu để thư Hàn còn nhỏ như vậy phải chịu lực đạo đó, nói không chừng cả mạng cũng không còn, hiện tại đệ đệ ta có tiền đồ, mấy người quên hết rồi sao, hay là ký ức bị lương tâm ăn mất rồi, chỉ có không còn ký ức các người mới không nhớ lúc trước tỷ đệ chúng ta bị đối xử thế nào? Lão phu nhân, ngài sống lâu như vậy năm tháng chỉ cho ngài bản lĩnh phải trái bất phân thôi sao, các người hiện tại còn tư cách nói chúng ta bất hiếu, có thể không thẹn lương tâm mà giảng giải đạo lý ta không lỗi đạo làm người, nơi này của ta không hoan nghênh lão phu nhân đại giá quang lâm, cả nhà trang trạch lương đừng mong bước qua ngưỡng cửa này nửa bước, suốt đời cũng đừng mơ tưởng, tình nhi, người không có tư cách gọi ta tình nhi, trang thư tình quyết tuyệt đánh gãy lời trang trạch lương, nương từ bỏ tất cả đi theo ngươi, ngươi đối xử với nương thế nào, cả nhà ngươi ghen ghét mẫu thân ta xuất thân cao quý, lại vì người không còn địa vị mà bỏ bê, ngươi theo đuổi danh lợi, học đòi văn vẻ, mặc nương một mình trèo chống gia đình, lao tâm lao lực, dốc hết tâm tư, tài phú gây dựng trang gia của ngươi ngày một sung túc, an lạc, vậy mà ngươi lấy gì để hồi báo người, sủng thiếp diệt thê, bội bạc vô tình, nàng không thể nhẫn nhịn, càng không muốn nhẫn nhịn, nếu nàng tức giận công tâm không phải làm lợi cho những kẻ đó sao, lồng ngực trang thư tình phập phồng kịch liệt, nàng không thể khắc chế cảm xúc lúc này, mặc dù cơ thể không phải của nàng, nhưng nàng lại cảm thấy uất khí tức nghẹn, vô cùng khó chịu, sao trên đời lại tồn tại loại người vong ân phụ nghĩa mà toàn nói lời nhân nghĩa đạo đức không biết ngượng miệng, thật là mặt dày, vô sĩ, có thật là người tốt sống không thọ, kẻ xấu sống ngàn năm, sao những kẻ này không chết hết cho không khí trong lành, Bạch Chiêm đem người bảo hộ trong vòng tay ấm áp của hắn, từng chút từng chút vỗ nhẹ lưng nàng, thư tình chôn mặt thật chặt vào lòng hắn, hắn luôn đúng lúc nàng cần cho nàng chỗ dựa cho nàng cảm giác bình yên nàng không luyến tiếc càng không thương cảm đau lòng nhưng tim nàng lại có chút gì đó nghẹn nghẹn chút gì đó khó nói nên lời chỉ khi được hắn ôm chặt vào lòng cái cảm giác đó mới từng chút từng chút lắng dịu nếu không phải có trang trạch lương đỡ Lão Thái Thái đứng cũng không vững, biết hai tỷ đệ này oán hận bọn họ, nhưng không nghĩ lại hận sâu như vậy, cô nương nhà ai không phải thành thân, gả đi rồi vẫn cần nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, có bất mãn cũng không dám làm quá, nhưng trang thư tình mặc kệ mọi thứ, triệt để xé rách ra mặt trước bàn dân thiên hạ, nàng không cần hậu thuẫn, không cần đường lui, lão thái thái nhìn nam nhân phía sau trang thư tình, người này từ đầu đến cuối không nói nửa lời. The cat sat on hắn chính là bạch công tử mà đỉnh nha đầu đề cập trong ý ngoài lời đều là coi trọng, bộ dạng tuấn tú như vậy, cũng khó trách, lão thái trang gia vẫn không cam lòng, thư tình, ngươi thà nương tựa nam nhân này cũng không quay về với gia đình sao, hắn còn đáng tin hơn cả người nhà, lão nhân gia ngài là đang nói gì ta nghe không hiểu, thứ nhất ta bằng chính đầu óc và đôi tay vất vả kiếm tiền tự nuôi sống bản thân không thẹn lương tâm, thứ hai ta được ai quan tâm chăm sóc, thậm chí sau này ta thành thân với ai cũng không liên quan bất kỳ ai trong các người. Thứ ba các người tuyệt không tư cách xưng hai chữ người nhà, trang thư tình cũng không sợ ai bàn luận, lãnh sơn huyện này đã không còn gì để nàng quan tâm, nàng chỉ muốn mắng cho thống khoái, giải tỏa hết bức xúc, phẫn hận trong lòng, phát tác hết cả người thật thần thanh khí sảng, các người nên nhớ rõ, tại lúc có được phần đồ cưới nương ta lưu lại, các người đã không còn chút quan hệ nào với tỷ đệ chúng ta, nếu cứ mãi dây dưa không dứt ta sẽ không khách khí như hôm nay, Trang Thư Đình, ta biết ngươi luôn muốn có được tất cả mọi thứ của ta, nhưng ta khuyên ngươi bỏ ý định đó đi, mọi việc trên đời đều được định sẵn, cái gì của ngươi sẽ thuộc về ngươi, không phải của ngươi cầu cũng không được, người vẫn quay quanh theo hướng nhìn của Trang thư tình ảo ảo tránh qua, chỉ còn lại một mình Trang thư Đình, thời khắc này, nàng thật hận Trang thư tình giữa đám đông nói lời như thế, không phải muốn làm bẩn thanh danh của nàng sao, lại còn ngầm cảnh cáo nàng đừng tơ tưởng Bạch công tử, thời gian sẽ trả lời tất cả, để xem đến cuối cùng ai là người chiến thắng, Trang thư Đình cái gì cũng không nói, thẳng lưng tiến đến đỡ tổ mẫu xoay người rời đi, lối ra vì mọi người vừa nãy giạt qua hai bên nên rất trống trải, cực kỳ thong dong. Trang thư tình nhàn nhạt nói với Bạch Chiêm, ngày mai chúng ta liền rời đi. Bạch Chiêm nhẹ nhàng gật đầu, ngày mai liền đi rồi. Nghe được lời này Trang thư đình không khỏi dừng bước, sao nhanh như vậy, kế hoạch của còn chưa kịp thực hiện, nàng còn chưa nhìn thấy Trang thư tình mất tất cả. Trang thư đình quay đầu, sắc mặt đỏ bừng, hốc mắt rưng rưng, tỉ tỉ, muội biết chuyện lúc trước làm tỷ rất hận mọi người, nhưng đó là việc của trưởng bối, muội có tội gì? Muội định im lặng trở về, nhưng càng nghĩ càng không cam lòng, muội không muốn tìm muội chúng ta về sau gặp lại, chỉ có thể mặt lạnh không nhìn. Tỷ tỷ, muội không hiểu tại sao tỷ lại nói muội như vậy, trước giờ muội chưa từng cố ý cướp đoạt bất cứ thứ gì của tỷ, muội cũng chưa thực sự làm điều gì có lỗi với tỷ, sao tỷ lại ghét muội như vậy? dù tỷ không coi muội là muội muội nhưng muội chưa từng bất kính với tỷ duy nhất muội cảm thấy có lỗi là thầm ngưỡng mộ bạch công tử muội biết là muội không nên nhưng muội không có sai muội biết tình cảm của mình sẽ không được đáp lại nhưng muội cam nguyện sẽ không hối hận thích người thích ta vì sao thích ta thấy bạch chiêm tiếp lời trang thư đình mừng thầm nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống không biết muội chỉ cảm giác là thích nếu có thế nói được rõ ràng muội cũng không cần thống khổ như vậy, ngươi không rõ nhưng ta lại rõ thiên tầm y tử quan thanh ngọc bội xe ngựa những thứ này mới là cái ngươi thích bạch chiêm từng bước một chậm chậm đến gần nàng đương nhiên khuôn mặt này của ta cũng là một nguyên nhân nhưng mà những thứ này vẫn không phải toàn bộ đúng không khi yêu một người sẽ thích mọi thứ thuộc về người đó, mặc kệ là tốt hay xấu, đều sẽ trân trọng, ta cho ngươi một cơ hội, chỉ cần cho muội cơ hội, công tử sẽ hiểu tình cảm của muội. bạch chiêm nhìn về phía thư tình, hai người cách nhau không xa, ánh mắt lại ôn nhu lưu luyến, ta và người nhà của ngươi, ngươi chọn ai, nhưng mà, không có nhưng mà, trang thư đình cắn răng, nàng làm sao nhìn không ra bản thân đang bị người khác tính kế, nếu chấp nhận tức là chặt đứt quan hệ với với người nhà, về sau không còn đường lui, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, nàng sợ nàng không còn đường nào thắng trang thư tình, diện mạo tuấn tú, khí thế bất phàm, vừa nhìn liền biết quý nhân, người như vậy, dù làm thiếp của hắn nửa đời còn lại cũng không cần lo, so với vinh hoa phú quý, một trang gia tầm thường có đáng gì, được nàng cực một lần, nàng không tin mình lại thua kém trang thư tình, nàng sẽ đoạt trái tim bạch công tử từ trên tay nàng ta, vì công tử ta nguyện ý đánh đổi tất cả, Đình Nhi, chàng thư Đình quay đầu về phía phụ thân, nước mắt nói đến là đến, cha, nữ nhi bất hiếu, con thật sự thích Bạch công tử, xin người thanh toàn cho nữ nhi, chàng Trạch Lương tức giận sắc mặt tái xanh, ngu xuẩn, nàng sao có thể không nhìn ra nam nhân này đang đùa giỡn nàng, Bạch Chiêm lúc này đã trở về bên cạnh thư tình, một trận gió thổi tới, theo bản năng mở áo choàng che chắn cho người trong lòng lạnh nhạt nói với trang thư đình người chọn sai rồi trang thư đình phút chốc như rơi từ thiên đường xuống địa ngục mặt trắng bệch nhưng vẫn chấn định truy vấn vì sao nếu ngươi chọn gia đình ta còn có thể liếc mắt nhìn ngươi nhưng ngươi vì danh lợi lập tức dứt khoát từ bỏ người nhà người như ngươi một chút tình thân cũng không có sao có thể biết tình yêu là gì còn dám nói thích ta đại nương có thể vì tình yêu vứt bỏ cả gia tộc vì sao ta Ta không thể bạch chiêm châm chọc nhếch miệng người xứng so sánh với bá mẫu sao người có thân phận gì bá mẫu là thân phận gì người vứt bỏ mọi thứ đi theo trang trạch lương đó là gả cho hoàn toàn triệt để gả cho hắn người muốn học bá mẫu có thể ta thành toàn ngươi trần nguyên có thuộc hạ đi hỏi cho nàng một hôn sự tốt vâng không không trang thư đình thấy tình huống đã chuyển biến đến mức không thể khống chế nàng phát hiện nam nhân này thật lãnh tâm ngươi không thể làm hại ta như vậy ngươi không có tư cách này cha cha con muốn về nhà mau chúng ta về nhà không thích ta vừa rồi không phải còn nói nguyện ý vì ta vứt bỏ tất cả người nghĩ chuyện đã đáp ứng ta có thể thu hồi sao trang thư đình thực sự sợ vừa lắc đầu vừa lui về sau hận không thể lập tức biến mất khỏi tầm mắt nam nhân này mọi người vừa rồi còn có chút đồng tình với nàng nhưng nhìn tình cảnh hiện giờ liền hiểu được cái thích này không khỏi quá giả tạo nếu ta hỏi thư tình vấn đề kia nàng căn bản không cần suy nghĩ không chút do dự lựa chọn người nhà vì người nhà đừng nói một nam nhân ngay cả mạng nàng cũng nguyện đánh đổi tình thân với nàng là quan trọng hơn cả mặc dù hiện tại trong lòng nàng ta không sánh bằng người nhà nhưng khi ta đã là người trong lòng nàng nếu ta gặp nguy hiểm nàng cũng sẽ không ngần ngại dùng mạng đổi mạng đây mới gọi là tình trang thư đình ngươi lấy gì để so sánh nàng luôn miệng nói thích lại từ miệng ngươi nói ra lời bẩn thiểu dẫm lên hai chữ tình cảm, Trang Thư Đình còn muốn biện giải, nhưng nghe đến đây chỉ có thể ngậm chặt miệng, trời nổi gió. Bạch Chiêm không tiếp tục đả kích người nữa, dìu Trang Thư Tình xoay người về phòng, Trang Thư Đình vừa cảm thấy tai qua nạn khỏi, định thở nhẹ một hơi, liền nhìn thấy người nam nhân gọi là Trần Nguyên kia đến trước mặt nàng cười tủm tỉm nói, ta làm việc luôn hướng đến hiệu suất, hai ngày sau, Trang Tiểu Thư chuẩn bị làm tân nương tử đi, không, lời nói của công tử nhà ta chính là lời vàng ý ngọc, không thể thay đổi, việc này, đã thành kết cục được định, cô nương hãy hãy nhận mệnh đi, trang thư đình trợn mắt, hôn mê bất tỉnh, chương 75, hối hận quá ba người đi ra ngoài, thì hai người bị nâng về, Trần Kiều Nương gấp đến độ cả người run lên, vội cho người đi mời đại phu, còn chưa tới kịp hỏi rõ ràng chuyện gì xảy ra thì lại nghe được hạ nhân đến bẩm báo trang thư diệu lại ngất đi, sao lại thế này? không phải đều tốt lắm sao, Trần Kiều Nương lúc này cũng muốn ngất xỉu đi, mấy ngày trước Diệu Nhi không hiểu làm sao luôn bị ngã xuống ngất đi, nhờ đại phu đến thì tìm không ra được nguyên nhân chứng bệnh, nhưng mỗi ngày đều cảm thấy choáng váng, biện pháp gì đều đã dùng hết, các loại được liệu quý giá cũng uống không ít, mắt thấy bệnh đã lắng được hai ngày, từ ngày hôm qua đến hôm nay cũng chưa có phát bệnh, bây giờ sao lại, còn thất thần làm gì, nhanh đi mời Đại phu tiểu xúc sinh trang thư hàn kia trúng đầu bảng, ba người nhà mình lại ngất đi, Trần Kiều nương trực tiếp quy tội cho hắn, cảm thấy hai tỷ đệ kia và mẹ con ba người các nàng trời sinh tương khắc, tốt nhất là cả đời cũng không cần có liên lụy, cả đời không qua lại với nhau, lợi ích gì giúp đỡ cái gì nàng đều không cần, những thứ kia dù cho có đem đến nhiều lợi ích cũng không thể so sánh được với bình an của nhi tử và nữ nhi mình, nước mắt rơi xuống, đang muốn nói chuyện với lão gia vừa nhấc mắt lại thấy được sắc mặt lão gia lúc này nàng liền cảm thấy khiếp đảm hai tiểu súc sinh kia làm thế nào lại chọc đến lão gia trang trạch lương lại đột nhiên mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía trần kiều nương ánh mắt hung ác hoàn toàn không có ôn nhu như quá khứ sau khi uyển như chết vì sao ngươi lại phải đối với tỷ đệ bọn họ như vậy cho bọn hắn ăn cơm thừa canh cặn để bọn họ quần áo rách dưới ngươi là một độc Phụ, như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? ngươi chỉ cần đối tốt với con của uyển như chỉ bằng một hoặc hai phần so với đình nhi và diệu nhi thì hận ý của bọn họ sẽ không lớn như vậy độc phụ độc phụ huyết sắc trên mặt trần kiều nương nháy mắt mất hết nhưng việc nàng làm chẳng lẽ không phải do mẹ chồng và trượng phu không tiếng động mà tiếp tục duy trì hay sao ở dưới cùng một mái hiên bọn họ có sống được tốt hay không người làm phụ thân nếu như có tâm sao có thể không nhìn thấy hiện tại lại muốn đổ tất cả lên đầu nàng, cố gắng đứng lên lấy thêm dũng khí, Trần Kiều Nương nén giọng hỏi lại, lão gia, ngài nói lời này không cảm thấy rất vô lý hay sao, ta làm hết thảy những chuyện này là vì ai, ta là vì ai mà từ thê trở thành thiếp, tình nguyện đi theo người ta hơn 10 năm, ta là vì ai, trang trạch lương lười dây dưa cùng nàng, ta đi chiếu cố mẫu thân, đình nhi và diệu nhi ngươi hảo hảo chiếu cố, chờ khi đình nhi tỉnh dậy. Người mau tiễn nàng đi, tiễn nàng, đưa nàng đi đâu, lão gia rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, vì sao đình nhi lại ngất xỉu, ngài còn muốn đưa nàng đi, nói đến chuyện này, trang trạch lương càng thêm tức giận, phất tay lên liền cho nàng một cái tát, người dưỡng ra một nữ nhi thật tốt, trước mặt nhiều người như vậy nói thích một nam nhân, còn nguyện ý vì nam nhân kia mà vứt bỏ gia đình, kết quả bị người ta hung hăng nhục nhã mặt mũi trang da đều bị nàng vứt hết không đưa nàng đi chẳng lẽ chờ đến khi bị người biết hết không thể lập gia đình nữa sao đời này trần kiều nương chưa bị người ta động qua một đầu ngón tay vuốt nửa bên mặt đang nóng bừng một hồi lâu mới tiêu hóa lời này cũng bất chấp mà khóc lóc om sòm, đau đớn đều ném sang một bên, liên tục hỏi, có phải vị bạch công tử kia hay không, vì sao lại có ép buộc gả nàng cho người khác, nếu như gả cho bạch công tử, đây chính là chuyện rất tốt, thối lắm, trang trạch lương hận không thể tiếp tục tát cho nàng một cái, nghĩ đến từ khi uyển như qua đời, trong nhà càng ngày càng lụn bại, tiền bạc cũng phải giám sát chặt chẽ, hắn không phải không hối hận, nếu hắn có thể đối với uyển như tốt tốt một điểm nếu uyển như còn sống càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng cảm thấy là trần kiều nương này hủy đi hết thảy cơn tức của trang trạch lương lớn hơn nữa Bạch công tử kia là loại gia đình gì, làm sao có thể coi trọng loại nữ nhân tự động đưa đến cửa, người cho là nữ nhi của ngươi là thiên tiên, ai đều muốn cướp hay sao, cái gì mà đệ nhất nữ nhân của lãnh sơn huyện, nếu như ra khỏi nơi nhỏ bé như lãnh sơn huyện này, nàng tính là cái gì, còn muốn gả qua cho người ta, người cũng không ngẫm lại nàng còn mệnh để hưởng hay không, Trần Kiều Nương có lẽ là người có ngàn vạn khuyết điểm, nhưng đối với nữ nhi của của mình nàng tuyệt đối là mẫu thân tốt nhất nữ nhi bị người ta hạ thấp như vậy nàng sao còn chịu được nghe thấy lời nhục mạ như vậy liền mở miệng nói đúng đình nhi không tính cái gì vậy còn trang thư tình thì tính là cái gì nàng còn không phải là từ thiếp đi lên bằng không bạch công tử khí phái như vậy sao có thể để ý đến nàng nương chết cha không đau nàng còn có thứ gì bằng một tát này đánh vào mặt trần kiều nương nhưng cũng như là đánh vào mặt của trang trạch lương nương chết cha không đau cũng không chỉ là nương chết cha không đau người làm cha như hắn có thể cho nữ nhi được cái gì tựa như hàn nhi nói hắn có thể có được ngày hôm nay là do có uyển như vậy có tỷ tỷ trân trọng, tự bản thân dụng công ngày đêm học tập, duy độc chỉ mình hắn là không có chút liên quan gì, lão gia ta sai rồi, thiếp thân không phải là cái ý kia, thiếp thân chỉ là quá gấp nên hồ đồ, Trần Kiều Nương phục hồi tinh thần lại bất chấp đau đớn trên mặt, lên qua ôm lấy trang trạch lương khóc, chỉ là hai bên gò má bị thủng xuống khiến nàng và câu nói, hoa lê đái vũ chẳng liên

khuôn mặt này đã có nếp nhăn đúng rồi nàng còn lớn hơn nửa tuổi so với uyển như từ khi uyển như gả cho hắn đến lúc chết vẫn từ dung yêu nhã ánh mắt rất bình tĩnh nhìn không ra là yêu cũng không nhìn ra được là hận trang trạch lương đột nhiên muốn biết khi đó uyển như đang nghĩ cái gì có phải là hối hận hay không hối hận vì đã vứt bỏ hết thảy đi theo hắn hối hận bản thân mình đã nhìn lầm người tiểu thư đồng gia a à, đó là thiên kim tiểu thư chân chính, trang trạch lương nhắm mắt lại giấu đi cảm xúc khó chịu đang sông lên, khi mở mắt ra không chút nào lưu luyến đem Trần Kiều Nương đẩy ra, đi đến phòng chính, Trần Kiều Nương lảo đảo lui về phía sau, nhờ có nha hoàn đỡ lấy mới không ngã nhào lên mặt đất, lúc này nàng như là mất hồn, ánh mắt vừa rồi của lão gia, ánh mắt vừa rồi, phu nhân, đại phu đến, đúng rồi, hiện tại nàng đã là trang phu nhân, đủ cho trong lòng lão gia đối với nàng có bất mãn cũng không có khả năng hiu nàng, nàng có cô còn có một đôi nhi nữ lão gia không thể bỏ nàng, vén tóc qua thái dương, trần kiều nương quay lưng thu thập dung một chút nhan mới đi ra cửa, hiện tại việc nàng phải làm, chính là làm thế nào để chăm sóc tốt cho một đôi nhi nữ của nàng, ở bên kia, chàng thư tình chậm rãi uống xong một chén trà nóng, trong lòng lạnh như băng mới dần dần thối lui, ngẩng đầu cười cười với hai người đang lo lắng, không cho nàng kia, tỷ không sao, để còn cho rằng trong lòng tỷ tỷ không có hận ý lớn như vậy, lúc trước tỷ tỷ cũng cho rằng như vậy, nhưng cũng là tỷ xem thường chấp niệm trong lòng, loại hận ý này làm tràn từ tứ chi bách hải ra ngoài, khiến nàng không thể khống chế nổi, tính cách của thân thể này khiếp nhược, nhưng tất cả mọi thứ nàng đều biết, chuyện nhớ kỹ cũng nhớ rất kỹ, chỉ là nàng quá yếu không biết phải làm như thế nào mới có thể phát tiết hận ý trong lòng, lúc này rốt cục đã có cơ hội, trang thư tình cảm thấy, bộ dáng khi đó của mình nhất định rất dọa người, bạch chiêm, chàng thực sự tính bắt trang thư đình lập gia đình sao, bạch chiêm một tay chống đầu, nhẹ ừm, một tiếng, không có giải thích, cũng không biết cái này có gì không ổn, trong đầu trang thư tình chuyển qua mấy ý niệm, dứt khoát mặc kệ, loại nữ nhân tình nguyện vứt bỏ gia đình cũng muốn đi lên, đáng thương là những cảm xúc của nàng ta thể hiện đều lãng phí. Huống chi kỳ thực nàng cũng không thấy đáng thương cho nàng ta, nếu như Bạch Chiêm thật sự là tên ăn chơi chắc táng, nói không chừng nàng sẽ thực sự thành công, đến lúc đó trang thư tình nàng liền trở thành chuyện cười, khi nàng ta quyết định chuyện này đã từng nghĩ đến có thể xảy ra như vậy sao, nhưng trong lòng nàng ta chắc chắn sẽ khẳng định là không xảy ra, chỉ cần bản thân mình sống tốt, cần gì quản người khác sống hay chết, đây mới là trang Thư Đình, một khi đã như vậy, thì đi mà gánh vác hậu quả, đã có người đi khê thủy trấn báo tin vui, ngày mai chúng ta sẽ có thể trở về, tổ bá phụ phòng chừng đã mở từ đường cúng tổ tiên, nói chúng ta nhanh chóng trở về, được Trần Nguyên, người chỉ có thời gian hai ngày, mau chọn người sớm. Không nên chậm trễ, Trần Nguyên khom người xác nhận, dư quang khóe mắt đảo qua tỷ đệ hai người cũng không có nhiều thâm một lời, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi, bọn họ luôn ngóng trông có người có thể thay thế được lão phu nhân, nhưng người kia không thể là người quá sơn thuần mà không có điểm mấu chốt, tính tình công tử, dù có sống cả đời cũng khó có khả năng trở thành người tốt trong miệng người khác, nếu như có một người có thể dẫn dắt công tử tìm ra phương hướng, sự tình khẳng định sẽ tốt hơn nhiều hiện tại xem ra không có ai thích hợp hơn trang tiểu thư sáng sớm hôm sau đoàn người xếp hành lý trở về khê thủy trấn xe ngựa đã chuẩn bị xuất phát từ sớm chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng pháo ẩm ý truyền đến không ngừng tuy rằng ngựa đã được huấn luyện nhưng nhìn tình huống trước mắt này trang thư hàn cũng không muốn tiếp tục ngồi trong xe ngựa xe ngựa ngừng lại trang thư hàn liền bước xuống tiếng pháo dù lớn cũng không thể che được âm thanh nghị luận ồn ào lọt vào tay khiến cho tim hắn đập có chút nhanh thanh dương từ dắt một con ngựa đến trang thư hàn nhận lấy dây cương không quá thuần thục xoay mình lên ngựa cũng may là không có trở ngại gì lớn trang thư tình vén rèm lên đệ đệ hiện tại đang ngồi trên ngựa một chút thân thể rõ ràng cứng ngắc nhưng vẫn cố gắng ra vẻ tự nhiên nên nhịn không được cười nói hẳn là hôm nay ta nên cho đệ ấy mặc một thân hồng bào, sẽ có một ngày kia, hồng bào trên người, cưỡi ngựa hồi ra, chỉ cần tiểu tử kia cố gắng, chưa hẳn là không đợi được có ngày như thế, một nhà trang trạch lương kia vẫn phải chú ý, nếu bọn họ càng có nhiều chú ý đánh lên người Thư Hàn, thì Thư Hàn sẽ càng nỗ lực khiến cho bọn họ hối hận đến chết, cửa lớn trang ra được mở ra, trang trạch dân dẫn một đám nam đinh trong nhà đang chờ ở dưới bậc, sau khi nhận được tin tức từ hôm qua, Trang Bình Chí liền tự mình đốc thúc hạ nhân đem tất cả cửa, cầu thang, mỗi một chỗ đều tẩy rửa sạch sẽ, sáng sớm hôm nay đã lại quét dọn thêm một lần, ngay cả bụi cũng sờ không thấy mới hài lòng gật đầu, nghe động tĩnh càng ngày càng gần, Trang Trạch Dân có chút đứng ngồi không yên, đỗ đầu, đứa nhỏ 10 tuổi đỗ đầu bảng, nghe được tin tức này, cả đêm hắn không ngủ, buổi sáng khi đi thỉnh an phụ thân, nhìn về, mặt của phụ thân nhìn như cũng giống như hắn nhưng trong lòng hắn cũng lo lắng chỉ sợ thư hàn còn quá nhỏ tâm tư sẽ có chút tự kiêu như vậy về sau không thể thăng tiến cứ như vậy tiền đồ của hắn sẽ bị hủy nhìn thiếu niên cưỡi ngựa đi tới thần thái của tiểu thiếu niên rất phấn khởi ánh mắt lộ ra vẻ cao hứng có tự tin nhưng không có kiêu ngạo tự đắc đứa nhỏ này so với suy đoán của bọn hắn đều vượt xa hơn nhiều trang thư hàn xoay người người xuống ngựa, tiến lên ôm tay vái chào, đại bá, tiểu tử không có khiến ngài thất vọng, trang trạch dân dùng sức vỗ vỗ vai hắn, vừa lòng không thôi, hảo hài tử, làm tốt lắm, con thực sự đã giúp cho trang gia chúng ta nở mặt nở mày, nhìn đến hai người đang từ trên xe ngựa bước xuống, trang trạch dân lại vỗ vỗ bả vai hắn hai cái rồi đi qua, ngày hôm qua đã báo tin vui đến gia tộc cha rất cao hứng, nói thẳng ra chính thư hàn không chịu thua kém, sáng sớm đã giám sát mọi người thu giòn từ đường, chờ đợi hai con, đến bái từ đường cũng không có chuyện gì cho nữ nhân làm, trang thư tình cười dịu dàng nói, vậy thì không trì hoãn, thư hàn, để mau theo đại bá đi, ý tứ của tổ bá phụ ngươi là cũng muốn ngươi đi theo, trang thư tình ngẩn người, chợt lắc đầu, tâm ý của tổ bá phụ và đại bá con nhận, chỉ là không cần thiết phải làm như vậy, thư hàn là trưởng nam trong gia đình, có để ấy đi là đủ rồi. Còn tiếp các phần tiếp theo sẽ được gửi đến các bạn trong các số tới. Mong các bạn đón nghe, like, share và đăng ký kênh để được nghe nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn. Cảm ơn các bạn.